Chương 1942, nụ cười đắc ý của tôi. Ha ha, không đến nỗi là thần hộ mệnh. Tuy nhiên, việc các thế hệ của vương gia đều quan tâm đến quốc gia là sự thật. Tuy nhiên vương gia chúng tôi cũng rất khiêm tốn, không ai làm quan, chỉ hiểu chuyện làm việc vì nước. Chúng tôi là một đám anh hùng không có tiếng tăm gì. Vương Nhân Bàng nói. Cũng đúng, tuy nhiên, có phải sau này anh sẽ tiếp nhận nhóm của ông nội không? Diệp Phàm cười gượng một tiếng nói. Dừng lại, tôi cũng dỗi đến mức quan tâm đến chuyện ấy. Nếu không phải vì ông nội tôi cũng không đến cái nơi này để giải sầu. Mẹ nó, thiếu chút nữa mất mạng, tôi vốn là một thanh niên tốt của nền chủ nghĩa xã hội khoa học, đến giờ còn chưa có vợ. Vẫn là tính mạng quan trọng, vì cưới vợ mà phải phấn đấu. Vương Nhân Bàng thật là mặt dày. Thôi được rồi, tôi thử xem, anh ở đây chú ý, hễ có chuyện gì liền ra tay. Diệp Phàm nói, chân vừa động, đống cát dưới đất liền xuất hiện một cái hang. Diệp Phàm bò dạp xuống, hai tay để về phía trước thành một mũi nhọn. Bàn tay dưới nội khí, thân thể lập tức xoay tròn như hình chóp trong gió. Cùng với việc xoay tròn của hắn, với sự tác động của khí ở bên trong hai bàn tay kết hợp với động tác hai tay xoay tròn, cát ở phía trước đều tản ra. Tốc độ nhanh dần lên. Lợi hại, đây là uy lực cửu đẳng. Mẹ nó, sao lại cảm giác lão đại thoáng cái đã biến thành một con chuột đất. Sau khi ngạc nhiên, Vương Nhân Bảng không khỏi trầm trồ. Nếu để Diệp Phàm nghe thấy thì không biết sẽ cảm thấy sao. Khoảng cách 200 mét, Diệp lão đại chỉ cần 10 phút đã tiếp cận sông. Cuối cùng đợi một chút mới chui qua làn cát mang nước cuối cùng rồi trườn vào lòng sông, như con cá lớn bơi về phía trước. Bơi thẳng tới bờ bên kia nhưng cũng chưa phát hiện ra điều gì. Xui xẻo, phí công làm con tê tê, Diệp lão đại cảm thấy có chút xúi quẩy. Đang định lên bờ thì đột nhiên cảm giác trong đống cát khoảng 100 mét ở phía trước hình như có gì đó lạ. Lập tức hắn đảo mắt, thầm nghĩ kẻ thù đúng là mưu mẹo, không trốn trong sông mà trốn trên bờ. Thường thường lúc này đối phương sẽ thả lỏng cảnh giác, như vậy vừa lên bờ sẽ bị tấn công chí mạng. Diệp lão đại dứt khoát trốn trong sông nghỉ ngơi một chút, bên này đương nhiên có một cái ống để thở. Hắn cảm thấy sức lực hồi phục cũng khá, sau khi truyền âm cho Vương Nhân Bảng. Lại đào cát đi từ đáy bờ bên kia lại. Đám người Vương Nhân Bàng và Nghiêm Thế Kiệt chuẩn bị cẩn thận trước khi hành động, sau đó ném lựu đạn về phía sông. Lập tức, tiếng nổ của súng ầm vang mãnh liệt, toàn bộ lực lượng đánh về phía sông. Nước sông lập tức bị nổ tung bắn lên thành thác nước cao chừng hơn 10 mét. Trong tiếng đạn, âm thanh đào cát của Diệp lão đại đều bị át đi. Chơi trò con tê tê với mình à, bản lĩnh còn non lắm. Diệp Phàm nghe thấy tiếng thở nhẹ. Vừa tấn công đã trúng, tên kia đang trốn trong đống cát đang dùng một cái ống thở để thông ra bên ngoài. Còn chưa phản ứng lại thì đã bị Diệp lão đại dùng một dao đâm thủng ngực. Thi triển mở đôi mắt ưng nhìn, da trắng mắt xanh, hẳn là người Mỹ. Xem ra, là tiếp cận mục tiêu, đối thủ tấn công vương lão chắc chắn chủ yếu là mấy người làm ngành dược phẩm của Mỹ. Diệp Phàm suy nghĩ, trốn trong đống cát lại nghe thấy tiếng động. Phát hiện bên trái 30 mét có một chút động tĩnh. Diệp Phàm đột nhiên bay thẳng lên không trung, lúc rơi xuống đất thì hung hăng dùng một chân dẫm nát đầu tên kia. Một tiếng sát phát ra. Tên kia rõ ràng bị Diệp lão đại dẫm lên đến mức bị vùi sâu xuống khoảng 7-8 mét dưới cát. Nơi này chính là phần mộ miễn phí của anh ta. Diệp lão đại căn bản là không nhìn, lại bay lên trời, ném mấy viên lựu đạn xuống đất. Quả nhiên. Bốn tên người Mỹ còn lại trốn trong đống cát không kìm nổi tất cả sợ đến mức ngoi lên rồi chạy cả sang một bên, bay thẳng lên không trung. Tiến lên! Nghiêm Thế Kiệt ra lệnh, Vương Nhân Bàng đã nhân cơ hội này tiến đến bờ sông từ lâu. Mấy tiếng phịch đã tới bờ đối diện. Quy tôn tử, chết hết cả cho ta! Vương Nhân Bàng điên cuồng, dứt khoát chạy về phía tên địch hải lang người Mỹ. Súng trường trong tay tên kia ba một tiếng, bay lên độ cao hơn mấy mét. Vương Nhân Bàng duỗi tay ra, xoay quả đấm tay kéo căng dây cung. Ba, ba, ba. Đúng là chút được giận. Tên kia phỏng chừng thuộc ngũ đẳng. Tuy nhiên, dưới tay của một bát đẳng như Vương Nhân Bàng, sau khi đầu bị đánh mấy quyền, Vương Nhân Bàng cảm thấy tên này mềm nhũn, cuối cùng tay phóng lực về phía đầu, một tiếng não nề vang lên, máu tươi văng khắp nơi, tất cả xương trong người đều bị gãy. Người này trừng mắt cá vàng đến bái kiến thượng đế. Diệp lão đại tốc độ nhanh hơn, đã giải quyết được hai tên.
còn lại Nghiêm Thế Kiệt và Đông Phương lao vào tới. Mấy cao thủ bát đẳng cùng xuống tay, mấy tên ngũ lục đẳng người Mỹ đều không chạy thoát, toàn bộ hết nợ. Lại xử lý được 6 cao thủ lục danh hải lang người Mỹ. Tiếp tục chiến đấu, sau khi trở về tổng bộ nhất định sẽ khen ngợi. Những nếp nhăn trên mặt đồng chí Cung Khai Hà đều giãn ra. Lý lão không ngờ giơ ngón tay gõ nhịp bài hát cười đắc ý. Tuy nhiên, Lý lão chỉ biết vài câu, giai điệu của phần sau đều quên cả rồi. Nhất thời tức giận, quát ông đại tá bên cạnh. Tìm bài hát này cho tôi nghe một chút, thật tức chết, chỉ có việc chúc mừng một chút cho các đồng chí ở tiền tuyến mà cũng không có cách làm cho chu toàn. Mau tìm bài cười đắc ý của Lý Lệ Phân. Cung Khai Hà liếc mặt nhìn đại tá một cái rồi ra lệnh. Không lâu sau, phòng họp tác chiến vang lên giai điệu nhẹ nhàng. Cuộc đời con người vốn dĩ là một cuộc chơi. Ân oán cần gì phải quá để ý. Danh và lợi a, là thứ gì vậy? Sống không mang đến, chết không mang đi. Thế sự khó liệu, nhân gian buồn vui. Không lâu sau, không ngờ hòa nhịp vào, mấy ông cán bộ trong phòng họp đều cất cao giọng hát theo. Những giọng khàn khàn hòa vào với nhau, thực sự rất chói tai, tuy nhiên mọi người hát rất có khí thế. Bất kể hát đúng hát sai, ít nhất về mặt khí thế cũng là hiếm người làm được. Bởi vì bọn họ buồn bực lâu như vậy, cũng nên thoải mái một chút. Trong đó, Lý Khiếu Phong giọng cao nhất, hình như đến trần nhà cũng phải rung lên. Với sự kết hợp của giọng hát của những cao thủ này, khí thế vẫn khá là rung động lòng người. Với một người bình thường không có chút bản lĩnh nào, phỏng chừng sẽ hơi bị choáng. Ngay như đồng chí Tương Đại Hải cũng thế, đầu óc có chút quay cuồng choáng váng. Tuy nhiên, anh ta cũng hát hết sức, anh hát kiên cường, không cho phép mình ngất đi, bởi vì đồng chí Tương Đại Hải hôm nay cũng rất vui. Thiên Trùng, khu loạn thạch xa chính là nơi mà máy tình báo trên người Vương lão phát tín hiệu. Lúc này, nhân viên tình báo Tiền Phương báo cáo thông tin tình báo mới nhất cho đồng chí Tổng Chỉ huy hành động phá thiên, Nghiêm Thế Kiệt. Nghiêm Thế Kiệt nhìn kỹ không bỏ sót cồn cát nào phía trước mặt, mặt nhăn mày nhó rất căng. Vội vàng gọi Diệp Phàm và Vương Nhân Bằng lại, ba người nhìn cồn cát chỉ toàn cát mà không có bất cứ thứ gì khác ở phía trước, mặt mày cũng nhăn nhó cả lại. Để đuổi tới khu loạn thạch thì phải qua cồn cát rộng lớn này. Xuyên qua loại cồn cát không có công sự che chắn kiểu này rất nguy hiểm. Đối thủ chỉ cần chia tản ra ở khu loạn thạch, anh đột ngột đi tới, tỷ lệ thương vong quá lớn. Thậm chí toàn quân chôn vùi cũng có khả năng. Nghiêm Thế Kiệt vẻ mặt ngưng trọng, liếc nhìn Diệp Phàm và Vương Nhân Bằng nói. Mẹ nó, đến chỗ ẩn thân cũng không có. Nếu khoảng cách ngắn thì còn có thể xuyên qua cồn cát mà sang, còn khoảng cách này, quá dài, chừng 3-4 mét, đến con tê tê cũng phải mệt chết. Vương Nhân Bằng cũng nhíu mày lại đến mức sắp có thêm một kẽ hở. Một cồn cát lớn như vậy, đối phương chỉ cần sử dụng súng trường ngắm bắn là đã xong rồi. Chúng ta đều biết, ai cũng là cao thủ, nhãn lực chuẩn, ngắm bắn chuẩn. Mấy chục người chúng ta, chỉ cần bắn tỉa là toàn bộ đã bị diệt sạch. Còn chưa tới khu loạn thạch thì cả đám đã xong đời. Diệp Phàm nói, ngay cả cao thủ cửu đẳng cũng vô dụng, khoảng cách quá xa. Bất kể anh dùng biện pháp gì cũng phải đột kích qua đúng không? Cao thủ cửu đẳng cũng là con người bằng xương bằng thịt, với sức tấn công của súng đạn thì cũng sẽ mất mạng. Hơn nữa, đã có người lập kế hoạch giết Vương lão và Tư Bỉ Lang người Mỹ. Vậy đối phương cũng là cao thủ, ví như cao thủ cửu đẳng người Nhật Bản chúng ta vừa đụng độ khi nãy. Nếu đối phương có dấu cao thủ kiểu đó, vậy cách bắn súng sẽ không phải bàn nữa. Chúng ta đột kích qua, căn bản chính là tự dâng đồ ăn. Đông Phương sau khi qua nhìn hiện trường, mặt mũi cũng thâm trầm, mỗi người đều có chút bất lực. Tôi xung phong, chết thì chết. Ít nhất có thể khiến kẻ thù chậm trễ một khoảng thời gian. Chúng ta chính là dù có phải dùng người bịt lỗ châu mai thì cũng phải tiến lên. Đến lúc đó, cầu tử tranh thủ thời gian tấn công. Tôi nghĩ, chỉ cần có thể vọt tới khoảng cách hơn một dặm, với tốc độ trượt trên không như cầu tử vừa nãy, chỉ nháy mắt đã tới được khoảng cách một dặm. Vương Nhân Bàng đá một cước thật mạnh dẫm nát đất, định lao đi. Bởi vì, anh ta lo lắng cho ông nội mình, không đợi được. Để tôi suy nghĩ xem. Diệp Phàm giơ tay túm lấy Vương Nhân Bàng rất chắc không cho anh ta đi tới chỗ chết. Lão đại, vì tôn bất hiếu, anh cho tôi đi chết đi. Vương Nhân Bàng vẻ mặt bi thương. Huynh đệ, Vương lão là Vương lão của anh, cũng là Vương lão của tôi.
Im lặng đã, cho tôi 5 phút. Diệp Phàm không cho phép Phương Nhân Bàng hành động, lời nói ra chỉ vỏn vẹn hai từ im lặng. Ý tứ chính là ông nội của anh cũng là ông nội của tôi. Hiện trường lập tức yên ắng. Diệp Phàm mặt đỏ phừng phừng, mắt nhìn chằm chằm biển cát trống trải. Tiếc là buổi sáng, nếu là buổi tối, nhờ bóng đêm lại dễ đột phá. Diệp lão đại tính toán suy nghĩ rất nhanh trong đầu. Chúng tôi tình nguyện bịt lỗ châu mai. Lúc này, một đội viên tổ đặc nhiệm A đứng ra nói. Không lâu sau, tất cả các đội viên còn lại đều xung phong bịt lỗ châu mai. Thủ trưởng, chúng ta cũng đông, họ có muốn động súng thì cũng phải mất một khoảng thời gian. Lúc bọn họ bắn chết tất cả chúng tôi, các anh có thể tiến lên. Người đội viên kia kiên quyết nói. Mẹ nó, 20 năm sau, tôi vẫn quyết làm một hảo hán như này. Tôi đi đầu. Lúc này, một đội viên cường tráng của tổ đặc nhiệm A chờ lệnh nói. Câm miệng hết cho tôi. Diệp Phàm đột nhiên hừ một tiếng. Hắn dùng âm mê thuật, tiếng vang mà mọi người nghe thấy, thực ra là mệnh lệnh bảo bọn họ im lặng. Cả đám đều chăm chú nhìn Diệp lão đại. Tôi vẫn bỏ dưới đống cát giống như con tê tê, Tình Thứ và Thiên Trùng đi theo sau. Chúng tôi dùng tốc độ nhanh nhất để vọt tới khoảng cách khu loạn thạch 2 dặm rồi phân chia ra. Sau đó đột ngột tung toàn bộ cát lên không trung, bên này lựa tình hình ném đạn khói vào, các đội viên phía sau theo vào với tốc độ cao nhất. Chỉ cần vài người chúng tôi có thể tiến lên, chúng ta sẽ có cơ hội. Tôi nghĩ, các thành viên chủ lực của chiến đội đặc biệt của mỗi quốc gia hẳn là đều ở địa khu số 01. Bên này tấn công vương lão hẳn là không nhiều lắm, ngoại trừ một vài cao thủ. Diệp Phàm sau khi nói xong không để cho mọi người suy nghĩ, trước tiên thu tất cả sức lực của cơ luồn vào đống cát như một con tê tê. Vương Nhân Bàng và Nghiêm Thế Kiệt theo sát Diệp lão đại xuyên qua đống cát tiến về phía trước. Cậu lên chỉ huy. Nghiêm Thế Kiệt trao quyền chỉ huy cho Đông Phương. Chương 1943, thiếu chút nữa chơi xong. Tất cả chú ý, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng xuất kích. Đông Phương vẻ mặt nghiêm túc đưa ra mệnh lệnh quyết chiến. Diệp Phàm dồn sức vào chân tăng tốc tiến về phía trước, nửa giờ sau tới đoạn cách loạn thạch 2 dặm. Sau đó chia nhau sang phải trái đào thông con đường ngầm dài mấy trăm mét. Nghiêm Thế Kiệt và Vương Nhân Bàng chia nhau trái phải cách nhau khoảng 300 mét rồi định vị. Hành động! Diệp lão đại ra lệnh một tiếng, nội khí toàn bộ bị hắn dồn đẩy ra, một côn mộc trong tay lập tức tạo nên một cơn lốc cát từ cồn cát bay thẳng lên trời cách 40 mét rồi nổ tung. Lập tức tạo nên một màn xương cao 10 mấy mét. Còn hai cao thủ bát đẳng Vương Nhân Bàng và Nghiêm Thế Kiệt lập tức ném đạn khói trên người về phía trước. Trong tiếng nổ ầm vang long trời lở đất, một mảng khói đen bay lên không trung. Cộng thêm màn xương cát của Diệp lão đại hợp lại, không trung dường như đột nhiên nổi lên một cơn bão cát khủng khiếp, một mảng mênh mông đầy trời, trong vòng mấy mét đều nhất thời không nhận ra bóng người. Còn đối phương loạn thạch cũng vang lên tiếng súng trường bắn tỉa bang, bang. Bởi vì nhìn không rõ lắm, cho nên đối phương cũng chỉ bắn tù mù. Diệp Phàm, Vương Nhân Bàng và Nghiêm Thế Kiệt đều nhân cơ hội này vọt lên phía trước. Tiếp sau là những đội viên dưới sự chỉ huy của Đông Phương, chạy với tốc độ tên lửa, không cần mạng sống tiến về phía trước. Trong tình cảnh súng đạn bay loạn xạ, cũng có hai đội viên tổ đặc nhiệm A ngã xuống. Tuy nhiên mặc dù là ngã xuống, bọn họ vẫn kiên trì bắn hướng về phía loạn thạch cho đến hơi thở cuối cùng. Nghiêm Thế Kiệt ngã xuống. Thiên Trùng. Diệp Phàm phẫn nộ kêu gào. Không cần lo cho tôi, tiến về phía trước. Binh sĩ Hoa Hạ không thể ẻo lả. Nghiêm Thế Kiệt khản cả giọng kêu to, tay tăng thêm sức mạnh, phẫn nộ bắn về phía đối phương. Cách nương lão tử, ta sẽ theo ngươi đến cùng. 5 quả lựu đạn trong tay Vương Nhân Bàng đồng thời ném ra ngoài, lập tức nổ tung mở một con đường máu. Mớ hỗn độn. Diệp lão đại hơi nhìn Nghiêm Thế Kiệt liếc mắt một cái, với uy mãnh hổ ưng lướt đi với tốc độ nhanh hơn, thoát cái đã ở trước đống loạn thạch. Một loạt âm thanh hỗn độn truyền đến, Diệp lão đại lập tức ném ra 10 mấy cái phi đao, cùng với âm thanh kêu rên truyền đến, khẳng định có mấy tên kẻ thù trúng đao. Đá chết mớ hỗn độn này. Vương Nhân Bàng tiến lên, thấy tất cả những người chưa chết đều xông lên đá một cước. Một cước của cao thủ bát đẳng có thể dẫm nứt một tảng đá dày nửa mét. Thân thể máu thịt sao có thể chịu đựng được, lập tức biến thành một đống bùn thịt nhão, máu loãng văng khắp nơi. Diệp Phàm đột phá khu loạn thạch tấn công với tốc độ nhanh nhất. Đột nhiên, hai bóng người cao lớn, một trái một phải cùng đánh đến. Hỗn độn,
Vương Nhân Bàng hết sức vồ lấy, một cước đá trúng phần eo của bóng người cao lớn. Vương Nhân Bàng cảm thấy bàn chân đau phát run lên, giống như đá trúng một tấm thép dày. Anh ta vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua, phát hiện là một người Mỹ. Anh ta là người dược phẩm, cơ thể cứng rắn như sắt tây, anh lùi về đi. Diệp Phàm lớn tiếng kêu lên, thấy người kia đưa tay hướng về phía Vương Nhân Bàng, vội vàng quay người, lăn một vòng tới trước mặt người nọ, đạp chân qua. Thình thịch, lần này cảm giác khác hẳn, tuy rằng Diệp lão đại cảm thấy như đá phải một quả núi. Nhưng người Mỹ kia cũng bị lực va đập mạnh từ cú đá của Diệp Phàm làm cho phải lùi lại 7-8 bước. Hoa Hạ sao lại vẫn còn át chủ bài? Người Mỹ mũi cao kia hô to một tiếng, dường như phẫn nộ. Tên kia vồ người về phía Diệp Phàm, loại người dược phẩm như này, nếu bị anh ta ôm, vậy sẽ không xong. Bởi vì chúng da dày thịt béo, rất có giỏi chịu đựng đánh đập. Diệp lão đại định quay người thối lui, tên người dược phẩm dù sao cũng là cao thủ cửu đẳng. Vì cứu Vương Nhân Bàng, Diệp Phàm không kịp lùi, bị tên anh ta ôm lấy. Hai người lập tức giằng co nhau quay cuồng giữa cồn cắt như tuyển thủ đô vật. Người ấy à? Diệp lão đại đột nhiên giật mình, dùng hết sức đẩy người kia hướng về phía đống cát. Người nọ không đề phòng, lập tức bay vào đống cát bên ngoài loạn thạch. Ở dưới đống cát, tính linh hoạt của thân thể Diệp Phàm liền được thể hiện ra. Đoàn chủy trong tay vừa xuất ra, hướng thẳng về phía người tên người dược phẩm. Tên người dược phẩm lập tức trúng dao găm của Diệp Phàm. Tuy nhiên Diệp lão đại vừa mới chui từ đống cát lên để lấy không khí thì phát hiện một tên người dược phẩm khá béo khác không ngờ cười dữ tợn dùng một quyền khiến Vương Nhân Bàng bay xa đến 8 mét có hơn. Tiếp theo một cước dẫm lên, Vương Nhân Bàng ì ạch như món thịt tẩm bột rán chật vật trốn tránh. Tuy nhiên, dù sao người ta cũng là cao thủ cửu đẳng, không phải là người mà Vương Nhân Bàng mới đạt được cấp thứ 2 của bát đẳng có thể đối phó được. Tên người dược phẩm kia lại đá vài đòn, Vương Nhân Bàng bị trúng một đòn, lập tức máu tươi từ miệng bắn tung tóe ra xa đến 5-6 mét. Tận mắt chứng kiến Vương Nhân Bàng bị hạ dưới chân tên này, Diệp Phàm rốt cuộc không kìm nổi, một cước hung hăng bay khỏi đống cát hướng về phía tên dược sĩ, định tới cứu Vương Nhân Bàng. Tuy nhiên lúc này hành động của Diệp Phàm bị tên người dược phẩm phát hiện. Anh ta nhe răng cười độc ác nói một câu tiếng Anh. Sử mật tu, giữ nửa người hắn. Anh dưới tôi trên cùng nhau xử lý tên người hoa hạ này. Được, Mễ Tư Lâm. Sử mật tu lặng lẽ nói một câu. Chợt Diệp Phàm cảm giác lòng bàn chân bị rối lại, cũng không biết tên sử mật tu trong đống cát dùng loại vũ khí dây thường gì cột chặt hai chân mình lại. Hơn nữa, hai tay anh ta gắt gao ôm lấy chân Diệp Phàm, hai chân thì giơ ra chặn đón, Diệp Phàm muốn rút chân ra cũng khó. Còn Mễ Tư Lâm cũng thôi không tấn công Vương Nhân Bàng nữa. Cười giữ tợn đá hướng về phía Diệp lão đại. Dưới chân bị khống chế, Diệp lão đại muốn xông lên cũng rất khó, trúng một cước của Mễ Tư Lâm vào vai. Lập tức cảm giác xương vai run lên, cảm giác như không còn trên thân thể, chắc chắn đã bị thương. Ra đòn tiếp nào tên người hoa hạ. Mễ Tư Lâm kiêu ngạo, ngông cuồng cười, rút ra một cây dao dày sau lưng. Bay lên khoảng chưa đầy 3 mét bỗng giống lên một tiếng, như tiếng sét đánh giữa trời quang. Trong lúc sóng âm chấn động mãnh liệt, tên này từ không trung bay xuống như cơn cuồng phong thổi hướng về phía đầu Diệp Phàm. Đao cách Diệp Phàm khoảng 2 mét, cát xung quanh bị cuốn như một vòng xoáy nhỏ quỷ dị xoáy hướng lên trời được tạo nên bởi một cơn gió lốc tràn tới. Nhìn tư thế này, với công lực của đao như thế này, nếu bổ trúng đầu, Diệp lão đại phỏng chừng phải đi tìm mấy tên đầu trâu mặt ngựa uống trà nói chuyện phiếm rồi. Mễ Tư Lâm, ông nội mi tới đây. Vương Nhân Bàng giọng khàn khàn mà thê lương vang lên, cả người anh ta là máu tươi, thân thể giống như một quả bom tấn vồ hướng lên trên, bất ngờ vững vàng dùng hai tay ôm chặt lấy hai chân của tên Mễ Tư Lâm trên không trung đang bay hướng về phía đầu Diệp Phàm. Vương Nhân Bàng lợi dụng quán tính, hung hăng kéo Mễ Tư Lâm sang bên cạnh cách xa Diệp Phàm một chút. Muốn chết hả? Mễ Tư Lâm nổi giận, chuẩn bị đổi hướng cây đao đang hướng về phía Diệp Phàm, bổ về phía Vương Nhân Bàng. Người anh em, nhìn thấy Vương Nhân Bàng sắp trở thành hai nửa, Diệp Phàm khàn khàn hô lên một tiếng. Kỳ tích đã xảy ra, miếng bạc can tương vốn không hề động tĩnh gì trên cổ tay kia lần này dưới sự tác động của toàn bộ nội khí bên trong của Diệp Phàm, đã bắt đầu hoạt động. Ngân ảnh chợt lóe, dưới ánh mặt trời phản chiếu thứ ánh sáng lóa mặt. Giống như một cây chủy sáng loáng, không có bất cứ tiếng động nào, xoay tròn trên cổ Mễ Tư Lâm.
cái đầu to với khuôn mặt nhỏ của Mễ Tư Lâm xoay tròn, phun ra máu tươi xa tới hơn 10 mét. Ba một tiếng, rơi bịch xuống đống cát, đầu rơi xuống trong lúc Mễ Tư Lâm còn đang thẻ lưỡi, hai mắt trừng trừng nhìn Diệp Phàm, một bộ dạng thật kinh hãi. Toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn của Diệp Phàm đều trống rỗng, cảm giác đầu mơ mơ rồi hôn mê bất tỉnh. Bởi vì tuy nói uy lực của loại kiếm thuật này rất lớn, nhưng sau khi dùng một lần thì sẽ mất đi toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Lúc này mà còn kẻ địch mạnh thì Diệp lão đại chỉ còn nước chờ chết. Trong lòng hắn thầm nhủ xong đời. Còn cả mấy người, nào là Sử Mật Tu, Viên Viên, Phán Nhi, Khuynh Thành. Lúc sắp chết hắn chỉ nghĩ đến có mỹ nhân, quên hết cả cha mẹ bạn bè. Đúng lúc này, Diệp lão đại ngược lại cảm thấy lòng bàn chân nhẹ nhõm. Sử Mật Tu không ngờ buông lỏng mình. Diệp lão đại muốn thoát khỏi đống cát, tuy nhiên toàn thân vẫn mềm nhũn chưa có chút sức lực nào. Đang ủ rũ chờ đợi Sử Mật Tu ra tay tiễn mình đoạn đường cuối cùng thì phát hiện đống cát dưới chân chấn động. Sử Mật Tu không ngờ nhảy ra khỏi đống cát, không lâu sau khi lóe lên chút ánh sáng thì không còn thấy bóng người. Chuyện gì vậy, cơ hội tốt thế này mà bỏ lỡ. Lạ thật, Diệp lão đại trong lòng buồn bực. Lão đại, chúng ta tìm được đường sống trong chỗ chết. Tên kia vừa rồi bị ngân quang lóng lánh của anh dọa cho phải chuồn mất. Vương Nhân Bàng tới đỡ Diệp lão đại ra khỏi đống cát. Nguy hiểm thật người anh em ạ, thiếu chút nữa chúng ta xong đời. Diệp lão đại nằm trên cát, toàn thân co duỗi. Vương Nhân Bàng cầm súng trường ngắm bắn bảo vệ cảnh giác bên cạnh. Cả mặt anh ta toàn máu cũng chưa kịp lau. Nửa giờ sau, cuộc chiến ở Loạn Thạch kết thúc, Đông Phương Cõng Nghiêm Thế Kiệt chạy tới. Người của chúng ta sao rồi? Diệp Phàm khôi phục được một chút nguyên khí, ngồi dậy hỏi. Một đồng chí hy sinh, hai đồng chí trọng thương. Thủ trưởng Nghiêm bị trúng đạn vào eo, đã sơ cứu, anh ấy bị trúng liên tiếp hai viên đạn, may là không bị ở những vị trí nội tạng. Tuy nhiên cũng phải lập tức đưa về nước điều trị, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đông Phương vẻ mặt lo lắng nói. Anh ta nhìn Diệp Phàm, lại nhìn tên Mễ Tư Lâm người một nơi, đầu một nẻo dưới đất, hỏi. Là đội viên Hải Lang. Không chỉ là đội viên, là siêu cao thủ. Tên đang nằm dưới đất này tên là Mễ Tư Lâm, cao thủ cửu đang được bồi dưỡng bằng thuốc. Một chiêu của lão đại đã khiến đầu anh ta lìa khỏi cổ. Vương Nhân Bàng ra oai hộ Diệp Phàm. Lại xử lý một cao thủ cửu đẳng. Lúc này, Nghiêm Thế Kiệt đang nằm nghiêng bất ngờ tỉnh dậy, trong giọng nói tràn đầy niềm vui. Ừ, anh ta là cửu đẳng, còn một tên nữa sợ quá đã chạy mất. Diệp Phàm gật gật đầu, liếc nhìn Đông Phương nói. Anh lập tức sắp xếp mấy đội viên hộ tống họ về nước. Sắp xếp nhiều một chút, ba người trọng thương thêm Di Hài một đồng chí, ít nhất phải có 6 người hộ tống. Anh sắp xếp đi. Chương 1944, tôi mới là tổng chỉ huy tiền tuyến. Không cần, chúng tôi ở đây đợi các anh cứu được Vương lão gia. Nếu có kẻ địch tới, chúng tôi sẽ ngồi xổm ở đây chiến đấu với chúng. Cùng lắm là chết, sợ gì? Lúc này, Nghiêm Thế Kiệt thái độ kiên quyết. Không được, lập tức về nước. Diệp Phàm nói. Ở đây chúng ta có tổng cộng 16 đội viên, bị thương 3 người, hy sinh 1 là 4, lại thêm 6 đội viên hộ tống, còn lại có vài người. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là cứu Vương lão, không thể kéo dài nữa. Cầu tử, tôi lệnh cho anh đưa bọn họ nghỉ ngơi chờ trận sau xuất kích, không được làm trái. Nghiêm Thế Kiệt lấy tư cách của tổng chỉ huy tiền tuyến của hành động chiến dịch phá thiên, vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh thép. 6 đồng chí, cầu tử, tôi thấy trước mắt chỉ có thể như này. Bằng không sao cứu được Vương lão gia. Vừa rồi nhận được tin tức bên kia, nói là cuộc chiến bên khu số 01 rất ác liệt. Lúc gần tới mê cung tử vong, tinh nhuệ của các nước đều ở đó cả, chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, chẳng có mặt mũi nào mà quay về. Đồng chí Đông Phương cũng đầy bi thương nói. Không cần nói, lập tức về nước. Cậu. Diệp Phàm trực tiếp giơ tay chỉ tướng. Tôi mới là tổng chỉ huy hành động lần này. Nghiêm Thế Kiệt quát. Quát cái khỉ, tôi là đại soái, anh chả là cái gì. Diệp lão đại giơ nắm đấm, ba một tiếng, Nghiêm Thế Kiệt bị Diệp lão đại đánh trúng huyệt thái dương, người mềm nhũn ra ngã xuống. Bây giờ, tôi là tổng chỉ huy ở tại hiện trường. Lập tức hộ tống bọn họ về nước, tính mạng của bọn họ giao phó cho các anh, hãy bảo trọng. Diệp lão đại rất khí phách, vung tay lên, đuổi 6 đội viên như đuổi muỗi. Bảo trọng, thủ trưởng.
6 đội viên quỳ gối hành lễ đệ tử rất trang trọng trong giới võ lâm. Tất cả mắt đều ươn ướt. Bọn họ hiểu, đây là Diệp lão đại đem tia hy vọng sống cho mình và đám người đi cùng. Hộ tống những người bị thương về nước là đi về hậu phương, vào thời khắc này, hậu phương đơn giản là không có đối thủ. Chính là an toàn, đương nhiên, cũng không thể nói 100% an toàn. So với tiền phương thì an toàn hơn nhiều. 6 đội viên đứng lên, cõng mấy người bị thương lên đường. 2 người vẫn đi chứ? Đông Phương vẻ mặt thân thiết hỏi Diệp lão đại và Vương Nhân Bàng. Phải nghỉ ngơi một thời gian, các anh chú ý canh gác. Diệp Phàm nói, quay người hỏi. Diệt được mấy người Mỹ rồi? Chúng ta giết chết 5 tên. Lần này Hải Lang thật sự là hạ quyết tâm. Không ngờ điều động 2 cao thủ cửu đẳng dược phẩm. Bên này còn huy động một đội nhỏ, chính là muốn tiêu diệt Vương lão ở đây. Phỏng chừng, bên địa khu số 01, số người của Hải Lang chắc nhiều. Nhưng hẳn là không có cao thủ. Đông Phương nhíu mày nói. Đội viên chính thức của Hải Lang nước Mỹ rút cuộc có bao nhiêu người? Nhân tài quốc thuật của Hoa Hạ chúng ta xuất hiện lớp lớp. Di sản tích lũy mấy ngàn năm chắc chắn phải mạnh hơn một nước Mỹ mới chỉ lập nước được hơn 100 năm. Sao hành động lần này lại có vẻ đến bước đường không có người để phái đi thế? Diệp Phàm có chút khó hiểu. Thể chế khác nhau, việc chọn lựa nhân tài cũng khác. Hải Lang nước Mỹ tuyển nhân tài dùng tiền bạc đi mời người. Trong số đội viên Hải Lang cũng không chỉ có người Mỹ. Bọn họ có một mạng lưới cao thủ trên toàn thế giới. Có 30% đội viên đến vì người Mỹ trả lương cao. Hơn nữa, các bang phái của nước Mỹ cũng không giống Hoa Hạ chúng ta. Như chúng ta có các đại danh lừng lẫy như Võ Đang, Thiếu Lâm, Thanh Thành, La Phủ Hoa Sơn. Còn cao thủ người Mỹ về cơ bản đều xuất thân gia tộc hoặc thuộc tổ chức nào đó. Cơ cấu như vậy điều động nhân sự sẽ rất thuận tiện. Không giống như mấy đại phái như Võ Đang, Thiếu Lâm và nhiều môn phái khác của chúng ta. Anh muốn người ta xuất người, người ta có di sản phong phú, ai muốn đem đệ tử phải vất vả bồi dưỡng tặng không cho tổ đặc nhiệm A của anh. Hơn nữa nước ta đang dốc toàn lực kiến thiết kinh tế. Quân phí chi ra so với nước Mỹ siêu cường quốc về cơ bản là kém xa. Lấy bọn Hải Lang làm ví dụ, kinh phí một năm chi ra của người ta gấp 40 lần tổ đặc nhiệm A chúng ta. Tiền lương một năm cộng thêm trợ cấp làm nhiệm vụ tất tần tật của một đội viên bình thường của chúng ta cũng chưa đến 150.000. Khoản này so với lương tầm khoảng chưa tới 20.000 một năm của một nhân viên bình thường đã rất cao rồi. Còn lương một năm của một đội viên bình thường của Hải Lang nước Mỹ ít nhất được 1 triệu nhân dân tệ. Đổi thành đô la Mỹ cũng được hơn 100.000 đô la Mỹ. Còn lương một năm của nhân viên hàng không của nước Mỹ không quá mấy chục nghìn đô la Mỹ. Tiền lương của đội viên Hải Lang cao hơn bọn họ nhiều. Có lương cao như vậy, có cao thủ nào là không muốn gia nhập? Con người chết vì tiền tài, con chim chết vì miếng ăn, con người ta sống đương nhiên cần tiền. Có tiền mới có thể phóng khoáng. Những đội viên này đều là tinh anh của các quốc gia. Nhóm tinh anh đương nhiên coi trọng cuộc sống hưởng thụ. Còn tiền lương của đội viên tổ thần đạo Nhật Bản còn có cái giá trên trời hơn. Tiền lương của họ quy đổi ra tiền mà Hoa Hạ chúng ta dùng lên đến gần 1 triệu 600.000 tệ, tương đương 200.000 đô la Mỹ. Nếu ở nước ta thì đã trở thành phú ông rồi. Cho nên, đội viên bình thường của họ nhiều hơn của tổ đặc nhiệm A chúng ta. Đông Phương vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lương của một đội viên một năm không được 200.000. Tổ đặc nhiệm A chúng ta cũng không có bao nhiêu người. Tiền lương tất cả gộp vào cũng không quá mấy triệu. Quốc gia đã coi trọng tổ đặc nhiệm A chúng ta như vậy, sao lại chi tiền lương ít thế? Vương Nhân Bàng ở bên cạnh không kìm nổi nói châm chọc. Nói thế cũng không phải. Anh chưa từng làm nhà, đương nhiên không biết củi gạo đắt. Quốc gia mỗi năm bỏ ra số kinh phí cho tổ đặc nhiệm A không dưới 100 triệu. Nhưng số tiền này nhìn thì có vẻ rất lớn, thực ra cũng bằng không. Thanh toán cho mỗi đội viên làm nhiệm vụ, còn có đội viên huấn luyện, còn có các tổ bên ngoài phối hợp với tổ đặc nhiệm A, như bộ đội báo săn chẳng hạn. Đội ngũ không chính thức, ghìa dụ điều anh tới nước nào đó chấp hành nhiệm vụ, trợ cấp của anh không quá mấy nghìn tệ. Nhưng chi phí ở nước ngoài của anh lại lên tới mấy chục thậm chí mấy trăm. Chi tiêu cách xù như vậy, chính là có đưa cho anh một núi vàng bạc cũng không đủ. Tổ đặc nhiệm A là bộ đội đặc thù. Để chấp hành nhiệm vụ, những khoản các đơn vị khác không thể báo cáo thì chúng ta đều có thể công khai chi tiêu. Giống như đi tắm hơi, chính là đi chơi gái,
anh cũng có thể lấy hóa đơn về báo chi tiêu. Đương nhiên chỉ cần là vì công tác, chuyện gì anh cũng có thể làm. Có lúc để tiếp cận với những người ở tầng lớp trên, đầu tư cho chi tiêu còn đến mức như cái hang không đáy. Cho nên đừng thấy con số kinh phí hơn 100 triệu đó, trên thực tế thủ trưởng mỗi khóa của tổ đặc nhiệm A đều là vì tiền mà hao tổn tâm trí. Có lúc, còn đến nỗi ngay cả hóa đơn đi công tác cũng không có tiền mà trả. Đông Phương thở dài, trình bày tình cảnh túng thiếu của tổ đặc nhiệm A. Quốc gia không giàu có, đây cũng là việc chẳng có cách gì. Những lĩnh vực mà tổ đặc nhiệm A quản lý rất rộng, còn có rất nhiều thứ bí mật ít người biết đến mà anh không hiểu được. Có phương diện, chỉ chi trả cho việc đó cũng đã lên đến mấy chục triệu. 100 triệu thật sự là quá ít. Diệp Phàm cảm nhận rõ được điều này. Thì chính tàu ngầm hạt nhân Việt Đông Ngư Đồng Thần Long số M2 quốc gia cấp cho tổ đặc nhiệm A quản lý trực tiếp, một năm phải bỏ ra biết bao nhiêu tiền. Phỏng chừng, đồng chí Đông Phương nói 100 triệu chỉ là con số cố định. Không có tầm 3-400 triệu thì chắc chắn không làm được. Mẹ nó, có tiền đúng là đại gia. Vương Nhân Bàng không kìm nổi mắng một câu. Ai bảo không phải đâu. Đông Phương cũng không kìm nổi nói ra một câu bực tức. Anh ta liếc nhìn Diệp Phàm nói. Mặc dù ở vào tình trạng như vậy, nhưng có vài lãnh đạo trong quân đội bất mãn với tổ đặc nhiệm A chúng ta. Nói quốc gia ưu tiên chúng ta, số lượng tướng quân rất nhiều, về mặt kinh phí thì ra tay hào phóng thậm chí tới mức mù quáng. Ghen ăn tức ở thôi. Diệp Phàm hừ nói. Bảo bọn họ tới Sahara liều mình thử xem, tổ đặc nhiệm A chúng ta tỷ lệ thương vong là bao nhiêu, tỷ lệ thương vong của bọn họ là bao nhiêu. Mẹ nó, không làm gì còn cào nhàu, cái thứ gì vậy? Vương Nhân Bàng lại mắng. Thôi vậy, không nói chuyện này nữa. Mọi người khôi phục sức khỏe chuẩn bị xuất kích. Diệp Phàm nói, đúng vào lúc này, thiết bị liên lạc của Diệp Phàm vang lên. Sau khi thông âm, nghe thấy tiếng thủ trưởng cung khai Hà ngưng trọng nói. Cậu tử, tổng bộ quyết định, bổ nhiệm cậu làm tổng chỉ huy tiền tuyến chiến dịch phá thiên lần này. Số đội viên còn lại của các cậu không nhiều. Vừa rồi nhận được điện thoại của hội nghị thường vụ chính ủy, nói là tiền tuyến cho dù chỉ còn lại một đồng chí cũng phải mang thứ đồ trong mê cung tử vong trở về, cho dù không mang về được thì cũng phải phá hỏng đi. Tôi biết rồi. Sau khi buông điện thoại, Diệp lão đại tâm tình có chút nặng nề. Nhiệm vụ này quá nặng nề. Cảm giác bờ vai có chút không gánh vác nổi. Nửa đêm, Diệp lão đại cuối cùng cũng khôi phục thể lực. Bởi vì Diệp lão đại cùng Vương Nhân Bàng và Đông Phương ba người cùng nhau gặm ăn cái thứ ngó sen trong am thiên Diệp coi đó là củ cải. Đội viên khác chia thành các mảnh nhỏ, thứ này là sản phẩm dinh dưỡng cao, khá có hiệu quả đối với việc khôi phục thể lực của con người. Chỉ có điều đồng chí Vương Nhân Bàng suýt chút nữa đau lòng vì gặp phải trở ngại. Bởi vì thứ này lại là nguyên liệu chủ yếu nhất anh ta để phối chế lôi âm cửu long hoàn. Lúc này đều bị coi là củ cải gặm ăn hết thì còn đâu mà chế cửu long hoàn. Tuy nhiên, vì ông nội, Vương Nhân Bàng cũng không đếm xỉa đến. Bỏ qua mấy đống đá nhỏ thì vào được đúng khu loạn thạch. Một đám đá to có nhỏ có rơi lung lung trên bờ cát rộng. Trong tảng đá còn mọc những thứ cây của sa mạc. Trong đó, phần lớn là tiên nhân trưởng. Với thứ đồ toàn gai góc này. Việc đi lại thật sự không dễ dàng. Hình như ở vùng cách tiền phương 2 mét có động tĩnh. Lúc này, Diệp Phàm thông báo cho mọi người. Đông Phương và Vương Nhân Bàng đều tập trung qua đó. Mấy người đều dùng kính viễn vọng nhìn trong đêm với bội số lớn quan sát. Tuy nhiên nhãn lực của bọn họ không tốt bằng Diệp Phàm. Hình như có tiếng đánh nhau dùng quyền cước côn bổng, lúc liên tiếp lúc đứt đoạn. Hơn nữa, từ âm thanh hỗn độn có thể đoán được. Phỏng chừng không chỉ có ba người. Phải mấy người đánh nhau. Tuy nhiên, trong đống loạn thạch này, phỏng chừng là đánh một quyền lại chạy vài bước, đang tiến hành chiến đấu du kích. Đông Phương rất có kinh nghiệm, phân tích. Vương lão có trong đó không? Vương Nhân Bằng hỏi, anh ta đương nhiên là quan tâm đến chuyện này. Theo xác định đồng hồ tuyến tính, hẳn là đại khái thuộc nội khu phạm vi này. Tuy nhiên không thể xác định được địa điểm chuẩn. Đông Phương nói. Tôi đi trước nhìn xem, chờ tôi phát tín hiệu thì các anh tới. Diệp Phàm nói. Tôi cùng các anh xung phong, tôi cản phía sau, quan sát và sẽ tùy cơ tiến tới. Vương Nhân Bàng nói. Chương 1945, ra ngựa bọc thây, vĩnh viễn không hối hận. Diệp Phàm nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của anh ta, biết anh ta lo lắng cho ông nội, đành phải gật đầu.
hai người tách nhau ra khoảng mười mấy mét, người trước người sau dán người xuống đất giữa đám tiên nhân trưởng trèo qua. Sau khi tiến vào được hơn một dặm cuối cùng phát hiện có mấy bóng người không rõ lắm đang đánh nhau. Con át chủ bài của Mỹ và Hoa Hạ, hôm nay nơi này các người sẽ táng thân. Cạc cạc, một giọng nói giống như người Nhật Bản vang lên, thanh âm khá chói tai, rất điên cuồng và đắc ý. Tuy nhiên là nói bằng tiếng Anh chứ không phải tiếng Nhật. Đúng là ở đó, chúng ta mau tiến lên. Vương Nhân Bàng nóng nảy khẽ nhích người. Khoan đã, có phải muốn dụ chúng ta mắc mưu không? Diệp Phàm ngăn Vương Nhân Bàng lại, nhỏ giọng nói. Thật sự cũng đáng nghi. Vương Nhân Bàng thân mình chấn động, khẩn trương dừng lại. Đúng lúc này, ở đó vang lên một tiếng bá. Hình như một người bị tảng đá đánh trúng, mắng. Cẩu Hoa Hạ, cẩu nước Mỹ, ra đây mau. Nhìn thấy chưa, vừa rồi những tên đó đang dùng câu câu cá. Phỏng chừng ông nội anh và Tư Bì Lang nước Mỹ đều đang trốn ở trong khu vực này lén dùng đá tấn công. Diệp Phàm nói, hai người cẩn thận trèo qua. Chúng ta cho bọn nó nếm thử mấy quả lựu đạn. Vương Nhân Bàng nói. Không được, không thể xác định được vị trí của Vương Lão, nếu vô tình làm bị thương thì sẽ phiền toái. Diệp Phàm ngăn chặn hành động điên cuồng của Vương Nhân Bàng. Chúng ta tới gần một chút rồi tính sau. Diệp Lão Đại nói rồi lại trèo về phía trước. Bên kia lại truyền đến thanh âm của tảng đá đập, rất hỗn độn, cũng yểm trợ cho tiếng động mà bọn Diệp Lão Đại tạo ra khi trèo qua. Tư Bì Lang, chúng ta đồng loạt ra tay, trước tiên giải quyết đám sói này rồi sẽ quyết đấu sau được không? Lúc này, truyền tới giọng nói hơi khàn khàn của Vương Lão. 15 phút, chúng ta hợp lực ra tay, không được tấn công lẫn nhau. Cách đó không xa, từ trong đám tiên nhân trưởng truyền tới một giọng nói sắc nhọn. Chỗ phát ra giọng nói ấy lập tức ném ra một quả lựu đạn. Tuy nhiên phỏng chừng người đã chạy đi chỗ khác. Chúng! Vương Lão nói. Không lâu sau, cuộc chiến ở loạn thạch càng khốc liệt. Hơn nữa, hướng tấn công về cơ bản không cố định. Lúc thì hướng đông, lúc lại hướng tây. Kể cả cao thủ của những nước khác có dùng tay lôi cũng không có cách nào đỡ nổi. Đúng lúc này, hai giọng nói lần lượt truyền tới. Âm thanh của một trận quyền cước vang lên. Lần lượt hướng về phía 5-6 người ở giữa bồn địa. Phỏng chừng mấy người này chưa tới cửu đẳng, hoặc là cũng bị thương rồi. Vương Nhân Bàng nói. Chúng ta tiến lên trợ giúp bọn họ một chút, dứt khoát trước tiên giải quyết hết bọn âm mưu này, rồi sau đó sẽ thu phục bọn Tư Bì Lang được không? Tuy nhiên, chúng ta không thể để họ nhận ra là người Hoa Hạ, giả là người Hàn Quốc được không? Diệp Phàm hỏi. Anh nói được tiếng Hàn không? Biết vài câu, tôi nói đi nói lại vài câu là ổn thôi. Vương Nhân Bàng nói, hai người lợi dụng cơ hội trèo qua, trước tiên áp sát mặt đất quan sát một hồi. Ra tay. Diệp Phàm vừa nói xong, từ dưới đám thiên nhân trưởng bay vọt lên trời, trong tay cầm một trường đao, miệng dùng tiếng Hàn mắng. Xiết sạch. Một trong hai tên đang đánh nhau kịch liệt với Vương Lão chưa kịp phòng bị nên bị một đao của Diệp Phàm chém đứt một đùi. Diệp Phàm lại thu tay xuất một đao nữa, tên kia bay đầu. Thấy Vương Lão đánh về phía mình, Diệp Phàm lập tức dùng tiếng lóng của tổ đặc nhiệm A hô lớn. Vương Lão vừa nghe. Lập tức xoay người kết hợp tấn công với Diệp Phàm, một người bây giờ chỉ còn thấy vẻ hung hãn, tóc dài bồng bềnh, nhất thời chưa nhận ra là người nước nào. Một người tấn công ở trên, một người tấn công phía dưới. Người kia tuy nói cũng là cao thủ cửu đẳng nhưng khi hai cao thủ cửu đẳng giao đấu, hơn nữa Diệp Phàm còn có đôi mắt ưng có hiệu quả nhìn trong đêm tối rất tốt. A! À, hét lên một tiếng thảm thương, toàn bộ phần eo của người kia bị Diệp Phàm đâm một đao. Tuy nhiên anh ta chưa chết, giơ tay lấy ra quả lựu đạn. Tuy nhiên Vương Lão sao có thể để anh ta đạt được mục đích. Vội vàng tiến tới một bước, cầm tảng đá trong tay nện mạnh vào đầu tên kia. Người đó đầu óc nở hoa, người gục xuống đất. Còn Vương Nhân Bàng đang chiến đấu một mình với một tên. Chỉ là bản lĩnh của người ta quá cao, Vương Nhân Bàng đành dần dần thoái lui. Vương Lão cũng không có thời gian mà nghĩ đến việc nghỉ ngơi, kết hợp tấn công với Diệp Phàm. Ba người hợp lại đánh một người. Hai phút sau giải quyết xong. Lột mũ ra nhìn, hẳn là một người Nga. Chúng ta lui. Vương Lão nói, ba người lập tức lùi hướng về phía đám tiên nhân trưởng. Cẩu Hoa Hạ, không giữ chữ tín. Tư quân Bì Lang đang bị hai cao thủ cửu đẳng không biết người nước nào giáp công. Anh ta thấy Vương Lão không làm sao, nhất thời mắng mỏ.
Lão Phu coi trọng nhất là chữ tín, tôi còn chưa tấn công cậu đúng không? Vương lão nói, không để ý tới người này. Vương Nhân Bàng đã mau chóng mở cái hòm thuốc ra băng bó đơn giản cho ông nội một chút sau đó cõng Vương lão về phía đông phương. Bên đó có bác sĩ chuyên nghiệp của tổ đặc nhiệm A sẽ kiểm tra cho Vương lão. Từ Bì Lang, nơi này chính là nơi ngươi bỏ mạng. Diệp lão đại cười khan một tiếng, tiến lên mấy bước. Phi đao kẹp trong tay hướng về phía Từ Bì Lang, bị hai đại cao thủ nước ngoài tấn công, Từ Bì Lang đã sớm có chút không chống đỡ nổi. Hơn nữa phi đao của Diệp Phàm lúc đông lúc tây tương trợ. Không lâu sau, Từ Bì Lang kêu thảm, đùi bị trúng một đao. Tiếng xương vỡ vụn cho dù có cách xa tới 5-60 mét Diệp Phàm vẫn có thể nghe thấy. A! À, Từ Bì Lang nổi đóa, liều mạng vồ lấy một người trong đó. Lập tức đẩy người đó ngã trên đất. Thật ra hai người này là cao thủ bát đẳng, chưa tới cửu đẳng. Chỉ có điều Từ Bì Lang bị thương từ trước, lại còn đấu với Vương lão mấy chục ngày. Bản thân đã kiệt sức rồi. Một đội viên khác vừa thấy đồng đội bị đẩy ngã, lập tức đá một cước về phía Từ Bì Lang. Diệp lão đại đã lặn xuống phía sau, một đao chặt đứt, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Lui lui! Người nọ quay cuồng chui hướng về phía đám tiên nhân trưởng không còn thấy bóng dáng. Diệp lão đại lại chém một đao chính xác về phía Từ Bì Lang, tên kia cuộn người muốn trườn đi. Tuy nhiên vẫn bị Diệp lão đại chém trúng một đao vào lưng. Trong cuộc tàn sát đẫm máu, Từ Bì Lang cũng lăn mấy vòng rồi chẳng thấy bóng dáng đâu. Tuy nhiên, Diệp Phàm hiểu rõ, người này chắc cũng tàn phế phân nửa rồi. Về phần ông anh nằm dưới đất kia, Diệp lão đại đương nhiên không bỏ qua. Một cước giẫm lên, đầu bị Diệp Phàm gắt gao đá dúi vào đám tiên nhân cầu gai góc. Người nọ đùi và chân đều cố gắng ra đòn, tuy nhiên Diệp Phàm không thả lỏng chân. Đế giày có khả năng chống địa lôi giày dẫn kia vẫn giẫm lên không buông. Vẫn gắt gao ấn vào trong đám tiên nhân cầu. Cho tới tận khi chân tay người kia không còn động tĩnh gì Diệp lão đại mới buông lỏng giày, cúi đầu nhìn, mắng. Khả năng chịu đòn kém quá, cả đầu đều nát bét rồi. Đã chẳng còn nhận ra đâu là mũi mắt tai, cũng chẳng biết đội viên không may của nước nào. Sau khi trở lại bên phía đông phương, Diệp Phàm hỏi. Tình trạng Vương lão thế nào rồi? Không lạc quan lắm, người trúng hơn 10 đao. Hơn nữa chỉ băng bó đơn giản, máu chảy nhiều, hơn 10 ngày chiến đấu, sức lực đã tới độ dầu cạn đèn tắt. Phải lập tức đưa về nước, bằng không sẽ quá muộn. Tuy nhiên, cho dù cứu được, phỏng chừng cũng bị tàn phế. Vương lão đều phải dựa vào nghị lực bất khuất mới chống đỡ được. Đông Phương thở dài, vẻ mặt bi thương. Anh lập tức mang theo hai đội viên hộ tống Vương lão về. Nhân Bàng cũng cùng về. Diệp Phàm ra lệnh. Đại ca bảo trọng. Vương Nhân Bàng cõng ông nội quay người đi, anh ta cũng đang sốt ruột. Khoan đã, Bàng Nhi ở lại. Lúc này, Vương lão trên lưng tỉnh lại, lập tức nói. Không được, đường về cũng không an toàn, Vương lão, ông cần người bảo vệ. Diệp Phàm nói. Không cần nói, Nhân Bàng, nếu cháu vẫn còn là một người hoa hạ thì hãy để ông xuống. Cháu là cao thủ, không thể quên khí phách của cao thủ. Nghĩ đi, vì cứu ông. Hy sinh bao nhiêu đồng chí rồi. Cháu phải xứng đáng với họ. Vương lão nói như đinh đóng cột. Vương lão, cái này không được. Trở về sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Vương Nhân Bàng nói. Không cần nói, nếu cháu không lấy về được mấy thứ đồ mê cung, cháu sẽ không còn là cháu trai của Vương Kinh Thiên. Vương lão quát. Vương lão. Diệp Phàm khuyên nhủ. Không cần nói, Nhân Bàng, nếu cháu còn không đi, ông sẽ tự cắt đứt. Ông đã là một phế nhân rồi, chỉ cần sống được là tốt rồi. Vương Kinh Thiên đột nhiên rút ra một cây dao găm ngắn. Cháu đi, ông nội, cháu đi, cháu lăn. Vương Nhân Bàng nước mắt tràn mi, quỳ xuống đất, ba thủ trưởng quay người đi về phía trước. Đồng chí Đông Phương, Vương lão giao cho anh. Diệp Phàm nói, người còn tôi còn, người mất tôi mất. Đông Phương vẻ mắt kiên định nói, vừa vung tay lên, liền đi. Hai đội viên phía sau một người cõng Vương lão, một người ở bảo vệ ở phía sau rồi cả bọn rời đi. Diệp Phàm nhìn bóng dáng Vương lão dần dần biến mất mới xoay người lại. Chúng ta còn lại 5 người, nhiệm vụ càng gian khổ hơn. Các đồng chí, hối hận không? Diệp Phàm nói. Vĩnh viễn không hối hận, ra ngựa bọc thây. 4 người đội viên trong đó có cả Vương Nhân Bàng cùng hô to. Nghỉ ngơi,
sau đó xuất phát, tiến quân về phía khu số 01. Diệp Phàm nói, ngồi xuống vận khí huyết. Lại xử lý được mấy cao thủ cửu đẳng, tốt quá rồi. Cung Khai Hà kích động tới mức nện một quyền lên mặt bàn hội nghị. Tổ trưởng Cung, hẳn là thông báo bên các đồng chí của Cục An ninh Quốc gia. Cho dù là hy sinh toàn bộ, cũng phải bảo vệ Vương Lão thoát khỏi Sahara về nước. Lúc này Lý Khiếu Phong nói. Thông báo. Cung Khai Hà quay đầu nói với một đại tá. Bát cách. Fujiwara Astoria nện một quyền trên bàn, ném thuốc lá gấu mèo đi rất xa, vẻ mặt lão ta vô cùng đau khổ, chỉ còn thiếu rơi hai giọt lệ. Mà cách Điền Bang cũng thật vô dụng, cái gì mà cao thủ cửu đẳng, không ngờ bị chặt đứt một cánh tay mới trốn về được. Chúng ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, một tên khốn kiếp. Phó Tổ trưởng Sơn Bản Thập Bát Lang cũng không kìm nổi giật giật lỗ mũi mắng mỏ. Tuy nhiên cũng không có vấn đề gì, người Hoa Hạ cũng bị thương tương đối. Trên chiến trường địa khu số 01 sắp tới, bọn họ đã không còn khả năng để cướp được tài liệu. Chúng ta vẫn còn vương bài thần bí. Fujiwara Astoria trong nháy mắt lấy lại bình tĩnh, nhặt thuốc lá gấu mèo dưới đất lên, hút. Lão át chủ bài của Hoa Hạ chắc đã bị tàn phế. Tuy nhiên, sao lại xuất hiện một tên hung hãn đến vậy? Đã điều tra ra người đó chưa, rốt cuộc là ai? Sơn Bản Thập Bát Lang vẻ mặt phẫn nộ hỏi một thượng tá phía sau. Đang điều tra. Người nọ nghiêm túc trả lời. Chương 1946, một tên vô dụng. Cha cha cha, cha cái khỉ. Tổ Sơn Khẩu các anh phụ trách thu thập tin tức tình báo, tất cả đều bất tài đúng không? Trước kia chỉ nhắc tới một lão át chủ bài, bây giờ lại xuất hiện một tên lợi hại hơn. Không ngờ các anh lại không có tư liệu về hắn, giữ các anh lại làm gì? Kinh phí năm nay giảm một nửa, một nửa. Sơn Bản Thập Bát Lang phẫn nộ quát. Tổ trưởng, chuyện này, sao thế được? Tên kia vẻ mặt lúng túng nói. Bỏ đi, mỗi nước đều có những người bí mật. Người này, tôi phỏng chừng là vừa mới chiêu mộ. Cũng không biết tổ đặc nhiệm A dùng cách gì, không ngờ có mạng lưới cao thủ vững thế. Fujiwara Astoria khoát tay nói. Cái gì, Mễ Tư Lâm đã chết, sao không cướp về? Tổng thủ trưởng Brown của Hải Lang nước Mỹ thiếu chút nữa hét lên với một nhân viên tình báo vừa vào báo cáo tình hình công tác. Tình huống lúc ấy rất nguy hiểm. Mễ Tư Lâm cùng Sử Mật Tu mang theo 5 đội viên phối hợp với Tư Bì Lang vây đánh tên cao thủ thần bí của Hoa Hạ kia. Đã dồn cao thủ đó vào địa điểm tiên nhân loạn thạch địa khu số 4. Nơi đó rất phức tạp, đá và cát lẫn lộn nhau, nơi nơi dàn trải tiên nhân gai góc. Không ngờ dưới bãi cát trống trải phía trước lại có một đội tiếp viện Hoa Hạ tới. Hơn nữa, trong đó, theo Sử Mật Tu phỏng đoán, có mấy cao thủ. Chỉ riêng cửu đẳng đã có 2 người, bát đẳng cũng có đến 3-4 người. Hơn nữa, tên cao thủ cửu đẳng phỏng chừng đã đạt tới bậc cao nhất của cửu đẳng, chỉ thiếu một chút là đạt được cảnh giới cao thủ siêu cấp thập đẳng. Sử Mật Tu nói thật đen đủi, đầu của Mễ Tư Lâm đã bị cao thủ đó dùng ám khí phi đao chặt đứt rơi xuống đất. Còn bản thân anh ta cố sống cố chết mới rút lui được. 5 đội viên đi cùng đều đã chết. Nhân viên tình báo nói. Thật ra, Sử Mật Tu cố ý giấu giếm, bịa đặt ra nhiều cao thủ như vậy. Nói xạo, từ lúc nào mà Hoa Hạ bồi dưỡng được nhiều cao thủ thế? Theo sự phỏng đoán của nhân viên tình báo bí mật và các chuyên gia của chúng ta. Hoa Hạ chỉ có một cao thủ có một con át chủ bài có tư cách cửu đẳng, chính là người bị thương cùng với Tư Bì Lang. Bằng không, Hoa Hạ sao có thể đến nỗi ngay cả Tổng thủ trưởng tổ đặc nhiệm A, Lỗ Tiến cũng bị thương thành tàn phế trên tiền tuyến. Có người không dùng còn cất giấu, điều này không thể xảy ra được. Sử Mật Tu này, căn bản là chỉ lo thoát thân, tâng bốc số người Hoa Hạ lên N lần biết không? Sử Mật Tu nói dối như vậy là vi phạm quy định của quân đội. Phó Tổ trưởng La Đức Cách Lý Tư không kìm nổi vỗ thịt một cái xuống bàn. Hẳn là còn có cao thủ, vừa rồi nhận được điện thoại báo cáo của Tư Bì Lang, nói là anh ta và quân bài chưa lật của Hoa Hạ kia đều bị thương. Đang đấu với mấy cao thủ thần bí thì đột nhiên viện quân Hoa Hạ đuổi tới. Trong đó có một vị cao thủ thần bí. Người này rất giỏi, đuổi tới liền xử lý 2 cao thủ cửu đẳng đặc công lão bài đang bao vây tên người Hoa Hạ. Cuối cùng, tên đó còn định một hòn đá ném 2 chim, xử lý 2 cao thủ cấp cao nhất của bát đẳng và cả tôi luôn. May là tôi rút lui được mới giữ lại được cái mạng này. Người đó, chắc chắn có thực lực cấp thứ 3 cửu đẳng.
Lúc này, Brow bình tĩnh lại, nói. Thật ra, Diệp Phàm khi ấy cũng chỉ xử lý được một tên. Người còn lại hình như cũng chạy trốn. Từ Bì Lang đương nhiên cũng muốn che đậy. Vì bản thân đã trốn về thì hẳn phải tạo nên hình tượng một đối thủ thực lực thật mạnh thì mới có lý chứ, đúng không nào? Xử lý hai cao thủ cửu đẳng, nếu tình huống là thật thì tên át chủ bài mới xuất hiện của Hoa Hạ thật đúng là rất giỏi. Người này mà đã mang viện quân tới rồi, vậy chúng ta cũng phải áp dụng biện pháp đối ứng tất yếu. Bằng không, địa khu số 01 có cao thủ như này thâm nhập, sẽ phiền toái. La Đức Cách Ly Tư trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Không phải cuống lên như thế, vì hộ tống tên Hoa Hạ bị thương về, phỏng chừng số dội viên còn lại của tổ đặc nhiệm A không nhiều. Tôi nghĩ, chắc sẽ không hơn 15 người. Chúng ta dù sao cũng có một tổ đội được sắp xếp hoàn chỉnh, sao phải sợ 15 người? Brow vẻ mặt bình tĩnh nói. Số người nhiều thì có lợi ích gì? Một cao thủ cấp 3 cửu đẳng có thể xử lý 10 cao thủ ngũ lục đẳng. La Đức Cách Lý Tư nhíu mày nói. Ha ha, người Hoa Hạ không cần tên át chủ bài vừa bị thương sao? Brow đột nhiên cười thần bí. Ý anh là phái vài người đi chặn chân sau của hắn. Khiến cho tên át chủ bài mới đến không thể rút chân lại bảo vệ cho tên át chủ bài bị thương lúc trước. Sau khi La Đức Cách Lý Tư hơi sửng sốt, không ngờ nở một nụ cười tươi. Chúng ta vất vả bồi dưỡng được 3 tên át chủ bài, đáng tiếc 2 cao thủ dược phẩm đã chết mất một người. Sử Mật Tu bị thương nặng phỏng chừng khoảng 1 năm mới hồi phục sức mạnh. Còn Từ Bì Lang phỏng chừng bị thương quá nặng, có còn cơ hội phục hồi hay không thì khó nói. Tuy nhiên, theo Từ Bì Lang khẳng định thì lão át chủ bài Hoa Hạ kia cũng không xong. Sau khi trở về chắc chắn không quay lại tổ đặc nhiệm A được. Cho nên, chúng ta chỉ có thể phái một đội nhỏ tấn công tên át chủ bài Hoa Hạ bị thương nặng kia. Phỏng chừng, số đội viên bảo vệ bọn họ sẽ không nhiều. Đồng thời, không riêng gì tên át chủ bài kia là bị thương, còn có mấy đội viên tổ đặc nhiệm A cũng bị thương. Một phần đội nhỏ tấn công một nhóm người tàn phế, chúng ta gặp thiên thời địa lợi rồi. Hơn nữa, không thể lập tức tiêu diệt bọn chúng. Chúng ta phải từ từ. Không khiến tên át chủ bài mới tới rút lui thì không xong. Brow tươi cười, anh ta liếc nhìn La Đức Cách Lý Tư, hỏi. Thương lượng với William thế nào rồi, nếu bọn họ đồng ý xuất người, bây giờ xuất đi, chúng ta có thể trả thêm 10 triệu đô la Mỹ. William nói, nếu muốn anh ta xuất người, anh ta không cần một đồng xu của lầu năm góc. La Đức Cách Lý Tư nói. Không cần tiền, vậy anh ta cần gì? Trên mặt Brow hiện lên một tia ngạc nhiên. Anh ta yêu cầu thả em trai William của mình. La Đức Cách Lý Tư nói. Điều này sao có thể? William là tội nhân nghiêm trọng bị tòa án liên bang phạt tù 50 năm, đã nhốt tại nhà giam Hà Khang nổi tiếng ở New York. Nhà giam này là nơi các cơ quan truyền thông lớn đều rất chú ý. Mà William khi trước là cưỡng hiếp 20 mấy cô gái, trong đó có 5 người là bé gái mới được 10 tuổi. Tên khốn kiếp này không ra thể thống gì, tên tuổi vang dội, sự phẫn nộ của dân chúng quá lớn. Vụ án năm đó của anh ta chấn động cả Nhà Trắng. Nếu thả anh ta ra, chắc chắn tòa án liên bang sẽ không đồng ý. Brow mặt mày nhăn nhó. Phải biết rằng tòa án liên bang. Vì đất nước, cái gì cũng có thể làm. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng chút thủ đoạn, dứt khoát tạo tình huống nói là anh ta trốn thoát, sau này tìm một người giống anh ta để chết thay. Đến lúc đó, bảo William đến Hải Lang làm phẫu thuật thay đổi hình dáng là được thôi. La Đức Cách Lý Tư nói. Kỹ thuật phẫu thuật thay đổi hình dáng của Hải Lang chúng ta khá cao. Đảm bảo sau khi phẫu thuật, mặt có thể biến đổi đến một nửa. Sau này cấp cho anh ta một cái chứng minh thư là được. Anh cho rằng tòa án liên bang dễ bị qua mặt như vậy. Người ta sẽ tiến hành khám nghiệm DNA của tử thi. Brow nói. Cái đó dễ thôi. Chúng ta đổi máu của người giả trang thành máu của William là được. Mấy thủ đoạn nhỏ này không làm khó được chúng ta. Hơn nữa, đều là vì quốc gia, tôi nghĩ, tòa án liên bang cũng phải suy xét chứ đúng không? La Đức Cách Lý Tư nói. Cách Lý, chúng ta làm vậy là rất mạo hiểm. Một khi bại lộ, chúng ta đều được ăn cơm tù. Brow trên mặt rất ngưng trọng. Không có cách nào cả. Không hoàn thành nhiệm vụ chúng ta phỏng chừng đều được về cơ quan bộ đội địa phương làm việc vặt đấy. La Đức Cách Lý Tư hàm ý không cần đếm xỉa gì nữa. Làm thôi, hành động mau một chút, trong một ngày phải giải quyết xong. Tuy nhiên,
nói với William, bảo anh ta lập tức chuẩn bị một chút để tới Sahara. Tôi nghĩ, có sự tương trợ của lão cửu đẳng này, cho dù đối mặt với tên át chủ bài đạt cấp cao nhất cửu đẳng của Hoa Hạ kia, chúng ta cũng chưa chắc thất bại. Chúng ta có nhiều người, vũ khí hiện đại hơn. Brown đập bàn, hạ quyết tâm. Cầu tử, đã tiếp cận địa khu số 01. Đội viên phụ trách tình báo báo cáo với Diệp Phàm. Chúng ta phải cẩn thận. Diệp Phàm dặn dò. Thương Vương bên kia truyền tin tức đến, nói là phía sau có kẻ thủ khả nghi đang tăng tốc đuổi theo tới nơi họ rút quân. Phỏng chừng là muốn gây bất lợi cho Vương Lão. Nhân viên tình báo có chút lo lắng nói. Thương Vương chính là Nguyên Lão Đông Phương. Sở trường của anh ta là xạ thủ thần. Nghe nói anh ta có thể bắn chết đến cả một con ruồi ở khoảng cách ngoài 100 mét. Vốn là hiệp trợ Diệp Phàm tấn công, sau này đã điều đi bảo vệ Vương Lão. Bên Thiên Trùng có tin tức gì không? Diệp Phàm hỏi, Thiên Trùng chính là tổ phó thường trực tổ đặc nhiệm A, Nghiêm Thế Kiệt. Anh ta bị thương, Diệp Phàm đã phái vài người bảo vệ anh ta về nước. Thiên Trùng cũng đang trên đường ra khỏi Sahara. Tuy nhiên tốc độ hành động của bọn họ rất chậm. Hỏi nguyên nhân, Thiên Trùng nói là bị thương quá nặng không đi nhanh được. Nhân viên tình báo nói. Thương Vương nói rồi, để mọi người yên tâm tới địa khu số 01. Anh ta đang chơi trốn tìm với mấy tên đuổi theo. Tin tưởng giữa biển cát mù mịt, bọn họ tạm thời sẽ không thể tìm ra Vương Lão. Hơn nữa, theo Thương Vương phỏng đoán, đối phương làm như thế, phỏng chừng mục tiêu chính là hướng vào anh. Điệu hổ ly sơn mà thôi. Diệp Phàm hừ nói, liếc nhìn Vương Nhân Bằng hỏi. Hay là anh cứ quay trở về bảo vệ Vương Lão, tôi sợ lực lượng bên kia không đủ. Đã có người xuống tay với bọn họ rồi. Không được, Vương Lão đã nói rồi. Kể cả ông cụ chết trên chiến trường cũng không cho phép, tình thứ quay về. Nhân viên tình báo nói. Một khi đã như vậy, chúng ta tiến lên phía trước. Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, Vương Lão cũng sớm được an toàn. Diệp Phàm cắn răng nói, biết nói tiếp cũng vô dụng. Vương Nhân Bàng cũng không dám quay về, bởi vì thái độ Vương Lão rất kiên quyết, cao nhân thường rất khẳng khái, coi danh dự còn hơn tính mạng. Tuy nhiên tinh thần vì nước của Vương Lão thực sự khiến Diệp Phàm rất khâm phục. 3 ngày sau, rốt cục tới địa khu số 01. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng lựu đạn nổ ở nơi nào đó. Nơi này chiến hỏa diễn ra rất kịch liệt, chúng ta cũng đừng đến nỗi bị đánh thành cái nút chai. Vương Nhân Bàng không ngờ nhún vai, nhìn phía xa cười nói. Anh còn có thể cười được, thật không tồi. Diệp Phàm cười nói, quan sát địa hình phía trước qua kính viễn vọng. Chết cũng phải cười mà chết, không thể làm khổ bản thân. Vương Nhân Bàng nói, nhìn phía xa nói. Cái mê cung tử vong này rút cuộc có thứ đồ chơi kia không vậy? Có lẽ từ đầu đã chỉ là người đó nhìn thấy một tầng ảo ảnh. Đội viên đặc chiến của các quốc gia đều đã bị lừa, nếu vậy thì đúng là trò cười cho thiên hạ. Chương 1947, đây chính là địa khu mê cung số 01. Ai nói không phải, lúc trước đánh nhau tới mức một mất một còn. Kết quả là công dã tràng, đúng là buồn cười điên đảo. Tuy nhiên, mặc dù biết là một âm mưu, cao thủ các quốc gia đều không thể rời đi. Bởi vì, câu đố còn chưa giải được, không ai muốn bỏ qua cơ hội. Diệp Phàm nói, đây là địa khu mê cung số 01, có vẻ cũng không thấy gì là mộng ảo. Vương Nhân Bàng có vẻ hơi thất vọng nói, mê cung, ai có thể nói được mê cung là cái gì? Diệp Phàm nói xong, quay đầu hỏi tình báo phụ trách liên lạc, Trần Hằng Phong nói. Đã liên hệ với ba trùng chưa? Vừa mới liên lạc, tình hình bọn họ bây giờ không khả quan chút nào. Hai đội gộp lại tổng cộng mới được 10 đội viên. Trong đó toàn bộ số bị thương, trọng thương chờ hộ tống về nước đã là 3 người, đều là tứ đẳng. Những người có khả năng chiến đấu tiếp còn lại 7 đồng chí. Bởi vì tất cả mọi người không muốn bỏ qua cơ hội thăm dò mê cung, cho nên lương khô, nước uống và dược phẩm đều không tới kịp. Ba trùng thậm chí cười cười nói đùa một câu. Nói là anh ta gần một tháng chưa nếm quá mùi vị thức ăn. Mỗi ngày đều ăn loại lương khô cứng như đá này, khô như củi chẳng có vị gì. Trần Hằng Phong nói, loại lương khô công nghệ cao này của tổ đặc nhiệm A có thể đạt tới nguyên lý cơ bản giảm bớt nguyên liệu và cô đặc lại, thành phần chính là thịt. Đương nhiên, trong đó cũng có thêm chút rau khô và dùng một phương pháp đặc biệt chế thành. Nếu thỉnh thoảng ăn thì còn thấy rất ngon, còn ngày nào cũng ăn cái này vậy cũng chẳng khác nào gặm đá.
Đương nhiên, xét thấy việc tiếp tế tiếp viện ở Sahara rất khó khăn. Lần này mỗi người phải mang theo số lương khô dùng trong vài tháng. Cho nên, lần này mẹ nuôi là thứ lương khô cô đặc này. Một miếng bằng ngón út đủ cho một đội viên ăn cả bữa. Đương nhiên, giá trị dinh dưỡng bên trong của loại lương khô này chắc chắn cao. Đối với việc khôi phục khả năng cho đội viên tổ đặc nhiệm A đều có tác dụng nhất định. Bởi vì, lão Sơn Tham Trường Bạch Sơn cũng là một trong những nguyên liệu chế nên loại lương khô này. Dịch hỗn hòa chính là từ lão Sơn Tham nấu ra thành canh rồi trộn vào. Người thường muốn ăn cũng không mua được. Tình hình đối thủ thế nào, nhìn thấy Mê Cung tử vong chưa? Vương Nhân Bàng hỏi. Phỏng chừng đội viên Hải Lang đã từng thấy. Một thời gian trước, bọn họ thấy Mê Cung tử vong từ một bãi cát mênh mông ở địa khu số 01. Tuy nhiên, đến lúc bọn họ tiến lên thì mới phát hiện chỉ là ảo ảnh. Thứ cảnh tượng kỳ lạ này cứ cách một khoảng thời gian thì lại xuất hiện một lần. Hơn nữa, đội viên các quốc gia đều suy xét quy luật xuất hiện của ảo ảnh. Chỉ có điều quá khó để phỏng đoán, mà Hải Lang nước Mỹ phỏng chừng có tài liệu trực tiếp. Bọn họ đã tiến vào một dải đất địa hình vùng núi. Mà tảng đá và cồn cát rộng lớn kia cùng tồn tại ngay trong bãi cát ở dải đất vùng núi này. Nơi nơi dày đặc một loại thực vật trông giống cây vạn tuế, họ gọi là thiết xỉ thụ. Loại cây này cũng cao tới khoảng 10 mét, tuy nhiên, thường thường thì chỉ khoảng 3-4 mét. Tuy nhiên, cây mọc dày đặc không theo thứ tự gì. Một cái cây bức xạ đi chiếm diện tích khoảng 7-8 mét vuông. Mặt trên mọc đầy những cái răng lớn sắc bén như răng bằng sắt. Ngay cả quần áo chống đạn loại nhỏ của chúng ta mà không cẩn thận cũng bị treo rách. Thiết xỉ thụ rất đáng sợ, mặt trên còn có rất nhiều ký sinh trùng. Loại sâu này nếu bỏ vào cổ anh có thể cắn anh ngứa dở sống dở chết. Đi lại rất khó khăn, huống chi trên lưng tất cả các đội viên đều có những vật nặng với trọng lượng cả trên 100 cân, lại càng khó đi hơn. May là ai cũng là cao thủ, bằng không, bình thường thì nửa bước cũng khó đi. Trần Hằng Phong nói, tôi muốn nói chuyện với Thái Hoa Xà, gọi bọn họ tới liên hệ rồi kết nối qua đây. Diệp Phàm nói, Thái Hoa Xà chính là đồng chí Trương Cường. Không lâu thì kết nối được. Lão đại, cuối cùng anh cũng ra tay, mọi người nhớ đến chết này. Trương Cường xúc động nói. Ha ha, nếu không phải vì các cậu, tôi cũng chẳng muốn đến cái nơi mà chim cũng chẳng buồn ị này. Diệp Phàm cười nói. Cảm ơn. Trương Cường nói. Cậu có khỏe không? Diệp Phàm thân thiết hỏi. Eo bị trúng một đao, còn có thể băng lại, không chết được. Trương Cường cười nói. Tuy nhiên. Diệp Phàm có thể nghe ra, tiếng cười của anh ta rất chua xót. Dù sao một người đang phải sống trong gian khổ của sa mạc Sahara, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đội viên nước khác cướp đi sinh mạng, tinh thần đương nhiên bị gò bó, ở trong tình trạng bị bao vây gắt gao, lại thêm thực phẩm dược phẩm đều không thể được cung ứng đầy đủ như ở nhà, những ngày tháng này, chắc chắn rất khổ sở. Thối Miết Hòa và Thổ Kê tình hình ra sao? Diệp Phàm hỏi, Thối Miết Hòa là Tề Thiên. Thổ Kê là Lô Vĩ. Trương Hùng là Vô Tình. Cũng gần như thế, Thối Miết đã trúng một đao vào bụng, tuy nhiên may mắn không bị vỡ ruột. Thổ Kê bị thương ít nhiều tuy nhiên cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ có điều, ở trong hoàn cảnh này, chỉ thương một chút cũng có thể chết người. Hiện nay Hải Lang và Tổ Hồng Quân đều đã tiến vào địa khu đá cát dốc đứng. Còn người của phần lớn các quốc gia đều đứng ngoài quan sát. Hơn nữa, cũng không phải là đơn thuần quan sát. Mà là hỗ hạ âm thủ, phỏng chừng, theo thời gian, số đội viên bên ngoài này sẽ ngày càng ít. Trương Cường nói. Đúng vậy, mỗi ngày đều có người tới báo danh với Thượng Đế. Cái thứ mê cung đồ chơi vô bổ này đã nuốt trọn bao nhiêu sinh mạng các chiến sĩ tinh anh. Phỏng chừng đội viên các quốc gia đều mệt mỏi. Bọn họ cũng là đâm lao phải theo lao. Không bỏ thì khó sống. Vì mạng sống, chỉ có thể cố gắng hết sức diệt đối phương mới bảo toàn được chính mình. Lúc này, đã không còn là mê cung thăm dò mang ý nghĩa thuần túy, mà là liều mình vì mạng sống. Đùa, chính là trò chơi tử vong. Tuy nhiên, các cậu yên tâm, chúng tôi đã tới địa khu số 01, đang tiếp cận các cậu. Tuy nhiên phía trước chúng tôi có một địa điểm di tích. Hình như có rất nhiều vách tường đổ gãy, có lẽ nơi này là một vương quốc cổ đại nào đó. Trước đây các cậu đã từng đi qua địa khu này chưa? Diệp Phàm hỏi. Sahara cũng rất thần bí, truyền thuyết chia thành thời kỳ Thủy Ngưu, thời kỳ Hoàng Ngưu và Mã. Trên thì tới 35.000 năm nay,
dưới cũng mấy ngàn năm, đều có di tích của sự sống con người. Những vương quốc cổ đại biến mất ở Sahara cũng không ít. Lúc ấy có rất nhiều bộ lạc sinh sống ở đây, cho nên lưu lại vài bức tường đổ thì cũng bình thường. Cũng gần giống như Lâu Lan quốc truyền lại ở Hoa Hạ chúng ta. Tuy nhiên, các anh cũng phải cẩn thận những bức tường đổ này. Địa điểm như vậy thường rất phức tạp. Hơn nữa, dưới đất có rất nhiều đường hầm, phỏng chừng lúc trước người cổ đại dùng để cất giữ lương thực hoặc tránh mã tặc chiến loạn. Hơn nữa, ngay cả mộ táng cỡ lớn cũng có. Những nơi như thế chính là có một đội người trốn trong đó cũng không thể phát hiện ra. Cho nên nhất định phải cẩn thận đi qua. Lúc trước chúng tôi đi qua địa khu đó bị quân mai phục, hai đồng chí hy sinh. Trương Cường thận trọng nói. Tôi biết, qua địa khu này, phỏng chừng cách các anh không xa. Tôi thậm chí còn có thể nghe được tiếng súng thỉnh thoảng truyền đến. Các cậu kiên trì bám trụ, anh em ta sẽ những người bất bại, chúng tôi sẽ kịp thời đến đó. Diệp Phàm treo điện thoại. Ban ngày không thể tấn công, chỉ có thể đợi trời tối. Cuối cùng cũng tối. Diệp Phàm vẫn là xung phong, Vương Nhân Bàng đi chót. Giữa là Trần Hằng Phong, Trấn Đông Tà và Khâu Phong. Đến cả Trấn Đông Tà cũng điều động từ phân trạm Hong Kong về. Có thể thấy tổ đặc nhiệm A đúng ra đã rơi vào hoàn cảnh không có binh để điều động. Tuy nhiên ba người bọn Trần Hằng Phong không quá tứ, ngũ, lục đẳng, cần phải được chú ý bảo vệ. Diệp Lão Đại không muốn nhìn thấy cảnh đội viên của mình hy sinh nữa. Lúc này Diệp Phàm di chuyển như một con thỏ. Không tới 2 phút, khoảng cách 2 mét đã bị Diệp Phàm rất nhanh ẩn núp tới được chân tường bức tường đổ nát thứ nhất. Diệp Phàm giơ tay sờ sờ bức tường đổ nát cổ xưa. Trong lòng thầm nghĩ chủ nhân của ngôi nhà này chắc chắn không ngờ tới bây giờ nơi đây lại thành chiến trường, nơi diễn ra cảnh ẩu đả. Với sự quan sát toàn diện của đôi mắt ưng của Diệp Phàm, dường như không phát hiện động tĩnh gì. Vì thế phất tay, đám người Trần Hằng Phong phía sau cũng chạy tới. Đợi sau khi tất cả các đồng chí đều về vị trí, Diệp Lão Đại nhẹ nhàng thở hắt ra. Hắn liếc mắt ra hiệu cho Vương Nhân Bàng, sắp xếp đám người Trần Hằng Phong tìm nơi ẩn núp, mình và Vương Nhân Bàng hiệp trợ cho nhau đi về phía trước. Cảm giác bên trái tiền phương như có động tĩnh gì đó, Diệp Phàm tĩnh tâm lại, dán người vào tường rồi dùng thuật tai rơi. Bên này lại dùng sóng khí dò xét. Quả nhiên bên trái có tiếng thở. Hơn nữa, phía sau người này không xa còn có hai tiếng thở nhẹ. Diệp Phàm quan sát một hồi, phát hiện tên kia phỏng chừng trốn ở chỗ trông giống hầm rượu cổ đại. Mẹ nó, ta sẽ khiến hầm rượu thành mồ chôn của ngươi. Diệp Phàm trong lòng nhủ thầm, lập tức cùng Vương Nhân Bàng thương lượng một chút. Vương Nhân Bàng vừa cố tình tạo ra tiếng động có vẻ đang đi về phía bên phải, vừa nằm sấp trườn về phía tảng đá phía trước. Cổ nhiên, chỗ phát ra hai tiếng thở phía sau tiền phương có phản ứng. Hai băng đạn lần lượt bắn tới. Xôn xao. Tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, hắn thừa dịp tiếng súng vang lên, liền phát huy thuật hổ ưng để túng của phí ra đến mức độ cao nhất. Khoảng cách 500 mét, Diệp Lão Đại nhảy mắt đã lướt tới nơi nghi ngờ có địch thứ nhất. Với thân thủ cửu đẳng hiện nay của Diệp Phàm, vừa lướt đi đã thi triển toàn bộ khả năng, không cần thở đã lướt đi trên bầu trời như diều hâu tới khoảng cách 5-60 mét. Cho nên, khoảng cách 500 mét, Diệp Phàm bốn lên bay lên hạ xuống là tới. Đây đương nhiên không phải là bay, chỉ là đẩy nội tức khí ra ngoài thân, có tác dụng làm phản lực đối với mặt đất, thêm vào vài thủ thuật đặc thù lợi dụng quán tính lướt trên không trung mà thôi. Nói thì chậm nhưng thực ra rất nhanh. Diệp Lão Đại vừa hạ xuống chỗ nghi ngờ có địch, một chân hạ từ không trung xuống, lập tức nơi trông như hầm rượu cổ đại kia lập tức sập xuống. Diệp Lão Đại ném một quả lựu đạn vào. Trong tiếng ầm vang, ông bạn kia mới thò cái đầu ra đã bị nổ bay văng đi. Nửa cánh tay vẫn còn đầm đìa máu đập vào trên người hai đồng chí phía sau. Không đợi hai người phản ứng lại, Diệp Lão Đại bắn hai phát súng bang bang. Hai người trúng đạn ở đâu? Sau một tiếng kêu đau đớn, Vương Nhân Bàng đã sớm lách tới phía sau hai người này. Từ phía sau lưng một tay phản câu, răng rắc một tiếng, giống như chặt cây ngô. Lập tức máu tươi văng khắp nơi. Đối với hai tên ngũ đẳng kém cỏi mà nói, trước mắt Vương Nhân Bàng vốn không có khả năng chiến đấu. Mẹ nó, làm bẩn tay mình, hình như hai tên xui xẻo của bộ đội Hồng Ưng của Israel. Sau khi Vương Nhân Bàng trong lòng thầm mắng một câu, phát hiện Diệp Lão Đại đã phóng về phía trước từ lâu. Hạ xuống một nơi, cùng với tiếng súng vang lên, sự tấn công của đối phương thất bại,
mà kết quả lại là bị Diệp Phàm dùng bàn chân có thể đá nứt tảng đá dày nửa mét đá cho một cước. Chương 1948, hai kẻ biến thái. Lập tức một tiếng hét thảm vang lên, chắc chắn là có kẻ đã chết. Không lâu sau là quyền cước hỗn loạn và những tiếng kêu thảm thiết. Vương Nhân Bàng và Diệp Phàm là đại sát mãnh phương. Hai người đều là những cao thủ cấp 8 cấp 9, đối phó với mười mấy người ở cấp thấp thật giống như cá gặp nước vậy. Đợi sau khi Trần Hằng Phong xử lý xong một tên mới phát hiện ra là trận đấu đã kết thúc, căn bản là không còn ai để giết nữa cả. Hai tên biến thái, không giữ lại cho ông đây một tên. Trần Hằng Phong phát cáu, đoán chừng, cảm giác của hai đồng chí Khâu Phong và Trấn Đông Tà cũng không khác là mấy. Hai đội ngũ cuối cùng cũng đã hợp lại. Rốt cuộc các cậu cũng đã đến. Tướng quân Đới Thành vẻ mặt vui sướng. Mọi người vất vả rồi. Diệp Phàm nói, nhìn quanh một lượt, thấy có mấy người bị thương đang nằm trên mặt đất. Mà mấy người khác cũng bẩn thỉu như thế, cũng bị thương, cũng phơi nắng đến đen nhẻm. Vì thế, Diệp Phàm nói, tôi thấy, hay là chúng ta cử một vài đồng chí đưa những người bị thương về. Chuyện hộ tống người sẽ do Tề Thiên, Lư Vĩ, Trương Cường và Trương Hùng đảm nhận, việc còn lại ở đây cứ để tôi phụ trách. Hơn nữa, các cậu có thể đến phối hợp cùng với anh Vương, hai đội gộp lại cũng còn đến 7-8 người có sức chiến đấu. Đối với bọn theo dõi mà nói thì cũng là một mối đe dọa lớn rồi. Chúng tôi không đi, có chết cũng phải tiếp cận một lần. Hơn nữa, chúng tôi vẫn còn có sức chiến đấu. Tề Thiên và Trương Cường không hẹn mà cùng phản đối. Nếu chúng tôi đi, chỉ sợ là lực lượng các anh quá yếu. Chỉ còn hơn 10 người làm sao mà đánh lại đội quân mấy chục người của bọn họ cơ chứ. Huống chi, tổ đặc nhiệm A đang rất hỗn loạn. Nơi này đã biến thành một nơi rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Nói đây là đường đến Hoàng Tuyền cũng không có gì quá đáng. Đới Thành mặt mũi nhăn nhó. Không đưa đi ở đây không vướng chân cũng vướng tay. Quan trọng là anh Vương bên kia cũng đang cần tiếp viện. Tôi nghĩ, kẻ thù muốn gương đông kích tây. Cho nên dù đã có trên dưới 10 người. Nhưng xem chừng cũng không có nhiều cao thủ. Diệp Phàm nói. Vậy được rồi. Đới Thành ngẫm nghĩ một lúc, thấy rằng nếu không đưa những người bị thương đi thì rất khó để chiến đấu tiếp. Hơn nữa, vừa chăm sóc người bị thương vừa chiến đấu thì thật là phiền phức, lại dễ hỏng việc. Huống chi sự an toàn của anh Vương cũng quan trọng, không thể để phía bên kia bị đối thủ tấn công được. Tôi đã nói là không đi, sức chiến đấu của chúng tôi vẫn còn rất mạnh. Đám người Trương Cường từ chối. Diệp Phàm hiểu được rằng mọi người không ai muốn rời khỏi mình, cuối cùng, lại phải thương lượng. Trương Hùng với Đới Thành sẽ quay về. Ở đây cũng có tới 10 người rồi. Lần lượt là Diệp Phàm, Vương Nhân Bàng, Trương Cường, Tề Thiên, Lư Vĩ, Trần Quân, Trần Hằng Phong, Khâu Phong. Diệp Phàm không ngờ là lại còn có Thập Lục Tiểu Muội và tổ trưởng tổ tình báo Triệu Thanh Ngọc ở trong đội. Họ tuy còn trẻ tuổi, nhưng ngoại trừ Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng thì mọi người đều không có ai là cao thủ cấp 8 trở lên. Trương Cường, Lư Vĩ đều cấp 6, Tề Thiên cấp 5, mấy người kia cũng đều cấp 5. Tuy nhiên, mấy người có mang theo khá nhiều dược phẩm, thực phẩm cùng với súng ống đạn dược, quần áo chống đạn tối tân, cũng xem như mà mang tới cho bọn Trương Cường một niềm vui bất ngờ. Đương nhiên, loại quần áo này cũng không tốt cho lắm, súng bắn ở tầm xa thì có thể bảo vệ được, còn với những loại súng trường bắn tỉa hay súng bắn tự động uy lực mạnh thì áo này gần như không có tác dụng. Ngay cả đoạn đao kết hợp nội kình của cao thủ cấp 8 cũng có thể xuyên thủng. Đương nhiên loại áo này vẫn có thể chống được các loại côn trùng hay rắn độc. So với quần áo mặc bình thường thì cũng không có gì khác biệt, nhưng dù sao đó cũng là sản phẩm bí mật của các chuyên gia tổ khoa học năng lượng làm ra. Đương nhiên, giá một bộ quần áo này cũng đáng kinh ngạc, không dưới 1 triệu, đủ để mua một chiếc BMW. Cho nên, có được mấy bộ quần áo này cũng tiêu tốn hết hơn mấy chục triệu. Tổ đặc nhiệm A đều là những cao thủ tinh anh, cho nên... ai ai cũng có khí lực sức khỏe. Mỗi người khi đến sa mạc đều phải đi bộ và đeo một ba lô nặng tới 300-400 cân. Khi chiến đấu thì giấu đi, chiến đấu xong lại mang bên mình. Bọn Trương Cường luôn mong mình sẽ có một bộ quần áo mới như thế này để thay đổi. Mẹ nó chớ, mặc bộ này mấy tháng rồi, thối chết đi được, cũng may là mũi tôi không nhạy, nên không ngửi thấy gì. Tề Thiên vừa thay đồ vừa nói. Ha ha. Bọn cậu tử vừa tới thì còn ngửi thấy chứ qua mấy nhiếp rồi cũng như bọn mình cả thôi,
dù sao thì cũng rất thối, anh thối, tôi thối, mọi người đều thối càng khỏe mạnh. Trương Cường cười nói. Sau khi nghỉ ngơi nửa ngày, rạng sáng ngày hôm sau. Trong cơn mơ màng thì Diệp Phàm bị Trương Cường lay dậy. Bọn họ có động thái rồi. Xem ra, Hải Lang nước Mỹ và Hồng quân Liên Xô đã tham gia, Nhật Bản thần đạo và Ấn Độ La Hán cũng không chịu nổi rồi. Sợ rằng tới muộn thì tài liệu sẽ bị bọn Hải Lang kia cướp đi mất. Diệp Phàm vừa quan sát kính viễn vọng vừa nói. Đã nắm rõ địa hình bên kia chưa? Vương Nhân Bàng hỏi. Trinh sát đã qua đó, tuy nhiên, cũng chưa đi được vào tận bên trong. Nhưng phát hiện ra bên trong có 3 tòa nhà vây quanh một khe núi sâu, diện tích tương đối lớn, núi thì cao khoảng trên 100 mét. Hơn nữa, dốc lại rất đứng, mà trong thung lũng có những gì thì không được rõ lắm. Địa hình xung quanh cũng rất phức tạp. Loại cây thiết sỉ này cũng vậy, kẹp người rất chặt, không cẩn thận còn bị ôm vào rất khó gỡ ra. Huống chi, anh cũng không biết được kẻ thù đang nấp dưới bụi cây nào. Bất cứ lúc nào đều rất nguy hiểm, toàn bộ khu vực này khiến cho người ta cảm thấy mình như đang đi trong bãi bom. Chỉ cần đi vào bên trong, mọi người có thể sẽ bị dọa thôi đã chết vì sợ rồi. Trương Cường vẻ mặt khó coi nói. Lẽ nào mê cung lại ở ngay trong thung lũng? Diệp Phàm liếc nhìn Trương Cường một cái hỏi. Rất có thể, không phải là trong thung lũng thì sẽ là ở trong núi. Nếu không, họ bố trí canh phòng cẩn mật làm gì chứ? Trương Cường nói. Nếu như bọn họ đều đã chạy vào bên trong, thì chúng ta không thể đợi thêm nữa. Vương Nhân Bàng nói. Chúng ta cứ bình tĩnh xuất phát, hay là để tôi dẫn đầu, chúng ta sẽ chia ra hai cánh tả hữu tiên phong. Diệp Phàm ra lệnh. Đúng lúc này, xung quanh vang lên những tiếng bom mìn nổ đùng đoàng. Bắt đầu rồi, hình như các đội bọn họ đã hỗ trợ nhau tiến lên rồi. Diệp Phàm nói. Hừ, dẫm lên bom mìn, chết đi, chết nhiều một chút càng tốt. Lư Vĩ vui vẻ vì người khác đã gặp họa. Còn có người chôn địa lôi, làm sao có đủ thời gian chứ? Diệp Phàm hoài nghi nhìn xa xăm. Là đám người Mỹ và Nga làm đó. Loại địa lôi này đem chôn khá đơn giản, chỉ cần đặt xuống dưới đất là được. Không giống như các địa lôi khác là phải nối dây dẫn hỏa. Đương nhiên, loại này khá đắt so với địa lôi thông thường. Tuy nhiên, loại địa lôi này chắc cũng sẽ không có nhiều. Mọi người không có phương tiện vận chuyển, trên người ngoài lương thực, dược phẩm, thì không thể mang theo được bao nhiêu. Trương Cường giải thích, xem ra chúng ta phải cẩn thận, dẫm lên địa lôi thì cũng không phải chuyện chơi đâu. Vương Nhân Bàng khụt khịt mũi nói. Được lắm, cậu đi thử xem. Một quả cũng đủ cho một cao thủ cấp 6 đi Tây Thiên lấy kinh. Đương nhiên, nếu là cao thủ cấp 8 cấp 9 thì phản ứng nhanh hơn, có thể không mất mạng nhưng cũng không tránh khỏi đứt tay đứt chân. Trần Quân lạnh lùng châm chọc. Mẹ nó, đâu đâu cũng là địa lôi, khiến chúng ta không qua được. Vương Nhân Bàng không kìm nổi chửi vài tiếng. Không qua được cũng phải đi. Diệp Phàm nhíu mày nói. Sau đó, hắn cúi thấp người xuống mà đi, Vương Nhân Bàng vừa nhìn thấy vậy liền đi theo. Xung quanh nơi này có những lùm cây thiết sỉ, nay thật ra lại chính là nơi yểm hộ cho mọi người. Diệp Phàm giống như một con chuột túi, căn bản là nhảy lên phía trước. Mỗi lần đặt chân xuống đất đều có tính toán, chọn đúng chỗ có ngọn cây thiết sỉ. Như vậy rất dễ đề phòng những nơi có địa lôi. Vương Nhân Bàng vừa nhìn thấy cũng học được ngay. Chọn những chỗ mà Diệp Phàm vừa dẫm lên mà bước vào, cũng đảm bảo hơn một chút. Hừ! Tiếng súng nỉ đùng vang lên, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Ánh đao chợt lóe lên, một người từ dưới đất xông lên nhưng ngay lập tức bị giết chết. Có một thì chắc chắn sẽ có hai, có lẽ là nơi này không có địa lôi. Chúng ta cứ việc bỏ qua. Diệp Phàm nói, bắt đầu dùng thuật thám chắc bằng khí lực để dò xét. Cách này vẫn còn dùng được, bởi vì... Người thì phải luôn cần hô hấp thì mới được. Dù là thở nhẹ tới mức nào, thì cũng không thể nín thở trong thời gian dài. Cho nên, dù là tiếng thở rất nhẹ, trong một không gian nhất định, Diệp Phàm vẫn có thể cảm nhận được. Hắn là cao thủ trong chuyện này. Phía trước 200 mét có một người, bên phải 100 mét có hai tên. Nhưng ở giữa không có người. Diệp Phàm ghé sát vào tai Vương Nhân Bàng nói. Hiểu rồi, mấy người bên phải giao cho tôi. Vương Nhân Bàng nói nhỏ. Hành động. Diệp Phàm ra lệnh, lập tức nhảy lên ngọn một cây thiết sỉ. Sau khi lướt trên không với tốc độ tuyệt đối,
hai tên ở phía trước 200 mét chưa kịp phản ứng. Diệp Phàm đã đứng ngay trước mặt chúng. Chỉ một cước, khẩu súng trường bắn tỉa của tên kia đã bị đá tung đi xa mấy chục mét, thành một cây sắt vụn. Còn Vương Nhân Bàng chỉ trong nháy mắt sau khi Diệp Phàm ra lệnh thì đã đứng sừng sững trước mặt hai người kia rồi. Thanh đao vung lên, giết hai tên kia như bổ hai trái dưa, hai cái đầu lăn lóc trên mặt đất. Nhìn gì, chính là Bàng gia nhà các ngươi làm đấy. Vương Nhân Bàng nhìn hai con mắt trợn trừng của cái đầu rơi khi nãy mà quát, sau đó lại tiếp tục đi theo Diệp Phàm. Hai cao thủ hợp lực, chỉ trong hơn 10 phút đã xử lý xong khu vực này. Xem ra đội đặc nhiệm A sẽ rất cảm động đây. Chương 1949, Mê Cung. Đối với một nước nhỏ mà nói, 10 người này chính là những gì thần bí tinh anh nhất của họ. So với đội đặc nhiệm A thì bọn họ cũng không kém là mấy, tuy nhiên, cao thủ của bọn họ không có nhiều. Chính thức hợp lại mới có 10 người. Dù sao thì cao thủ khó kiếm. Hai chúng ta đều trở thành đồ tể rồi. Vương Nhân Bàng lau máu còn dính lại trên tay, cười ha hả nói. Là chúng ta bị ép buộc, nếu như bọn họ không chết thì chúng ta sẽ phải chết. Vẻ mặt Diệp Phàm có vẻ nghiêm trọng, cười không nổi nữa. Không lâu sau, dưới sự chỉ dẫn và bảo vệ của Diệp Phàm, mọi người đã an toàn đi xuống chân núi. Gần tới nơi, Diệp Phàm mới phát hiện ra có chút gì đó kỳ lạ. Nham thạch của ngọn núi này đã trải qua nhiều năm biến đổi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó đã dung hợp lại với nhau một cách kỳ quái. Diệp Phàm dùng gậy cắm thử xuống, phát hiện bên dưới không có khoảng rỗng, gậy không thể xuyên thủng. Vẫn còn rất cứng. Diệp Phàm nói, đây là cát nham thạch, tuy nhiên, bình thường loại cát này rất tơi vụn, nơi này có chút kỳ quái, tại sao mặt đất lại cứng như đá hoa cương vậy? Hơn nữa, mọi thứ đều là màu đỏ. May mắn phía trên vẫn còn rất nhiều dây leo, bằng không, thật đúng là không ổn rồi. Trương Cường nói, lẽ nào có liên quan đến Mê Cung? Diệp Phàm nói, cũng không loại trừ khả năng này, nếu như Mê Cung cũng do người ngoài hành tinh làm nên, vậy thì khi họ rơi xuống, có phải đã xả ra chuyện gì? Cho nên, dòng nham thạch nóng bỏng này đã chịu phản ứng hóa học. Cuối cùng, biến thành một loại cát nham thạch kỳ lạ thế này. Đầu óc Tề Thiên thật tốt, khả năng tưởng tượng đặc biệt phong phú. Người ngoài hành tinh, thế mà cậu cũng nghĩ ra được, bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Ai có thể chứng minh là có người ngoài hành tinh? Tất cả chỉ là do con người hiểu lầm mà bịa đặt ra thôi. Diệp Phàm tức giận nói. Tuy nhiên, dù là không ai đưa ra được bằng chứng là có người ngoài hành tinh, nhưng không phải là trên thế giới có rất nhiều chuyện khó hiểu mà chúng ta không giải thích được sao? Tuy rằng không thể chứng minh là có người ngoài hành tinh, nhưng cũng không thể chứng minh là trái đất của chúng ta không có người ngoài hành tinh. Giống như 10 kỳ tích lớn của thế giới, kim tự tháp Ai Cập làm sao có thể xây dựng được như vậy, còn thần điện Smith, thành cổ Roma. Chiếc thuyền Noah đã bị tuyết bao phủ cả nghìn năm, trong thánh kinh có chứa điều bí mật gì, hay như nền văn minh Maya thần bí đã biến mất. Những bí mật này, đang chờ chúng ta đi tìm hiểu. Cũng có người đoán. Loài người trước đây cũng đã bị tuyệt chủng vài lần rồi. Mà sau mỗi lần bị tuyệt chủng thì lại tiến hóa hơn. Nên mới có loài người như chúng ta hiện nay. Vương Nhân Bàng nói. Thôi đi, không nói chuyện tào lao nữa. Chúng ta nghỉ ngơi một lát, buổi tối lên núi, tôi muốn xem, mê cung thần bí này rốt cục là gì. Tuy nhiên, ban đầu không phải khi nói chuyện về Ả Rập Xê Út. Vị bác sĩ ở đấy nói là phát hiện ra xác chết trong sa mạc ở mê cung thần bí đột nhiên đứng thẳng người lên. Ông ta còn giữ một số tài liệu đặc biệt mà hiện tại trên trái đất vẫn chưa phát hiện ra. Cho nên mới dẫn tới việc các quốc gia tranh chấp với nhau. Làm sao mà Hải Lang lại đi đến ngọn núi này? Việc này, có chút gì đó không phù hợp với tình hình hiện tại. Diệp Phàm nói, thời đại ngày nay thật thật giả giả không ai hiểu rõ được, mà lời đồn thì vẫn cứ là lời đồn. Tôi nghĩ, bác sĩ Ả Rập Xê Út kia không cố ý lan truyền những tin tức này. Mà là Hải Lang đã cố tình răng bẫy ông ấy. Mục đích là dẫn dụ quân đội các nước tiến vào tạo nên một cuộc huyết chiến. Cuối cùng, ngư ông đắc lợi chính là nước Mỹ. Vương Nhân Bàng nói. Giống mà lại không giống, nếu quả thật như vậy, đội viên Hải Lang của Mỹ cũng chết không ít người. Những người mà họ vất vả bồi dưỡng cũng đã bị chúng ta giết mất một người. Còn đối với những đội viên bình thường, ít nhất chúng ta cũng đã xử lý 7-8 người. Hải Lang cũng tổn thất không nhỏ.
Diệp Phàm lắc lắc đầu, điệu bộ khó hiểu. Mục đích tổn thất vô cùng nghiêm trọng của chúng là đổi lấy toàn bộ đội đặc nhiệm A của chúng ta, tuy nói họ phải trả giá, nhưng nếu so với việc đất nước chúng ta không có đội A thì là rất đáng. Nghĩ lại, nếu thật không có đội A, đất nước chúng ta có thể đã bị bao vây. Tại rất nhiều sự kiện đặc biệt, như là lần nhiệm vụ ở Sahara này, hay lần trước ở đảo Glasgow đều không thích hợp cho quân đội các quốc gia tham dự. Nếu không có đội A, chúng ta chỉ có thể đứng dương mắt mà nhìn, những tổn thất đó, không phải chỉ trong một chốc một lát. Vì chiến lược an toàn quốc gia, một quốc gia không thể thiếu những tổ chức như đội A. Vương Nhân Bàng nói, đúng lúc này, trong thung lũng truyền đến những tiếng nổ dữ dội. Không xong rồi, có phải trận chiến đã bắt đầu rồi không? Diệp Phàm đứng lên. Tiếng nổ ngày càng dữ dội hơn, người tham chiến cũng khá nhiều. Lúc này, Vương Nhân Bàng nghiêng tai nghe ngóng một hồi rồi cũng nói. Xuất phát! Diệp Phàm ra lệnh, bởi vì, chờ đợi thêm nữa thì chỉ e hàng tốt sẽ bị người ta mang đi mất. May mà cũng đã nghỉ ngơi được 2 giờ, nếu không, thật đúng là mệt đến chết. Tuy nói rằng đội quân các nước hợp lại cũng đến hơn 300 người, nhưng đây là một ngọn núi rất lớn. Cũng không là gì cả. Không lâu sau, đám quân của Diệp Phàm đã tiến đến chân núi. Trên đường cũng giao đấu với một vài đối thủ, nhưng đều bỏ qua không giao chiến trực tiếp giáp mặt. Khi mọi người khi nhìn vào kính viễn vọng chứng kiến cảnh trong thung lũng đều ngẩn ngơ cả người. Kia không phải là Mê Cung Tử Vong sao, bà nó chứ, sao lại ở dưới nước được? Tề Thiên không nhịn được liền mắng lên. Phía dưới thung lũng khá trống trải, chắc cũng đến 5-6 dặm. Ba mặt giáp núi, có một cửa nhỏ để đi ra bên ngoài. Mà trong thung lũng còn có một cái hồ cũng rộng tới 2-3 dặm. Bờ hồ có rất nhiều cây cối, còn có cả hoa dại, ở một nơi như thế này khá là khó để có thể nhìn thấy những cảnh kỳ lạ như vậy. Còn nước, có lẽ là nước ngầm tích tụ thành hồ. Bởi vì, không thấy có dòng suối nào quanh đây chảy ra. Mà giữa hồ có mấy hòn đảo đá trông rất kỳ lạ, tổ chức đặc nhiệm quốc gia vì lần này mà phải trả giá quá đắt vì Mê Cung Tử Thần, không ngờ giờ phút này nó lại đang đứng sừng sững trên một hòn đảo. Từ trong rừng rậm của rừng cây có thể nhìn thấy một vài góc của Mê Cung. Nhìn thấy chưa, nóc nhà kia có phải là giống một hình tháp không? Tuy nhiên, vị bác sĩ kia đã nói là nóc nhà có thể dịch chuyển được. Tôi thấy, hình như là không có động tĩnh gì. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lư Vĩ hỏi, có lẽ là ông bác sĩ đó hoa mắt rồi, nóc nhà này là vật chết, không phải là nóc nhà bằng máy móc, làm sao có thể chuyển động được. Chắc chắn là ảo giác thôi, đôi khi con người mệt mỏi, sinh ra ảo giác là chuyện bình thường, có thể là lúc đó vị bác sĩ cùng với nhóm người kia vừa đói vừa khát. Trương Cường phỏng đoán, nhưng vẫn có chút kỳ lạ, tại sao xung quanh đang nổ ầm ầm như thế mà căn phòng này lại không bị sao? Diệp Phàm nói thầm. Không nhất định, anh xem, tiếng nổ phần lớn là từ xung quanh nổ ra, cách căn phòng một khoảng nhất định. Giống như lựu đạn này, phạm vi nổ là trong vòng mười mấy mét. Nếu như căn phòng được xây dựng vững chãi, thì cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều, một căn phòng cũ kỹ như vậy, mang hơi hướng của pháo đài Trung Cổ châu Âu, giống mà lại không giống, anh xem mái hiên kia, có điểm giống mái hiên của Cố Cung Hoa Hạ chúng ta. Quái lạ! Chẳng lẽ là kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây? Vương Nhân Bàng lúc này thật hăng hái, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào ngôi nhà thần bí được xây dựng trong thung lũng. Chưa chắc, theo lý thì nếu nơi này được xây dựng với kiến trúc kỳ lạ như vậy, sớm đã bị các nhà khảo cổ học phát hiện rồi mới đúng. Làm sao mà vị bác sĩ kia lại là người đầu tiên phát hiện ra được? Trương Cường có chút buồn bực nói. Đúng lúc này, chuyện kỳ dị đã xảy ra. Vốn dĩ có ba cái sừng mọc trên nóc nhà, lúc này đang bắt đầu lắc lư. Giống như là bị gió thổi lắc lư mà đứng lên. Không lâu sau, làm cho đám người của Diệp Phàm trố mắt đứng nhìn việc kỳ lạ đã xảy ra. Trong mắt mọi người, ba cái đỉnh tháp kia dần phân thành 6 cái. Không lâu, nó phân lên thành 9 cái. Đúng là phân nhánh, mẹ ơi, không phải là con hoa mắt đấy chứ. Trần Quân kinh ngạc kêu lên, còn dụi dụi mắt. Lắc lắc đầu. Bởi vì, rõ ràng là nhìn thấy nó đang tiếp tục phân nhánh. Đúng là đang phân nhánh, mọi người đều đã nhìn thấy rồi. Diệp Phàm thở dài một tiếng, đôi mắt mở to hết cỡ. Thật lâu sau, Diệp Phàm nói, chẳng lẽ là hồ nước phản xạ, qua nguyên lý quang học gì đó mà tạo thành.
làm cho người ta sinh ra một thứ ảo giác, nếu không, nóc nhà làm sao mà phân nhánh được. Ừ, tôi cũng cho là như vậy. Hồ nước này mọi người xem, ánh mặt trời rọi xuống khá chói mắt, hơi nước bốc lên có thể sinh ra hiện tượng này. Cái này, đơn giản chỉ là dùng nguyên lý quang học mà lừa gạt chúng ta thôi. Vương Nhân Bàng cũng cho là như vậy. Đi xuống đó. Diệp Phàm nói. Tuy nhiên, vừa mới đi xuống nửa ngọn núi thì bị hơn 10 tay súng cản trở phía trước. Hai bên bắn nhau một trận cũng không dám hành động nhiều, bởi vì, chỉ sợ đạn bắn ra hết đến lúc tới mê cung thì chỉ có thể đánh nhau bằng kiếm thôi. Tuy nhiên, cứ như vậy, hai bên cũng không cầm cự được. Đám người của Diệp Phàm không thể đi xuống, phía dưới có lẽ cũng không muốn đi lên. Có lẽ là đội quân Hải Lang hay là Hồng quân, mục đích của họ là giữ chân chúng ta. Sau đó, bọn họ sẽ tiến vào mê cung lấy tài liệu trước. Diệp Phàm nhìn mấy người rồi liếc mắt một cái nói. Phải căn đúng thời gian để đi xuống mới được, nếu không, đợi khi chúng ta đến được mê cung thì ngay cả cái lông cũng không còn. Trương Cường nhíu mày nói. Phía dưới hỏa lực rất mạnh, có khi còn có súng máy rất có uy lực. Trần Hằng Phong nói. Khoảng cách là nửa dặm, làm thế nào để đột phá an toàn? Diệp Phàm tự nói và liếc mắt nhìn Vương Nhân Bàng đang nằm sấp dưới đất cách đó không xa. Chuyên gia nói những cái đang dùng đều là phương tiện thông tin chuyên dụng của tổ đặc nhiệm A. Loại phương tiện này rất bảo mật, trừ khi bị kẻ thù phá giải, bằng không, không thể nghe được âm thanh trao đổi của mọi người. Nơi quái quỷ này lại đầy nham thạch đá tảng, muốn làm con tê tê chiêu giúp đều không có khả năng. Trừ phi là thổ hành tôn, nhưng đoán chừng y cũng không làm được. Tất cả những điều này đều rất phiền phức. Vương Nhân Bàng cũng có chút nóng nảy. Lấy 20 quả lựu đạn lại đây, chúng ta sẽ cùng nhau nổ súng. Diệp Phàm nói. Làm gì, xa như vậy, lựu đạn ném ra mà không trúng mục tiêu thì thật lãng phí. Vương Nhân Bàng hỏi, lo lắng của anh ta cũng có lý do, là vì, hai bên cách nhau xa khoảng 700-800 mét, gần cũng phải 600 mét. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1950, đây có còn là người hay không? Khoảng cách xa như vậy, dù là trong tay cao thủ thì có thể ném tới, nhưng sẽ mất đi tính chính xác. Trong tình huống không có tiếp viện trước mắt, mỗi quả lựu đạn, mỗi viên đạn đều phải dùng tiết kiệm mới đúng. Hơn nữa, kẻ thù phân bố rất phân tán, có 10 tên mà phân tán trong 2 dặm. Uy lực của lựu đạn có thể được bao nhiêu? Tự tôi sẽ có cách. Diệp Phàm nói. Trương Cường cầm đống lựu đạn lại, Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, cả 9 khẩu súng cùng nhau nổ một lúc. Đối phương nghĩ là bên này muốn đột kích, bên kia lập tức tiếng súng lại cùng nhau nổ lên đát đát. Viên đạn bay trúng vào tảng đá thì bị văng ngược lại, may mắn là mọi người đều được che chắn, bằng không, những viên đạn đó có thể khiến có người bị thương. 2 phút trôi qua, Diệp Phàm ra lệnh ngừng bắn. Sau đó, Diệp Phàm bắt đầu ném lựu đạn. Với một cao thủ cửu đẳng, quả lựu đạn được ném đi một cách chuẩn xác. Vừa rồi Diệp Phàm đã nhớ được hết các vị trí của đối phương. Bây giờ, đôi mắt chim ưng của hắn tấn công từng kẻ thù một. Cùng với những tiếng nổ mạnh thì bên kia cũng vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Vẫn là anh Diệp lợi hại, đúng là cao thủ cửu đẳng. Vương Nhân Bàng nói thầm. Vẫn còn lại 2 tên, nhưng 2 tên này sớm đã như chim thấy cảnh cong cũng biết sợ. Gặp sự đột kích của Diệp Phàm, hai người cũng bắn loạn xạ một hồi, nhưng sau đó cũng bị đám người của Vương Nhân Bàng xử lý. Tuy nhiên, trong số mười mấy quân địch kia còn 3-4 người không nổ súng. Bọn họ cũng rất ngoan cường, không ngờ lại bắn lén. Cho nên, trong quá trình đột kích, Triệu Thanh Ngọc và Trần Hằng Phong đều bị thương. Diệp Phàm ra lệnh cho Trần Quân và Lư Vĩ ở lại bảo vệ. 6 người còn lại tiến đến bờ hồ. Trong hồ có lẽ sẽ có quân địch ẩn náu, không an toàn. Vương Nhân Bàng quan sát mặt hồ, nói. Không chờ được, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Hay là để tôi, dùng lựu đạn mở đường. Diệp Phàm nói. Tay phải cầm một quả lựu đạn, tay trái cầm một quả, cứ cách 20 mét ném một quả. Sau những tiếng nổ mạnh, trên mặt nước bị Diệp Phàm cho nổ tung rộng chừng 20 mét, dài đến mấy trăm mét. Diệp Phàm sớm đã chuẩn bị một mảnh gỗ tốt ném vào hồ nước cho nổ tung ra. Cách 10 mét lại cắt một lần, nhìn qua giống như bong bóng cá vậy. Tiến lên. Diệp Phàm ra lệnh. Trương Cường và Tề Thiên tách ra dùng chân giữ chặt hai cá tay của Diệp Phàm,
mà thân hình của Tiếu Thập Lục muội lại vồ về phía trước. Ôm chặt phía sau lưng Diệp Phàm, đôi vú to lớn cường tráng, chen chúc đè nhau phía sau lưng Diệp Phàm. Còn đồng chí Khâu Phong cũng dính chặt cạnh Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không kịp thưởng thức đôi vú của người đẹp, một tiếng gầm rú, dùng hết sức lực, cắt các mảnh gỗ bắn ra. Trương Cường và Tề Thiên không quên tiến lên phía trước, Phương Nhân Bàng nhảy lui về phía sau, trái ngược với hướng bắn. Cách mấy trăm mét chỉ cần mười mấy giây đã đi ra đến đảo. Còn mấy tên Mỹ chặn đánh trên đảo chố mắt đứng nhìn, nhất thời không ngờ quên cả nổ súng. Một tên hô. Đây là người sao? Sao có thể như vậy được? Không khác gì thần thánh. Một tên khác thở dài nói. Đến khi Diệp Phàm trừng mắt nhìn thì hai tên kia mới bắt đầu nổ súng. Tuy nhiên, tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, thoáng một cái đã đến trước mắt. Cho nên, không đợi mấy tên kia kịp có phản ứng, sáu người đã giải quyết bọn chúng, mấy tên hải lang kia máu chảy đầm đìa lên đường xuống Hoàng Tuyền báo danh. Có lẽ là không nhiều các đội viên bí mật của quốc gia khác nhìn thấy sự dũng mãnh của Diệp Phàm, tiếp theo trên đường đi gần đến Mê Cung. Không ngờ là không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Xem ra họ cũng biết sợ chết rồi, biết rằng vừa rút súng ra đã chết. Con người mà, luôn hy vọng có thể sống sót. Dù sao nơi phồn hoa vẫn lưu luyến người ta. Cái gì, tiểu phân đội của chúng ta bị giết sạch rồi, là ai đã làm? Có phải hải lang hay không? Chết tiệt! Thần đạo tổ lão đại Fujiwara Astoria vừa nghe báo cáo thiếu chút nữa nuốt luôn cả lưỡi của mình. Đôi mắt trợn trừng kinh ngạc. Làm sao có thể, cho dù là hải lang, cũng không thể giết được tiểu đội mười mấy người của ta. Đây chính là quân chủ lực của chúng ta. Hàm râu của phó tổ trưởng Sơn Bản Thập Bát Lang rung động dữ dội. Nước miếng thiếu chút nữa văng cả lên mặt Fujiwara Astoria. Là đám người Trung Quốc đã làm, tuy rằng mấy người kia chúng ta không biết, nhưng diện mạo tựa như người Trung Quốc. Ngoại trừ người Trung Quốc, người của những quốc gia châu Á khác không có khả năng làm chuyện đó. Fujiwara Astoria vẻ mặt ủ rũ ngồi trên ghế, nhìn Sơn Bản Thập Bát Lang. Hồi lâu sau mà vẫn không thể nói được câu nào. Chỉ còn lại mấy người chúng ta, ôi, đi vào Mê Cung chỉ sợ là cũng không tranh giành được với họ. Tâm trạng của Sơn Bản Thập Bát Lang cũng không khá hơn là mấy. Tuy nhiên, chỉ chớp mắt, y đã cắn răng hừ lạnh một tiếng. Dù là toàn bộ bị chết hết, cũng không thể để người khác mang những tài liệu đó đi. Cùng lúc đó, sắc mặt của Tổng tư lệnh Mỹ là Brown cũng không khá hơn, thở dài. Không ngờ là đội đặc nhiệm A lại sản sinh ra được những thiên tài như vậy, thân thủ quá lợi hại. Người của chúng ta chết trong tay họ cũng không ít. Trước sau cả thảy, sau khi đả thương Tư Bì Lang, họ còn giết mất mười mấy người của chúng ta. Mấy tên chết tiệt, rốt cuộc là ai chứ? Rodriguez thiếu chút nữa đã gào lên. Nhưng cũng không sao, người của chúng ta ở Mê Cung mới là chủ lực. Nghe nói họ chỉ còn lại 6-7 người. Chúng ta gấp 3 lần họ. Nếu có mệt chết thì cũng chính là họ thôi. Brown lạnh lùng hừ một tiếng. Tôi chỉ tiếc là trong đội của chúng ta, tuy là không có cao thủ thất bát đẳng rồi, nhưng đến cao thủ tứ đẳng cũng khó tìm. Vì vậy, chúng ta phải trả mấy ngàn vạn đô la Mỹ. Trận chiến ở Sahara lần này, đến hiện tại cũng đã mất khoảng 20 người rồi. Chờ sau khi họ quay lại thì phải chấn chỉnh lại hải lang, và còn phải tới Nhà Trắng đòi tiền nữa. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ bị mấy lão ở lầu năm góc cười nhạo. Rodriguez vẻ mặt khó chịu nói. Đó là nếu còn có thể lấy lại tài liệu, nếu như không thể lấy lại, thì ngay cả tiền chúng ta cũng không thể có. Sắc mặt Brown cũng trầm trọng hơn, liếc nhìn Rodriguez một cái, hỏi. William đã tới hiện trường chưa? Tới rồi, đã vào Mê Cung. Kỳ thực, quyền chủ động vẫn nằm trong tay chúng ta. Tên cao thủ Trung Quốc kia thực lực chắc cũng tương đương William, còn những cao thủ đẳng cấp khác thì chúng ta có nhiều hơn. Mê Cung rất phức tạp, bắn tỉa là một cách khá hay để giết chết đối thủ. Chỉ cần tiêu diệt được tên cao thủ thần bí kia, tôi tin chắc là đội A trong 10 năm cũng không thể khôi phục được sinh lực. Lúc đó, nhìn chung trên bình diện toàn cầu, ai còn dám đứng ra tranh giành với hải lang chúng ta nữa? Nói rất hay, hải lang mà xuất hiện, thì còn ai dám tranh giành nữa chứ? Brown cũng rất hào hứng, tựa như câu danh ngôn trong một vở kịch nào đó có nói gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới không cần mua đúng, chỉ cần mua đồ đắt tiền. Không lâu sau, một tòa cung điện với kiến trúc cổ kính, uy mãnh, kỳ lạ, thần bí, hiện ra trước mặt Diệp Phàm và mọi người.
Hơn nữa, đám người Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, khi đang đứng ở gần, phát hiện nóc nhà vẫn đang chuyển động. Hóa ra sự lay động phân nhánh này là sự thật, chứ cũng không phải là do hiện tượng quang học của mặt nước tạo thành. Đương nhiên, khi nhìn gần thì phát hiện sự phân nhánh chậm lại không ít. Không lâu sau, liền dừng lại. Lấy tay sờ sờ, phát hiện ra vật liệu xây dựng là những tảng đá đen, dùng tay sờ, cũng cảm nhận được sự lay động ở bên trong. Hơn nữa, tòa nhà này cũng khá lớn. Nhìn qua thì cũng rộng không dưới 100-200 mét, nhưng không có cách nào để nhìn xem nó sâu bao nhiêu, cho nên, không thể khẳng định. Theo báo cáo thì ở cửa vào chắc chắn có cao thủ mai phục, rất nguy hiểm. Hay là chúng ta vào từ cửa sổ? Diệp Phàm hỏi nhỏ Trương Cường, bởi vì, về chuyện này mà nói, Trương Cường có nhiều kinh nghiệm hơn. Đi vào từ cửa sổ, tôi thấy cũng không khác biệt lắm. Cửa sổ diện tích nhỏ, càng dễ phát sinh nguy hiểm. Chờ anh ló đầu vào, bọn họ liền một phát súng giải quyết luôn. Cửa chính thì lại rất lớn, có lẽ cũng rộng đến 3-4 thước. Nếu như xử lý tốt, từ đây đi vào, có thể phối hợp được với nhau. Trương Cường nói, hay là từ cửa chính đi vào, như vậy, tôi, đi vào là được, những người khác sẽ dưới sự chỉ dẫn của cậu ở ngoài cửa. Cũng tiện để tiếp ứng cho nhau. Diệp Phàm ra lệnh, Trương Cường đành phải chấp nhận, tuy nhiên, Trương Cường liếc nhìn Tề Thiên một cái, nói. Tề Thiên quá mệt mỏi, trên người có quá nhiều vết thương, đổi chỗ đi. Ai thích hợp hơn? Diệp Phàm hỏi. Bản lĩnh của thập lục muội có vẻ cao hơn Tề Thiên, cô ấy cũng là một cao thủ thiên tài luyện công. Hiện đang là ngũ đẳng cấp 2. Hơn nữa, hiện tại cô đang học trường y, lại còn học ngoại khoa, nếu như có bị thương thì có thể tự chăm sóc. Trương Cường đề nghị. Vậy đổi cho thập lục muội. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một lúc thấy có lý, trong này bị thương cũng dễ như ăn kẹo vậy. Có cao thủ học nghề y đi theo, cũng đảm bảo thêm một bước an toàn. Điều duy nhất không được hoàn hảo là đó lại là một cô gái. Tuy nhiên, nếu như còn cao thủ hơn cả Tề Thiên, thì cũng hợp lý. Sau đó, Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng chậm rãi tiến về phía cửa. Thập lục muội đi ở giữa. Cửa chính của mê cung rộng thênh thang. Chiều rộng tầm 3 mét, chiều cao trên dưới 4 mét. Hai phiến cửa đá sớm bị người ta đẩy sát vào vách tường. Độ dày của cửa đá cũng làm Diệp Phàm thấy kỳ lạ. Cửa đá cao lớn như vậy, nhưng cánh cửa lại khá mỏng. Tuyệt đối không quá nửa mét, còn chưa nói cửa đá mỏng như vậy khó có thể mài ra được. Mà có mài ra được phỏng cũng có ích gì. Đá đương nhiên là cũng giòn giống nhau, nếu như cứ mài qua mài lại như vậy vài lần có thể sẽ bị vỡ. Kể ra thì cũng không khác thép tấm là mấy. Ấy thế nhưng, mặc dù là thép tấm thì cũng phải có khung đỡ mới được. Còn cửa đá này, hiển nhiên là không có khung xương. Hoàn toàn là một phiến đá mài ra. Trên cửa còn khắc rất nhiều hình động vật thô ráp, tuy nhiên, đều khá trừu tượng. Nhìn qua thì giống ngựa mà lại không giống, vừa giống người nhưng lại nhiều thêm một cái chân. Cũng không biết là chạm chỗ cái gì nữa. Diệp Phàm cũng không có nhiều thời gian thưởng thức nghệ thuật trừu tượng từ ngày xưa. Chương 1951, hễ đánh nhau với tôi đều phải chết. Một âm thanh mỏng manh truyền đến, bàn tay to bè của Diệp Phàm vung lên, phi đao bay ra, chạm nhau với một điểm hồng tinh màu nhạt. Loảng xoảng một tiếng, đồ vật kia đã bị đâm cho cắm xuống đất, không ngờ cắm sâu xuống phiến đá phía trước, chỉ lộ ra có một cái đuôi. Đôi mắt Diệp Phàm nhìn lên. Hóa ra là mẩu phi tiêu hình ngón tay cái. Xem xét ở mức phóng đại 3x, lực đạo của người này cũng tương đối lớn. Đoán chừng, sắp xỉ gần bằng thực lực của Vương Nhân Bàng. Con rùa rụt đầu, không ngờ lại muốn diệt bố mày ở ngay tại cửa. Trong lòng Diệp Phàm mắng thầm một câu, bừng bừng phẫn nộ một hơi. Mở mắt to dò xét xem hướng ám khí bắn tới. Tuy nhiên, người kia rõ ràng là một cao thủ, khả năng kiềm chế rất tốt. Về cơ bản không phát ra âm thanh. Xem ra, chiêu này không linh nghiệm rồi. Diệp Phàm nhìn xuống đất, phát hiện có mấy hòn đá nhỏ đang nằm ở trước cửa mê cung. Diệp Phàm suy nghĩ, ngay lập tức có biện pháp. Giơ tay nhặt mấy miếng đá lên, cứ như vậy, bắn mấy viên đá xuống đất, đập chúng mấy viên còn lại bắn ngược trở lại bay loạn xạ ra bốn phía, phát ra những âm thanh hỗn loạn. Chíu chíu chíu. Âm thanh vang lên rất nhỏ, lần này đối phương đã dùng súng rồi. Mấy đốm lửa bắn ra từ phía ngoài cánh cửa. Súng kíp. Trong đầu Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng lập tức xuất hiện hai chữ này, theo như truyền thuyết cao thủ súng kíp có tên là Hỏa Hồ Ly,
là cao thủ thất đẳng của Tổ Lam Sơn Hồ nước Anh. Rất thiện nghệ về chế một loạt súng kíp từ hợp kim, loại súng này không phải là được chế tạo theo nguyên lý súng ống hiện đại thông thường, mà là được chế tạo theo một thủ pháp đặc biệt. Nghe nói cũng có mấy trăm năm lịch sử rồi. Khi tấn công thì lợi dụng khí ở bên trong phát hỏa mà phun ra những viên đạn giống như những đốm lửa. Loại đốm lửa này trông giống như hạt cát nhỏ, nhưng, một khi rơi chúng trên người anh, lập tức có thể chui vào da thậm chí phá hủy hệ thống xương cốt của anh. Xương cốt của con người bị phá hủy sẽ mất đi sức lực chiến đấu. Hơn nữa, loại đạn này sau khi phát hỏa đi ra nhiệt độ cực cao, có vẻ như là một loại lửa đặc biệt. Mà bình thường người bị thương muốn chữa trị cũng khó, bởi vì, loại đốm lửa này đã lan rộng trong xương cốt của anh, trừ phi là lấy hết xương cốt ra, không còn xương cốt, tỉ như là bị thương ở chân, thì không thể không cưa chân. Diệp Phàm nắm lấy thập lục muội từ phía sau vụt lên trên như tia chớp, âm thanh chíu chíu lập tức vang đến. Toàn bộ đốm lửa ấy bùng nổ ngay tại chỗ hắn vừa mới ẩn nấp. Mẹ nó! Diệp Phàm giận điên người, không chút khách khí rút phi đao trong tay ném thẳng về phía đốm lửa phát ra. Cảm thấy có bóng người đột nhiên từ trong vách tường hiện ra. Còn muốn trốn. Trong lòng Diệp Phàm hừ một tiếng, sợi huyết trích tử quấn trên cổ tay bay ra như tia chớp. Khống chế chuẩn xác hạ cái bóng đen kia. Diệp Phàm vận khí, cái chuông trên sợi huyết trích lập tức tản ra thành hình bát chảo. Chắc chắn bắt được đầu tên kia, Diệp Phàm dùng sức xoay tròn. Sau những tiếng răng rắc là tiếng kêu a thảm thiết bên trong cánh cửa. Bàn tay Diệp Phàm co rút, một cái đầu tóc vàng ngẩng lên dữ tợn, máu chảy đầm đìa còn quay tròn mấy vòng rồi mới lăn ra ngoài cửa. Hỏa hồ ly đã chết. Thập lục muội đứng dưới vách tường thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng, nhanh chóng bịt miệng lại. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nhìn gì, chỉ là truyền thuyết thôi mà, cũng chẳng đẹp trai cho lắm. Diệp Phàm còn nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh đi vào trong cửa, nói. Cùng là người một nhà, bố cũng coi như là người nhân từ. Không nỡ để mày làm quỷ không đầu. Thằng nhãi động thủ này vừa thu hồi huyết trích tử, ngay cả máu cũng chưa lau xong chảy xuống cổ tay. Hai mắt thập lục muội trừng trừng nhìn Diệp Phàm, muốn nhìn xem đó là cái gì. Em cho anh hôn một cái rồi anh cho xem. Diệp Phàm trêu chọc một câu. Tưởng bở chắc. Thập lục muội quay đầu đi không để ý tới tên háo sắc nữa. Xử lý xong một tên rồi, có thể đi vào. Diệp Phàm dùng tay ra hiệu cho Vương Nhân Bàng. Tuy nhiên, không đến 3 phút, tổ trưởng Baker Darling của Lam Sơn Hồ nước Anh tức giận đến nỗi đập một phát vỡ 3 chén trà. Mắng! Bọn chó Trung Quốc, tao sẽ không để yên cho các người đâu, chưa xong đâu. Ôi, át chủ bài của chúng ta, vài năm nay, đã giết được mười mấy cao thủ siêu cấp của đội viên tổ đặc nhiệm tổ A của nước ngoài, không thể tưởng tượng là bỗng lại chết trong tay cao thủ thần bí của Trung Quốc. Cũng cho là số y đã tận rồi có phải không? Không nên như vậy. Người còn lại vẻ mặt ủ rũ ngồi trên ghế nói. Bọn chó Trung Quốc, không phải là cái gì cao thủ thần bí. Baker Darling lập tức sửa lại. Nói như vậy có tác dụng gì, tuy nhiên, thuộc hạ của Hải Lang nước Mỹ lúc này cũng giảm xuống chỉ còn 7-8 đội viên. Sau đó Mỹ Tư Lâm cũng chết rồi, mà Tư Gia Lang và Sử Mật Tu đều quay về nước. Hơn nữa, bị trọng thương, đoán là vài năm nữa cũng không khôi phục được. Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là một cao thủ cửu đẳng, tổ A có cao thủ như vậy, thật là khó giải quyết. Ông này nói, tổ A, cũng không nhất định, lần này tổn thất ít nhất một nửa trong tổng số. Như này còn mặt mũi nào chống đỡ? Nếu có thể giết hết chúng ngay tại Mê Cung, tôi xem rốt cuộc tổ A còn khoe khoang được cái gì. Baker Darling hừ lạnh nói, vẻ mặt tỏ ra khinh thường. Anh khinh thường người ta càng khinh thường anh, trong lòng tên này nói thầm một câu. Đi vào từ cửa chính, Diệp Phàm phát hiện, đi qua lối đi nhỏ loằng ngoằng. Hơn nữa, tường hai bên đều khắc những vật trừu tượng. Nhưng lại dùng đá giải trên tường, tượng khắc như hình cái đầu người. Bên dưới không có cơ quan gì chứ, ví dụ như cạm bẫy linh tinh gì đó. Vương Nhân Bàng cẩn thận đi tới, nói vọng lại. Nói không chừng, mê cung này thực sự có chút huyền bí. Kỳ quái chính là, đội quân của Hải Lang đi đâu rồi? Có lẽ... Bọn họ hiểu được con đường nào chính xác. Diệp Phàm nói. Không lâu sau, đi tới ngã ba thì dừng lại. Phát hiện phía trên đỉnh ngã ba có một viên đá rất lớn có thể phát sáng được, lối đi ở đây rất sáng, chừng 70-80 mét vuông.
không phải kim cương chứ? Thập lục muội nhìn thấy viên đá có thể phát sáng trên không trung kia nói. Kim cương lớn như vậy, mang về sẽ phát tài. Bộ dạng Diệp Phàm cười châm chọc, quan sát bức tường. Bức tường ở đây không giống chỗ khác, giống như được mài bóng loáng. Giơ tay sờ, dường như không lạnh lẽo gì. Vật kỳ dị trên tường đều không có. Nhìn qua chính là tảng đá màu đen. Tuy nhiên, bởi vì rất bóng loáng, cho nên, giống như chiếc gương có thể phản chiếu được toàn bộ. Không thua khả năng phản chiếu của gương. Rất thần kỳ, cái này không phải làm từ thủy tinh, không ngờ lại có tác dụng giống gương. Người cổ đại thật là vĩ đại, có thể làm tảng đá thành như thế này. Vương Nhân Bàng không khỏi cảm thán một tiếng. Tránh ra. Diệp Phàm đột nhiên thét lên một tiếng, thập lục muội sớm đã chạy đến chân tường. Nhưng tốc độ của Vương Nhân Bàng nhanh hơn, sớm đã tới chỗ cách góc tường hơn 10 mét rồi. Chíu chíu chíu. Vài viên đạn bắn ra, may mắn là đã sớm phát hiện. Mẹ nó, ra đây cho bố mày. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, chân đạp trên tường dùng sức, phi ra ngoài. Tuy nhiên, Diệp Phàm nói như thế là phương pháp dương đông kích tây. Nói như thế nào? Bởi vì, Diệp Phàm phát hiện, nếu dùng nội lực ép cho âm thanh đi ra theo thì sẽ rất tốt. Theo lý mà nói âm thanh của người bình thường nói chuyện phát ra từ miệng. Nhưng sau khi Diệp Phàm phát hiện ra điểm này, không ngờ lại có thể phát hiện ra âm thanh cũng có thể phát ra từ phía sau đầu. Về sau, đã được kiểm chứng, các hướng đều có thể hô hoán bằng nội lực. Đây chính là một phát hiện vĩ đại, thông thường lúc đối thủ tấn công bí mật anh sẽ phán đoán âm thanh ban đầu cuối cùng mới tấn công anh. Có sáng kiến này của Diệp Phàm rồi, anh đang đứng một mình ở phía đông, mà tiếng nói lại phát ra từ phía tây, đối thủ chắc chắn sẽ tấn công phía tây. Từ đó bản thân có thể phát hiện mục tiêu nhanh chóng mà chế phục đối thủ. Đối phương quả nhiên mắc bẫy. Đạn chỉ bắn về hướng phía tây. Mà Diệp Phàm sớm đã đoán được đại khái góc độ nơi mà đối phương đứng, Vương Nhân Bàng vừa động thủ, giống như con thỏ nhảy tới vậy. Loảng xoảng một tiếng. Người cầm súng kia bị Vương Nhân Bàng một cước đá bay, người này rất tàn nhẫn, không đợi tên kia thở ra hơi. Nhanh chóng hung hăng đá tên kia một cước nữa. Hừ. Tên kia đau đến nỗi phải ngồi xổm xuống, nhưng Vương Nhân Bàng không tha cho y. Tiến lên đá thêm hai cước nữa. Bộp một tiếng, người kia bị đánh mạnh văng vào tường. Mẹ nó, dám đánh lén bố, đi chết đi. Vương Nhân Bàng mắng một câu, cuối cùng đánh lên đầu người kia một cước. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, Vương Nhân Bàng nhanh chóng lùi lại phía sau. Bởi vì, có đối thủ mới xuất hiện. Tuy nhiên, đã quá muộn rồi. Đồng chí Nhân Bàng cảm thấy mông bị đá với một lực rất lớn bay ngay vào vách tường, phát ra một tiếng vang lớn, cảm giác như đầu đau dữ dội. Người kia vừa nhìn thấy, đang định lên đá phát nữa. Nhưng mà, bang một tiếng, cùng với Diệp Phàm hung hăng đánh qua một cước, người kia không đề phòng lùi lại ba bước lớn. Trên mặt xuất hiện sự khinh hãi nhìn Diệp Phàm nói. Anh chính là cao thủ thần bí của Trung Quốc sao? Anh là Hải Lang. Diệp Phàm nhìn chằm chằm đối phương hỏi, thấy hình dáng người này rất uy nghi dũng mãnh, tuy nhiên, lại hói nửa đầu. Cái mũi hướng về phía trước rất nhọn, hình như chưa tiến hóa hoàn toàn như người bình thường. Không phải, tuy nhiên, hiện nay tôi đang làm việc cho Hải Lang. Tôi nợ bọn họ một ân tình. Người kia cũng nói rõ ràng. Làm thuê sao? Diệp Phàm hừ nói. Anh nói như vậy cũng đúng, tuy nhiên, nơi này, chính là nơi chôn cất anh. Nói cho anh cũng không có việc gì. Người kia rất tự tin, vừa nói xong, đột nhiên động thủ, lấy một vũ khí dài đến ba thước ra. Vật này có màu đen, mỗi một lần cắt đều có kích thước lớn nhỏ. 3 mét chiều dài có hơn 8 nhát cắt, nếu nói nó là côn ba khúc cũng không giống. Bởi vì, ở dưới tay William tôi, anh cũng không có đường sống. Người kia tiếp tục hừ lạnh, sau đó gầm lên một tiếng. Chương 1952. Trung tâm của mê cung. Bỗng một cây côn tám khúc linh hoạt, sắc bén, chuyển động huyền ảo trên không trung, nhằm đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Động tác của William rất nhanh, tuy nhiên, thật đáng tiếc là Diệp Phàm có đôi mắt chim ưng, vừa nhìn đã biết là cây côn kia muốn tấn công về phần đầu của hắn. Còn chưa ra tay. Diệp Phàm hừ một tiếng, Vương Nhân Bàng lúc này mới tỉnh táo lại, chạy đến. Đá một cước khiến tên người Mỹ tấn công đầu tiên bay vào tường. Hẳn là y đã trên đường lên báo cáo với Thượng Đế rồi.
Thập Lục muội cũng nhanh chóng lao lên cho tên kia một nhát dao găm. Con gái mà, rất cẩn thận, vẫn sợ y không chết. Như vậy mà vẫn chưa tin ta có thể một cước đá cho y đi Tây Thiên sao? Vương Nhân Bàng liếc nhìn Thập Lục muội một cái, có chút phẫn nộ nói. Cẩn thận một chút vẫn hơn, đánh rắn mà không chết nó sẽ quay lại cắn. Thập Lục muội nhìn Vương Nhân Bàng, bình tĩnh nói. Bên kia truyền đến một âm thanh nữa. Hai người dương mắt nhìn, phát hiện ra là không biết từ lúc nào, William đã cầm côn đập tới, phất qua tóc của Diệp Phàm rít một âm thanh chói tai. Mang đi mấy sợi tóc của Diệp Phàm, tuy nhiên, phía dưới, William cũng bị Diệp Phàm thật lực đạp cho một cước, người siêu vẹo đứng dựa vào tường. Lại rầm rầm, William thấy hơi mất mặt, hét to một tiếng, cây côn trong tay lúc này tựa như một cây roi múa lên vun vút. Vương Nhân Bàng mở to hai mắt, chỉ có thể nhìn thấy bóng cây côn, căn bản là không phân biệt được đó là thật hay là giả. Mặt mày không khỏi nhăn nhó, Thập Lục muội cũng kinh ngạc mồm miệng há hốc. Lại rầm rầm, Diệp Phàm rút sợi dây huyết trích tử cuốn trên cổ tay ra, dài như con rắn, thẳng hướng cây côn mà lao tới. William hừ lạnh một tiếng, cây côn trong tay vung ra, lập tức quấn lấy sợi dây huyết trích của Diệp Phàm. Sợi dây đó là thành quả mới nhất của tổ khoa học năng lượng đội đặc nhiệm A, một sợi dây nhỏ như cần câu cá nhưng có thể chịu được trọng lực đến mấy vạn cân mà không bị đứt. Hoàn toàn có thể nâng được cả cái máy bay chở khách 737. Trong âm thanh chói tai của cây côn và sợi dây đang giằng co nhau, William rất xui xẻo. Bởi vì, sợi dây huyết trích kia lợi hại ở cái chuông phía trước. Trong nháy mắt, cái chuông đã lao đến trên đầu William. Lúc này dưới sự điều khiển nội công của Diệp Phàm, cái chuông giống như một trái bom trong giây lát đã nổ tung. Lập tức nó xải rộng ra to hơn cả kích cỡ một trái bóng rổ, chiếc chuông mở ra giống như vòi hoa sen dạng hợp kim úp lấy đầu William. Coi chừng đã sắp bắt được đầu hắn, tuy nhiên, William dù sao cũng là cao thủ cửu đẳng. Hay, William cảm nhận được uy lực của sợi dây huyết trích, kêu một tiếng, chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Cây côn tám khúc đột nhiên cũng giải ra, mỗi nốt gậy giống như một ngọn giáo, lại thêm một mũi nhọn ở đầu, cây côn trong nháy mắt đã trở thành một vũ khí sắc bén có thể kẹp chết người. Nhìn thứ đó, tuyệt đối không thể so độ cứng mềm với kim cương. Cây côn mang đầy sát khí, đột nhiên như nổ tung, hướng về phía Diệp Phàm. Vương Nhân Bàng sợ tới mức vội vàng nhào tới, xoay đao chặn hướng đánh của cây côn, chỉ có điều là khoảng cách quá xa, không còn kịp rồi. Nếu Diệp Phàm còn muốn dùng sợi huyết trích chụp vào William, bản thân chắc chắn sẽ bị cây côn kẹp cho nát thịt. Diệp Phàm rất nhanh, đột nhiên bật người lên cao, giống như là máy bay cất cánh. Đây chính là điểm lợi hại của hổ ưng công, không cần chạy lấy đà, có thể trực tiếp bay lên cao. Cây côn kẹp sượt qua dưới chân Diệp Phàm. Két! Tiếng Vương Nhân Bàng thở hắt ra một hơi, bởi vì... Tên mũi nhọn William đã bị huyết trích tử của Diệp Phàm túm gọn một mảng tóc với da đầu khiến còn lại là máu me be bét một mảng. Vẫn là William vội né được mau, bằng không, toàn bộ quả đầu đã phải bay tong như dưa hấu. Vương Nhân Bàng không bỏ qua cơ hội này, lặng lẽ đi ra phía sau William. Cầm dao đâm một cái, William bị bao vây cả hai phía, cắn răng, đành chịu một đao của Vương Nhân Bàng. Soạt một tiếng, trên lưng bị cắt ngang qua. Lộ ra một rãnh sâu, máu túa ra từ đó. Sợi huyết trích trong tay Diệp Phàm quấn một vòng quanh William. Bùm bùm. William đột nhiên lớn tiếng kêu to. Một đám khói đen bay lên. Mau tránh ra. Diệp Phàm hô, cuối cùng, Diệp Phàm vẫn xoay tròn hướng về phía William. Tuy nhiên, tiếng nổ mạnh sớm đã vang lên, khói đen cuồn cuộn. Trong phòng lập tức vang lên những tiếng nổ mạnh dữ dội. Âm vang vài tiếng, Diệp Phàm cùng với Vương Nhân Bàng và Thập Lục muội chạy trốn cùng một đường đuổi theo William. Bởi vì, đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm có thể nhìn thấy bóng dáng của William cho dù là cách xa mấy chục mét. Phía trước đột nhiên lóe sáng, Diệp Phàm và hai người cùng dừng bước, phát hiện ra một nơi rất kỳ lạ. Nơi này rất rộng, giống như một sơn động, lại giống như một thần điện từ xưa, trên tường có vài cái hố. Mà ở trung tâm thần điện lúc này không ngờ có để một chiếc quan tài, còn trong suốt hơn cả pha lê, từ ngoài có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong. Lờ mờ thấy có một cái xác khô, trên cái xác đó có đeo một chuỗi hạt trang sức đá màu hồng lục. Những viên đá đó phát ra ánh sáng mỏng manh nhưng rất kỳ dị, thậm chí còn có chút đáng sợ.
lại nhìn lên tường, không ngờ là bốn phía đều khảm những bức họa cổ đại của các danh họa. Kia không phải Lan Đình tự của Vương Hy Tử sao? Lúc này, Thập Lục muội kinh ngạc nhìn lên vách tường, dụi mắt kêu lên. Không phải là Lan Đình tự sớm đã đi theo Lý Thế Dân rồi sao? Truyền thuyết nói trước khi Lý Thế Dân bệnh nặng qua đời, vẫn còn lưu luyến Lan Đình tự của Vương Hy Chi. Dặn dò Thái tử Lý chỉ phải mang bức họa này chôn cùng với mình. Rất nhiều người cho rằng từ đó về sau, bút tích Lan Đình tự vĩnh viễn biến mất trên cõi đời. Hiện tại, có lẽ đã thành cho rồi. Cái này, chính là Mona Lisa, là văn hóa phục hưng. Đây chính là bức chân dung của nàng Mona Lisa nổi tiếng. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, nó không phải là được cất giữ ở bảo tàng Louvre Paris để cho công chúng thưởng thức sao? Làm sao mà lại có ở đây? Vương Nhân Bàng hai mắt đăm đăm, nói thầm trong miệng. Kỳ lạ, hai người họ không hề giống nhau. Thập Lục muội thì nói là Lan Đình Tự, Vương Nhân Bàng thì lại nói là Mona Lisa, tại sao mình lại không thấy giống chút nào? Chẳng lẽ bức tranh treo trên tường lại biến hóa theo tâm tư của con người? Hay là trong lòng người nghĩ là cái gì thì nó sẽ là cái đó? Diệp Phàm ngẫm nghĩ, đưa mắt nhìn về những nơi khác. Phát hiện ra trong động này còn có không ít người, đoán chừng 17-18 người. Ngay cả William khi nãy bị sợi huyết trích đánh cho bung cả mảng ra đầu, lúc này đây hai mắt cũng đang đăm đăm nhìn một tác phẩm nghệ thuật hình đầu trâu trên vách tường. Tên kia lớn tiếng nói. Trời ạ, đây không phải là hỏa thuẫn của rất sao? Mẹ nó, kia rõ ràng là xe thần chiến của Thái Dương, làm sao lại là hỏa thuẫn của rất được chứ? Đồ điên! Lúc này, một tên người anh bất mãn quay đầu lại mắng. Nói láo, rõ ràng là hỏa thuẫn của rất, xe thần chiến gì chứ? Còn Thái Dương thần, Thái Dương cái rắm. William trừng mắt, một quyền đạp tới chỗ tên người anh kia. Tên người anh cũng không chịu yếu thế, cũng một cước đá lại. Hai người đánh lộn lẫn nhau. Kỳ lạ là mọi người đều chăm chú nhìn lên vách tường, có vẻ như ai cũng bị vách đá đó làm cho kinh ngạc. Bên cạnh có hai người đang đánh nhau cũng không thèm để ý. Quái, tôi thấy đó cũng không phải là cái đầu trâu, làm sao mà họ lại nhìn ra thành hỏa thuẫn rớt, với thần chiến xe Thái Dương. Diệp Phàm cũng nghi ngờ vạn phần. Có lẽ trông động khiến mọi người sinh ra ảo giác, chẳng lẽ đây chính là thần điện? Dần dần. Chính Diệp Phàm cũng bị những thứ trên bức tường làm cho u mê. Sau một hồi nhìn những thứ kia trên tường, xem nó giống ai. Có một cái gì đó nhìn giống như tàu con thoi. Trong sảnh mọi người điên cuồng xoa tay lên bức tường, như là muốn đem những bức danh họa này đi, nếu bán chúng đi thì cũng đủ phát tài. Diệp Phàm cũng giơ tay sờ sờ cái đầu trâu, tuy nhiên, phát hiện đó là một khoảng không. Thể hiện trên mặt tường gồ ghề, không ngờ lại trống trơn như sờ trên mặt băng. Mẹ nó, Mona Lisa. Lúc này, nghe được tiếng kêu của Vương Nhân Bàng, Diệp Phàm quay đầu lại, phát hiện ra hai tay anh ta đang sờ loạn lên ở trên tường. Trong chốc lát nhíu mày rồi bật cười, giống như một kẻ điên. Hơn nữa, dường như cũng rất buồn rầu, bởi vì, không lấy được Mona Lisa, Vương Nhân Bàng tự nhiên sốt ruột. Mà Thập Lục muội cũng hai mắt nhìn đăm đăm, hai tay cũng sờ sờ trên tường, ánh mắt nóng bỏng nhìn lên tường. Không biết cô ấy có nhìn thấy những gì. Có lẽ là Xuân Cung Đồ. Ngay khi Diệp Phàm muốn gọi cô một tiếng nhắc nhở. Viên kim cương thật lớn, mẹ nó, lớn như vậy, tuyệt đối phải đến mấy vạn carat, ta muốn lấy đem đi bán. Ông đây chính là người giàu số 1, Bill thì là cái quái gì chứ, ông đây mới là số 1. Đúng lúc này, Diệp Phàm nghe thấy một âm thanh gào rú điên cuồng. Quay đầu nhìn lại, phát hiện ra một tên râu ngắn. Hẳn là đội viên tổ chức thần đạo, gọi là Sơn Điền Thôn nhất gì đó. Tên đó như chó điên đập phình phịch lên tường. Hai tay y vẫn tiếp tục đấm lên tường với bộ dạng như muốn cướp viên kim cương nào đó đi. Diệp Phàm dừng lại nhìn, trên tường căn bản không có kim cương, chỉ là một tác phẩm nghệ thuật giống như chậu rửa mặt. Đúng lúc này, một âm thanh khác lại truyền đến quát. Mẹ ơi, đó là một quả bom, ngươi còn đá nó đi, để cho nó nổ thì chúng ta đều xong rồi. Diệp Phàm vừa thấy, hình như đó là người Ả Rập. Hai người gầm rú liền xông vào đánh nhau, không lâu sau. Chương 1953, xác ướp ngoài hành tinh. Tất cả mấy người đều động quyền động cước đánh nhau cả lên. Hơn nữa, chẳng phân biệt được quốc tịch hay cái gì sất, gặp gì đánh nấy, trong đại điện lập tức trở nên hỗn loạn hết cả.
Diệp Phàm nhìn lại không ngờ phát hiện Vương Nhân Bàng hai tay duỗi ra bế ngang lưng Thập Lục muội. Dừng lại. Diệp Phàm sốt ruột, muốn tiến lên giữ lại. Tuy nhiên, đã có người không cho hắn ra tay. Lúc này, hai tên Ả Rập vọt lại, người ôm chân kẻ giữ tay cùng giáp công Diệp Phàm. Cút ngay. Diệp Phàm múa quyền đánh ra, kỳ thực, chính hắn cũng có chút kinh nghi. Hai tên này khí lực rất lớn, lại xông lên theo thế giáp công, Diệp Phàm căn bản là không thể thoát thân ra được. Làm gì vậy? Thập Lục muội gấp gáp tung một cước nhằm qua eo lưng Vương Nhân Bàng. Mona Lisa em yêu, Nhân Bàng đến đây, em lấy anh nhé. Vương Nhân Bàng kêu to, giơ tay ra bắt lấy vế chân Thập Lục muội. Đồng thời thuận tay xé toang ra, Thập Lục muội mới có thân thủ ngũ đẳng, không phải đối thủ của bát đẳng nhĩ nguyên như Vương Nhân Bàng. Hơn nữa anh chàng này căn bản là hóa điên dại rồi, khí lực vô cùng lớn. Thập Lục muội không thể chống cự lại, cả tấm thân bị Vương Nhân Bàng ôm gọn vào trong lòng. Vương Nhân Bàng một mặt không ngừng kêu la rên rỉa Mona Lisa, hai tay thì lại vẫn không chịu dừng lại. Két thêm tiếng nữa, bộ quần áo phòng hộ của Thập Lục muội đã bị y xé rách mấy mảng lớn. Tuy nhiên, đồ phòng hộ này khá là bền chắc, Vương Nhân Bàng gặp lúc xé không ra, liền đâm ra nóng nảy. Tay kia mò xuống dưới chân, vớ được một con dao găm. Két thêm mấy tiếng nữa, quần áo của Thập Lục muội đã bị y dọn sạch trơn. Chúng ta làm một huyệt đi, lên giường nào. Vương Nhân Bàng kêu lên, ôm lấy Thập Lục muội thân mình nhoáng lên một cái cút vào một góc, chắc cha này cứ nghĩ sàn nhà chính là giường. Tình thứ, cô ấy là Thập Lục muội đó. Diệp Phàm gắng gượng hô lên một câu cuối cùng rồi sau đó cũng loạn cào cào hết lên. Trong ánh mắt thẫn thờ hắn phát hiện không lâu sau thì Thập Lục muội và Vương Nhân Bàng đã bám dịt lấy nhau lăn tròn thành một khối. Thôi xong rồi. Diệp Phàm trong lòng rốt cuộc thầm than một tiếng, không muốn nhìn nữa. Một cước thật lực sút vào mông tên Ả Rập, người này kêu thảm một tiếng bay ra đến 5-6 mét có hơn. Lại bị một người Mỹ tiến lên một cước giẫm trúng đầu, người Ả Rập muốn đứng lên, tuy nhiên, tên Mỹ kia ác thậm, tiến lên bồi luôn một dao găm, tên kia lập tức hết nhúc nhích. Mơ hồ bên tai vọng đến tiếng kêu thảm thiết của Thập Lục muội, Diệp Phàm vừa tranh thủ quay đầu nhìn lại, phát hiện Vương Nhân Bàng kêu lên. Không thể ngờ được chơi Mona Lisa lại sướng như vậy, hàng ngon quá. Khung cảnh trong điện phủ điên cuồng hết thảy, các lộ cao thủ đều đánh nhau loạn hết cả lên, Diệp Phàm cũng không khác gì. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo, thi thoảng vẫn liếc qua phía Vương Nhân Bàng. Anh chàng này vận khí phải nói là quá tốt, núp ở một góc hẻo lánh trong điện phủ hưởng khoái lạc, không ngờ cũng không có ai qua đánh hai người bọn họ. Đúng lúc này, mấy tên không cẩn thận đụng phải quan tài pha lê ở trung tâm đại điện. Hình như đột nhiên phát hiện ra gì, mười mấy cao thủ tất cả đều điên cuồng cố đoạt lấy quan tài pha lê. Đánh, đập, đá, họa là thủ đoạn gì cũng đều dùng tới. Chiếc quan tài pha lê kia không ngờ không chút động tĩnh. Lúc này, một tên nổi điên, quát to một tiếng, ném mấy quả lựu đạn lên trên quan tài pha lê. Dọa đến nỗi đám người vốn có bản năng xu lợi kia trốn hết ra cả bốn phía. Mau mặc quần áo vào. Diệp Phàm thình lình tới trước mặt Vương Nhân Bàng, đoạn ném hai bộ quần áo qua cho y. Vương Nhân Bàng hình như cũng đã hơi tỉnh táo, sau khi cùng Thập Lục muội lăn lộn một trận thì cũng đã chịu mặc quần áo vào. 18 quả lựu đạn tạo nên tiếng nổ cực mạnh vang lên, sau đó một trận khói đen nghi ngút bay qua. Ai nấy phát hiện quan tài pha lê không ngờ đã bị nổ tung. Phát hiện bên trong có một cái xác khô trong tư thế nằm, được gìn giữ trong điều kiện khá tốt. Dung nhan cái xác khô xem ra còn quan sát được khá rành mạch. Hẳn là một phụ nữ. Trên đầu đội một thứ giống như vương miện được đúc bằng bạch kim, không ngờ ngay cả tóc cũng chưa bị mục rữa. Trên người mặc chính là một loại bào phục có màu vàng giống kiểu tơ lụa. Nữ tử ánh mắt đã khô héo, tuy nhiên có hiện lên sắc đỏ. Bào phục bên ngoài treo một chuỗi xuyến bằng đá với các màu đen, đỏ, xanh lục. Bên cạnh cũng chất đống rất nhiều loại đá kỳ quái này. Người ngoài hành tinh đó. Không biết ai kêu lên một tiếng. Mười mấy cao thủ ngoại trừ vừa rồi lúc hỗn loạn đã chết mất mấy người ra thì tất cả đều như ong vỡ tổ tranh nhau nhau ra. Tuy nhiên, từ khi quan tài bị nổ tung, các loại ảo giác không ngờ là đều đã biến mất. Cái hố trên tường cũng không thấy đâu, vách tường lại khôi phục độ trơn nhẵn. Không có cái gì Mona Lisa lẫn Lan Đình Tự, càng không có kim cương lớn nhỏ,
cũng không có Bát Tuấn Đồ mà Diệp Phàm Ngộ nhận ra. Chỉ là mấy vách tường trơn tru nhẵn nhụi, mà toàn bộ tạo hình nhìn qua hơi giống như là cung điện thời cổ đại. Ảo giác vừa nãy nhìn thấy phỏng chừng là do ý nghĩ mỗi người tự tưởng tượng ra. Hơn nữa, cũng có liên quan đến luồn sáng do quan tài pha lê ở giữa này phóng ra. Đương nhiên, nếu khối thây khô này thật sự là thi thể người ngoài hành tinh thì giá trị nghiên cứu khoa học sẽ là rất lớn. Đối với người ngoài hành tinh thần bí, không quốc gia nào là không muốn tìm ra đáp án. Diệp Phàm nhìn Vương Nhân Bàng và Thập Lục Muội liếc mắt một cái, phát hiện trên mặt hai người này vẫn đỏ bừng. Vương Nhân Bàng có chút ngượng ngùng hồn nhiên mỉm cười một chút. Nhỏ giọng lý nhí. Chuyện này, ngượng quá, vừa rồi, chuyện đó. Không cần này nọ lôi thôi nữa, chuyện riêng của cậu không cần nói với tôi. Bản thân hãy mau nghĩ biện pháp giải quyết đi nhé. Diệp Phàm thản nhiên mỉm cười một tiếng, thi triển hổ ưng công bay lên. Trực tiếp bổ nhào vào phá vỡ quan tài pha lê trước, thực thi kế hoạch đoạt lấy thi thể. Tuy nhiên, khi lướt đi được khoảng 10 thước thì cảm giác lòng bàn chân bị một luồng lực đạo mạnh mẽ túm lôi xuống. Mẹ nó! Diệp Phàm tức giận, hét lớn một tiếng, huyết trích tử từ không trung vút xuống tấn công tên vừa nắm chân hắn. Tuy nhiên, mặt khác cũng có người hô dao bầu lên chém lại. Diệp Phàm đôi mặt bị giáp công, đành phải đem huyết trích tử quấn lấy con dao bầu. Nhất thời ở thế giằng co. Còn đám đội viên các nước khác cũng không khác gì. Toàn bộ đều ở thế giằng co, còn khu vực đặt quan tài pha lê thì thật ra một đội viên đều không có. Bởi vì, ai vào tới đằng trước, khẳng định sẽ chịu 10 mũi giáp công cùng lúc. Cho nên, có cứ kéo qua kéo lại, kết quả, ai cũng muốn đi trước một bước, lại đánh nhau loạn xị trước quan tài pha lê. Bởi vì người các bên loạn đả quấn vào nhau, cho nên... Thật ra tất cả mọi người đều chỉ dùng vũ khí lạnh để chiến đấu. Không dám dùng súng hoặc lựu đạn, bởi vì, chính đồng bọn cũng ở trong đám người này, sợ nổ súng sẽ làm bị thương người một nhà. Vương Nhân Bàng và Thập Lục Muội đang hợp lực tiến công một người châu Phi da đen, người da đen kia tương đối dũng mãnh, từng chiêu thức đều uy mãnh có thừa, phỏng chừng thực lực còn cao hơn so với Vương Nhân Bàng. May mắn có Thập Lục Muội ở một bên hiệp trợ, bằng không. Đồng chí Nhân Bàng sớm đã bị người ta xử lý, kết quả, ba người đánh nhầu vào một chỗ. Đúng lúc này, Hải Lang nước Mỹ vì có đông người nên có một cao thủ tóc xù đã phá tan phòng tuyến của đội viên các nước khác, giành quyền tới chỗ quan tài pha lê trước. Tên tóc xù giơ tay chộp tới cái xác khô. Chạy đi! Lúc này, đồng bọn của y vội kêu lên. Tóc xù vừa nghe đã muốn thối lui, bởi vì, năm quả lựu đạn từ không trung đã gào thét mà đến. Ầm vang tiếng nổ long trời, đợi khi khói đen tan hết, Diệp Phàm cũng tới được trước quan tài pha lê. Tuy nhiên, lại cùng một lúc với William và một đội viên tổ thần đạo, phỏng chừng, người còn lại là cao thủ tổ hồng quân nước Nga. Bốn người đều giơ tay chộp tới cái xác khô. Dưới sự lôi kéo giành giật của bốn cao thủ cửu đẳng, cái thây khô rốt cục không chịu nổi. Huỵch một tiếng đã bị ngũ mã phân thây. Diệp Phàm trong tay xé được chính là một chân của cái xác. Tuy nhiên, phần thủ cấp không ngờ lại chịu tác dụng của quán tính mà bay luôn về phía Diệp Phàm. Mẹ nó, thủ cấp ông đây cũng muốn. Diệp Phàm thầm mắng một tiếng, chiếc ba lô to mang sau lưng chụp gọn lấy thủ cấp. Hơn nữa, Diệp Phàm động tác cũng có phần nhanh hơn, bởi vì hắn có đôi mắt ưng. Chiếc ba lô đặc chế của tổ A phút chốc đã nuốt gọn cái xác chết, ngay cả phần ngực lẫn bụng cũng bị Diệp Phàm lấy đi với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Loại ba lô này có thể co giãn, căn bản là không cần mở rộng. Ba người bên phía William cũng không khác là bao, đem phần tay chân giành được đều nhanh nhẹn nhét vào ba lô sau lưng. Đúng lúc này, bốn người một mặt phản kích kẻ thù tiến công phía sau. Hơn nữa, đều kinh ngạc phát hiện, sau khi cái xác bị phân thây cướp đi, dưới đáy quan tài pha lê không ngờ lại có giải một bản tài liệu giống kiểu da dê gì đó, mặt trên có sông có núi. Hơn nữa, trên mặt đất không ngờ còn có một vật thể lạ, giống như phi thuyền ngoài trái đất vẫn được mô tả trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Bốn người vừa thấy, thoạt trùng ý nghĩ đây chẳng phải là bản ghi chép nơi phi thuyền ngoài hành tinh rớt xuống hay sao. Bốn người đều nhanh chóng giơ tay muốn cướp, y như lần trước, bản vẽ cũng bị xé ra thành bốn phần khác nhau bị bốn người bỏ vào trong túi. Tuy nhiên, khi tên đội viên thần đạo kia đang muốn rút sớm thì đã bị Diệp Phàm tung huyết trích tử ra lấy mất ba lô trên lưng. Mắt thấy Diệp Phàm thi triển mở hổ ưng công định bay đi. Cao thủ tổ thần đạo kia nóng nảy hét lớn.
bố mày không chiếm được, các ngươi cũng đừng hòng. Tên kia điên rồi, đồng thời kéo chốt mấy quả lựu đạn ném qua phía ba người Diệp Phàm. Hơn nữa, nhân viên các tổ đặc nhiệm quốc gia khác vừa thấy hàng ngon bị Diệp Phàm và ba tên kia đoạt mất. Trong lúc nhất thời, mấy chục quả lựu đạn đều ném tới. Ầm vang một tiếng kinh thiên động địa, lập tức núi rung đất chuyển, vách tường mê cung rung động kịch liệt tưởng như có thể sập bất cứ lúc nào. Chạy mau! Diệp Phàm chạy tới trước mặt Vương Nhân Bàng, tung một cước đá văng cao thủ người da đen kia ra bên tường. Vương Nhân Bàng khẩn trương kéo Thập Lục Muội theo sau Diệp Phàm xông thẳng ra bên ngoài. Lúc này, hiện trường đã toàn bộ rối loạn, đám người một bên không cam lòng công kích mấy người đã đoạt được hàng tốt. Một bên lại đều đang tìm lối ra, nhất thời, loạn hết cả lên. Mà trong lúc hỗn loạn, đội viên cảm tử tổ thần đạo tổ lại kéo chốt lựu đạn, lại hơn 10 quả lựu đạn nổ tung. Hiện trường lập tức đã nổ chết 5-6 cao thủ. Mà đại điện mê cung rốt cục không chịu nổi vụ nổ lớn này, sau một trận nghiêng ngả thì sập hẳn xuống. Diệp Phàm triển khai toàn lực ưng nhãn và thuật khí chắc, trong thời khắc chỉ mảnh treo chuông cố hết sức kéo Vương Nhân Bàng và Thập Lục Muội lách qua lối đi nhỏ. Ba người nhanh chóng thoát khỏi đám người kia xông ra bên ngoài, một hơi chạy ra khỏi mê cung. Mà đồng thời, phát hiện cũng có thêm mấy cao thủ mặt xám mày cho cũng vọt ra, cả bọn không dám dừng lại, liều mạng nhảy xuống hồ nước, không lâu sau thì đã sang đến bờ bên kia. Chương 1954, yes! Trong tiếng vang động ầm ầm, mê cung rốt cục cũng sập xuống. Hơn nữa, sau khi làm cho cả hòn đảo nhỏ chấn động, một luồng khí nóng bỗng lan tới. Giống như đột nhiên đem người ném vào nồi nước sôi nóng bỏng không ngừng. Không xong rồi, chẳng lẽ là núi lửa phun trào, di chuyển hết tốc lực, mau, chạy mau. Cảm giác của Diệp Phàm rất nhanh nhạy, lớn tiếng kêu, nhanh chóng bảo bọn Trương Cường và các đội viên liều mình chạy lên phía trên núi. Mà các đội viên của các quốc gia còn sống cũng không khác là mấy, giờ phút này cũng không cố cướp đoạt cái gì hay giết ai nữa. Tất cả mọi người đều hướng lên núi để chạy trốn. Ba ngọn núi đều có các đội viên lẩn trốn. Hơn nữa, tốc độ của họ vượt xa quán quân 100 mét của nước Mỹ là cái chắc. Vừa lên đến đỉnh núi, một luồng khí nóng phả vào mặt. Sau đó một tiếng nổ ngầm ầm vang, khói bốc lên từ giữa mê cung. Tiếng nổ chậm rãi chìm vào đáy hồ, giờ phút này lại từ đáy hồ phun ra một dòng nham thạch, giống như máu nóng, khối nham thạch này phun lên cao khoảng 100 mét. Nham thạch kia ở cách xa hơn 10 dặm mà đã thấy được sự khô nóng của nó. Chỉ gần một chút thôi cũng có thể thiêu chín người ta chứ chẳng chơi. Không lâu sau, hoàn toàn không còn thấy bóng dáng mê cung đâu nữa. Chỉ nhìn thấy bên cạnh trung tâm hồ nước có những vòng xoáy nước đáng sợ, hình thành một đám hang động quái dị, như một cỗ máy hút to đùng, dù là ở một nơi cách xa mấy dặm, các đội viên tổ đặc nhiệm của các nước đều cảm nhận được kia tuyệt đối là hang động ma quái đáng sợ có thể cắn nuốt được hết tất cả. Mê cung, đã trở thành lịch sử. Diệp Phàm nhìn lướt qua đám người kia, nhanh chóng rút lui khỏi khu số một tiến vào biển cát mờ mịt. Cái gì, bị đám người Hoa Hạ kia lấy đi rồi. Yoshino, bằng mọi giá anh phải cướp được cái ba lô đó mang về đây. Khốn khiếp, ngu xuẩn. Tổ trưởng tổ thần đạo Fujiwara Astoria thiếu chút nữa phát điên, phẫn nộ đến nỗi cả người đều run lên vì tức giận. Chúng ta đã phát hiện ra bọn họ, yên tâm, dù là chỉ còn lại một người, chúng ta cũng phải lấy được thứ đó. Sao có thể để cho đám người Hoa Hạ đó cướp đi cơ chứ? Yoshino buồn rầu nói. Yoshino là cao thủ cửu đẳng mới gia nhập tổ thần đạo của Nhật Bản, trước đây tổ thần đạo đã phải tiêu tốn khá nhiều công sức mà vẫn không thể khiến Yoshino gia nhập. Lần này có thể khiến anh ta gia nhập, tổ thần đạo ắt đã phải trả cái giá không rẻ. Yoshino, nếu như không thể được, thì dù có phải dùng đến cách đánh bom liều chết cũng phải hủy chúng đi. Chúng ta không lấy được, thì cũng phải khiến cho đám người Hoa Hạ không thể có được. Fujiwara Astoria đưa ra kế hoạch cảm tử. Rõ. Yoshino đáp rõ ràng, nhìn về phía các đội viên phía sau, ánh mắt có chút thương tiếc, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Những người này ít nhất cũng là cao thủ tam đẳng, vậy mà lại bị mang ra làm vật hy sinh để đi cướp lại một cái xác khô. Đội viên của tổ thần đạo khá đông, lần này phái hơn 30 người đi. Chính là để làm vật hy sinh. Thật ra, độ tinh nhuệ so với báo săn cũng không khác nhau là mấy. Vì quốc gia hiến thân, chúng ta thấy rất đáng. Lãnh đạo đội cảm tử Điền Nhị Lang vẻ mặt kiên quyết nói. Vì đế quốc hiến thân,
chúng ta thấy đáng giá. Toàn bộ thành viên đội cảm tử đồng thanh lặp lại hô to. Hai ngày một đêm, vừa kịp tới khu số 4. Phát hiện phía trước dường như có chuyện, Diệp Phàm bảo mọi người ở tại chỗ chờ lệnh. Có lẽ, đội đặc nhiệm của ba nước cướp được thứ này đều đang trở thành mục tiêu của những kẻ tay trắng. Đặc biệt là tổ thần đạo, bị tôi cướp mất ba lô, trên đường chúng ta về nhà, chắc chắn sẽ không dễ đi đâu. Diệp Phàm nói. Báo cáo, phía sau hình như có động tĩnh. Lúc này, Trương Cường nói, Diệp Phàm nhìn ra xa, phát hiện phía sau có chút kỳ lạ. Trước sau đều có tấn công, chúng ta đánh ra từ bên phải. Diệp Phàm quyết đoán ra lệnh, đội ngũ phân tán rất nhanh sang bên phải. Bởi vì, địa hình bên phải khá phức tạp, là nơi có thể dễ dàng tìm chỗ ẩn thân, và Diệp Phàm cũng dễ bề đối phó với bọn người kia. Trước lẫn sau, đối phương cũng đều đoán được ý đồ của Diệp Phàm, cho nên, nhanh chóng tấn công giáp kích từ hai phía. Hết tốc lực tiến lên đi, đến tiên nhân trưởng ẩn nấp. Tình thứ và tôi sẽ yểm trợ phía trước và phía sau cho mọi người tiến vào. Diệp Phàm hô lệnh, vương nhân bàng tới phía trước, Diệp Phàm đi phía sau. Trong phạm vi 1000 mét, Diệp Phàm điên cuồng nổ súng. Hắn vung tay ném lựu đạn đi, vương nhân bàng cũng không khác, cậu ta cũng ra sức ném lựu đạn. Tranh thủ tiêu diệt đối thủ trong phạm vi có thể, như vậy mới có thể bảo vệ được người của mình. Chỉ có điều, hiển nhiên trong đội ngũ của đối phương cũng có cao thủ. Cách hơn 1000 mét không ngờ cũng ném tới chỗ đội A mấy quả lựu đạn. Trong khoảng thời gian ngắn, lựu đạn ở trên bầu trời giống như bóng cao su bay lượn, tán loạn. Không lâu sau, tiếng ầm vang nổ ra liên tiếp, đất cát bay mịt mùng. Hơn nữa, cát bụi còn kín cả một khoảng trời khiến chung quanh dường như đã đến buổi hoàng hôn, nơi nơi đều là sương mù bụi bặm, trong vòng mấy mét đều không nhìn thấy bóng người. Diệp Phàm vừa thấy, cơ hội đã đến. Thi triển hổ ưng công, lượng chừng lực bật nhảy của chân lên tảng đá lớn, hai chân hỗ trợ, tiếp lực cho nhau. Hơn nữa, vận nội lực tăng lên, tác động xuống mặt đất. Lướt đi trên không trung, trong nháy mắt đã đi ra mặt sau tấn công vào giữa đội ngũ địch. Huyết trích tử trong cổ tay vung ra, mỗi lần vung dây là một lần cái đầu của kẻ địch rơi xuống. Không lâu sau, vô số thủ cấp rất ngổn ngang với vẻ mặt đáng sợ, bay ra đến hơn 100 mét. Phương pháp tấn công này của Diệp Phàm, so với tốc độ tấn công của súng đạn trực tiếp thì nhanh hơn rất nhiều. Hình ảnh của đám Diệp Phàm lúc này giống như một bầy sói. Nhảy từ đông sang tây, từ nam xuống bắc, toàn bộ đội viên đội đặc nhiệm tổ A có trách nhiệm hái dưa hấu của đối phương. Cao thủ của đối phương vừa thấy không xong thì nhanh chóng dừng việc truy kích đội viên tổ đặc nhiệm A, tất cả chạy nhanh hết sức có thể về phía Diệp Phàm. Tuy nhiên, Diệp Phàm không cứng nhắc như bọn họ, mà là áp dụng chiến thuật đánh du kích, bên này đánh một chút, bên kia đâm vài đao, cứ như vậy, tán loạn, lộn xộn, có đến một nửa lực lượng đối phương đã bị phân tán. Tên cầm đầu bên kia tức giận đến hai mắt đỏ bừng, hô to về phía Diệp Phàm khiêu chiến, Diệp Phàm cười lạnh lùng tự nhủ, có thằng ngốc mới đi khiêu chiến với bọn chúng. Hơn nữa, đám tay chân vẫn chưa chịu dừng. Lại, tiếp tục chơi trò hái đầu dưa đã. Tuy nhiên, thật ra thì đây chính là trò chơi lấy mạng người như bỡn. Những tiếng kêu la thảm thiết chói tai, không lâu sau, thấy cũng đã diệt được kha khá. Sợ vương nhân bàng bên kia có nguy hiểm, vì thế, Diệp Phàm liền hạ người xuống, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu. Đúng là may mắn. Bởi vì, vương nhân bàng giờ phút này không ngờ bị cao thủ của đối phương làm cho chạy trốn giống như một con chuột. Đang quay cuồng trên mặt cát, y như một chú chuột túi. May mà sa mạc này rất rộng, công phu chạy trốn của vương nhân bàng luyện được quả không tồi. Thật ra chính là thuật khinh thân lợi hại, tên kia nhảy dựng lên mà cũng không thể bắt được anh ta. Hừ, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, huyết trích tử trong tay lại vung ra, cái chuông lại bay lên trên không trung giống như móng vuốt hướng về phía tên người anh kia. Tên người anh tiện tay ném lại một quả lựu đạn, tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không phải kẻ ngu. Vung sợi huyết trích hất phăng quả lựu đạn đi, không ngờ quả lựu đạn lại vòng vo hồi lâu rồi bay ngược trở lại chỗ tên đó. Tránh mau! Tên người anh kêu to, tuy nhiên, chậm rồi, sau một tiếng nổ ầm vang, giải quyết luôn hai tên, máu me phun ra, mấy người ở hội Lam Sơn Hồ không cam lòng liếc nhìn đội trưởng của mình một cái cuối cùng. Bọn người kia không thể nào tin được là đội trưởng của mình lại bị chính lựu đạn của y nổ tung mà chết. Bọn người kia, mở to mắt, đến chỗ thượng đế đưa tin.
đoán chừng có thể hay không đến khiếu nại với Thượng Đế về đội trưởng của mình chết không rõ ràng hay không. Mà Vương Nhân Bàng cũng đã ra tay rồi, tiến sát trung tâm đội ngũ vung đao lên một cái đầu bay lên không trung, máu phun ra và có người ngã ngay tại chỗ. Đồ lợn hoa hạ, đến đây đi. Mấy tên người Anh phẫn nộ kêu to, cầm chắc cây súng trong tay hướng về phía Diệp Phàm. Chúng ta nuôi cáo vậy, một con tiểu hồ ly. Diệp Phàm cười lạnh, huyết trích tử lại xoay vòng quanh, giống như một con rắn hướng về phía mấy tên người Anh mà đâm tới. Là ngươi giết hỏa hồ ly, có phải không? Có phải hay không? Người kia khàn giọng gầm rú, đột nhiên đồng. Tử co rút lại, trên mặt lập tức biến hình vặn vẹo, trở nên rất đáng sợ. Bởi vì, người này cũng không phải là đội viên chính thức của đội Lam Sơn Hồ của Anh Quốc, mà là sư phụ của hỏa hồ ly, Ái Bảo Đính. Lần này y tới đây chính là để báo thù cho hỏa hồ ly. Thật ra, sống chết của hỏa hồ ly này có gì mà khiến tên kia phải liều mạng như thế? Yes! Diệp Phàm thành thật gật đầu, rồi sau đó cười nói. Hỏa hồ ly là cái thá gì chứ, sách dép cho ta đây cũng không xứng. Khốn khiếp! Ái Bảo Đính phẫn nộ điên cuồng, xoay tròn thanh đao trong tay, nhằm về phía Diệp Phàm mà đâm. Cái này, là thương. Hàng nhái hiệu Hồng Anh thôi, học trộm đông đông của hoa hạ chúng ta, còn mặt mũi nào nữa mà dám mang ra khoe khoang. Diệp Phàm cười gượng một tiếng, thấy toàn bộ đội viên bên kia đã tiến vào tiên nhân trưởng, cảm thấy an toàn một chút. Cũng thoải mái hạ xuống. Lão già này tức giận đến nỗi Phật cũng phải thăng thiên mất. Những âm thanh chói tai, cây thương Hồng Anh và sợi huyết trích của Diệp Phàm quấn lấy nhau trên không. Trong chốc lát dài ra như con rắn. Binh khí đôi bên múa hoa cả lên, linh hoạt, sắc bén, dù là ở cách xa mấy chục mét cũng cảm nhận được. Hai luồng khí lớn xoay tròn, không khí chuyển động xung quanh khiến người ta run sợ. Uỳnh! Một tiếng quái dị truyền đến, Diệp Phàm và Ái Bảo Đính cùng ném vũ khí trong tay đi. Bốn bàn tay hung hăng cùng ra tiếp trường. Bình bình! Hai bên đều lui về mấy bước, Diệp Phàm cảm thấy đau rát trong lòng bàn tay. Một dòng máu tươi cuối cùng đã không kìm nổi mà theo miệng phun ra, lập tức, bắn tung tóe ra bờ cát. Cũng không cam chịu làm con lợn hoa hạ sao. Nội lực của Ái Bảo Đính có vẻ mạnh hơn một chút, tuy nhiên, người này mới nói ra một câu, trong miệng đột nhiên phát ra âm thanh lạ. Máu giống như đạn huyết phun ra, trực tiếp phun tới mấy chục mét lên mặt một đội viên người Anh Quốc, trên mặt tên kia lập tức phun ra máu tươi, hơn nữa, người cũng đã ngã xuống. Chương 1955, đội cảm tử. Bởi vì, Ái Bảo Định muốn nuốt vào trong bụng, không thể ngờ là không nén nổi, cuối cùng lại hình thành nên một quả cầu máu lẫn nội kình bắn ngược ra, gặp phải thân thể là nổ tung. Sao anh lại giết người một nhà? Đội viên đội đặc nhiệm Anh Quốc bị đánh trúng cuối cùng không cam lòng trừng mắt nhìn Ái Bảo Định một cái. Giết! Ái Bảo Định phẫn nộ tới cực điểm, liều mạng đánh về phía Diệp Phàm, bộ dạng có vẻ không muốn sống nữa. Không chơi nữa, bye bye, tiểu hồ ly. Diệp Phàm cười một tiếng, thu hồi huyết trích tử bỏ chạy. Vài bước đã chạy tới trước mặt Vương Nhân Bàng, nói về khinh thân đề túng thuật, công phu của Phí gia có thể nói là tuyệt nhất. Mấy phút sau, Vương Nhân Bàng đã giết chết bốn đội viên có cấp bậc thấp hơn so với anh ta. Lui lại, thằng cha chịu trách nhiệm trong An Quốc lão không chịu nổi kiểu thương vong này, rõ ràng buông tha cho Diệp Phàm đuổi theo Vương Nhân Bàng. Chúng ta quay về. Chuyển biến tốt mới nhận, Diệp Phàm kêu to, Vương Nhân Bàng cười một tiếng cùng Diệp Phàm lui về địa bàn tiên nhân trưởng. Tuy nhiên, 10 người bị thương lại tăng thêm một người. Cục diện cũng không ổn lắm, nếu bị đội viên đội đặc nhiệm quốc gia khác biết được đường lối của mình, nói không chừng đường thoát thân cũng khó khăn. Bởi vì, người ta cứ nhìn chằm chằm vào ba lô của mình. Đúng lúc này, không ngờ nhận được điện báo của Nghiêm Thế Kiệt. Nói bọn họ đang ở khu số 3, Diệp Phàm tính toán một chút, cách chỗ hắn không quá 50 km. Các anh chưa đi ra khỏi sa mạc sao? Anh Vương thế nào, điều này không phải là thất lễ làm bừa sao? Diệp Phàm có chút nóng nảy hỏi. Là anh Vương yêu cầu chúng tôi dốc hết sức bám theo diệt địch phía sau, giúp các anh bớt áp lực. Cho nên, vẫn chơi trốn tìm với bọn chúng ở gần khu số 3. May mắn là không có ai bị thương. Nghiêm Thế Kiệt nói. Anh Vương đâu? Diệp Phàm hỏi. Hồi phục sức khỏe một chút, tình hình so với hôm đó cũng không khác là mấy, tuy nhiên, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.
chúng tôi đã đưa anh ấy đi kiểm tra toàn diện rồi, nếu không tôi sẽ không ở lại. Nghiêm Thế Kiệt nói, các anh chờ nhé, tôi lập tức trở lại hội họp. Diệp Phàm nói rồi nhân lúc đêm khuya đi với tốc độ cao nhất dẫn theo đội ngũ. May mắn phía trước không có người cản trở, dự đoán là nếu có thì cũng bị Diệp Phàm giết mất. Rốt cuộc 3 giờ sau cũng cùng đám người Nghiêm Thế Kiệt lại hội họp thêm lần nữa. Tuy nói là nhân thủ tăng tới 20 người, nhưng người bị thương cũng tăng tới 6 người. Hơn nữa, bao gồm cả hai vị cao thủ là Anh Vương và Nghiêm Thế Kiệt. Diệp Phàm cảm thấy trên lưng như gánh trọng trách cao cả chưa từng có, làm sao bảo vệ được Anh Vương đi ra khỏi Sahara. Làm thế nào để gửi đồ đạc trong ba lô này cho tổng bộ đội đặc nhiệm được, việc này lại là một trắc trở mới phát sinh trước mặt mọi người. Hơn nữa, ở đây phía trước kia đã có người đón lóng, phía sau đó lại bị truy sát, càng khó hơn nhiều. Cho nên, trong vòng nửa tháng Diệp Phàm đã mở một hội nghị để xử lý cái đống lộn xộn này. Rõ ràng tôi đã đưa nhân mã đi phân tán sự chú ý lực lượng của đối phương, các anh chỉ cần xông lên phía trước là được. Cứ như vậy, ít nhất có thể chia nhỏ chúng ra. Lúc này, Trương Cường ngẫm nghĩ một lúc, cắn răng một cái nói. Không ổn, nếu như vậy, ngược lại sẽ bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Chúng ta phải tập trung nhân mã, lợi dụng ưu thế binh lực mở con đường máu. Về phần chiến thuật, chỉ có thể xem xét kỹ đối phương mà tính thôi. Chúng ta, căn bản là không hiểu được tình hình cụ thể phía trước. Diệp Phàm khoát tay áo, biết Trương Cường sẽ quyết định liều mạng. Trương Cường đề nghị như thế, kỳ thật chính là vì nước quên mình. Tuy nhiên, Diệp Phàm luyến tiếc người anh em tốt, bởi vì, Trương Cường cũng là thành viên chủ chốt của phe cánh họ Diệp. Trước đây sớm đã tận lực lăn lộn đi theo Diệp Phàm. Tấn công! Đúng lúc này, bên kia đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn độn, tiếng ai đó hét lớn. Không hay rồi, phía trước hai dặm có một đám người sắp tiến qua đây rồi. Xem tư thế, nhân mã cũng tương đối nhiều. Lư Vĩ báo cáo. Nhân mã không ít, chúng ta xông lên. Diệp Phàm hô một tiếng xông lên dẫn đầu, Vương Nhân Bàng, Lư Vĩ, Tề Thiên theo sát phía sau. Không thành công, sẽ hy sinh vì chính nghĩa. Đội viên đội cảm tử tổ thần đạo đang hô, trên người mỗi tên đều đeo những vật dễ nổ như lựu đạn và bom, liều mạng tấn công các thành viên của tổ A. Bọn họ bổ nhào đến chứ không phải là ẩn nấp. Khí thế này, tất cả đều là quyết định cùng chết. Nhân mã thật sự không ít, lại sắp xếp chỉnh tề. Diệp Phàm ném quả vài lựu đạn chết vài tên, tuy nhiên, nhân lực của bọn họ quá nhiều. Cuối cùng cũng chỉ có vài tên lọt lưới thôi. Bọn họ ngay lập tức xông vào tấn công các đội viên tổ A. Lúc đợi anh tấn công anh ta bằng súng thì cũng đã kịp ăn lựu đạn rồi. Ngay sau đó, tiếng lựu đạn ầm ầm vang lên không ngớt. Đội cảm tử chết tiệt. Lúc chiến tranh thế giới thứ hai bọn họ đã dùng máy bay tấn công mẫu hạm, không ngờ rằng bây giờ tổ chức khủng bố cũng lấy thịt người làm bom. Tổng tư lệnh tổ A, đồng chí Cung Thông Hà nhận được tin tức mới nhất, ném điếu xì gà rơi xuống đất. Sắc mặt đồng chí Khai Hà tương đối khó coi, không có động tĩnh gì, đồng chí Khai Hà đã phẫn nộ tới cực điểm. Những người này chính là đi tìm cái chết, bản lĩnh của bọn họ sẽ không vượt quá tứ đẳng. Kỳ thực đúng là cách đánh bom liều chết. Mặc dù bọn họ dùng hai đội viên để đổi lấy một đội viên của chúng ta, bọn họ quá lời rồi. Lý Khiếu Phong phẫn nộ miệng run lên, sắc mặt không ngờ dữ tợn như ma quỷ vậy. Ôi, lúc trước chúng ta thương vong quá nặng, bây giờ căn bản là không có người nữa. Mặc dù là báo săn, cũng sắp cạn nhân lực rồi. Trước trận chiến trước không thể không dùng binh được, đội viên chúng ta, bọn họ đều đang vật lộn với sinh mạng. Thôi Kim Đồng thở dài, lông mày nhíu lại. Quân đội có nhiều nhân mã như vậy, trong đó cũng không thiếu cao thủ. Vì sao hành động phá thiên lần này lại chỉ phái một đội nhỏ xuất kích như vậy? Có dùng cách đánh bom liều chết cũng phải bảo vệ cho bằng được các đội viên của chúng ta. Bọn họ chính là anh hùng tinh nhuệ nhất của nước Cộng Hòa, chúng ta không thể để bị thương, không thể để bị chết ai cả. Giọng nói khàn khàn của đồng chí Kế Viễn vang lên, liếc nhìn mọi người một cái. Đặc biệt là Diệp Phàm, đây là tương lai của tổ chúng ta. Tuyệt đối không thể để mặc anh ta như vậy. Kế Viễn không nói nổi nữa, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào đồng chí Tưởng Đại Hải chủ nhiệm phòng liên lạc quân đội. Kế Viễn nói xong, tất cả lãnh đạo đều nhìn chằm chằm Tưởng Đại Hải. Ánh mắt sắc lạnh, đồng chí Tưởng Đại Hải rụt cổ lại, gãi đầu. Nói với vẻ mặt chua xót này.
quân đội cũng cố gắng rồi, chúng ta không phải sớm đã phái hai tàu Hoành Giang và Phổ Hải rồi sao? Đây chính là quân bài chưa lật của chúng ta, công việc tiếp ứng lần này bọn họ cũng đã cố gắng hết sức rồi. Hơn nữa, diễn biến tình thế đến nay cũng đã có tiến triển. Tất cả chúng ta không thể đoán được thành viên của tổ đặc nhiệm quốc gia khác lại liều mình như vậy, bây giờ căn bản là không thể dừng tay. Tận lực cái rắm, quân của các anh có rất nhiều cao thủ, giống như Hưởng Hổ sư đoàn của quân khu Bắc Kinh, Thiết Lang sư đoàn của quân khu Lan Tây, còn có Hồng Kiếm của quân khu Việt Châu. Cao thủ tam đẳng bộ đội đặc chủng này cũng có vài người như vậy. Thậm chí cao thủ tứ đẳng cũng có. Đừng tưởng chúng tôi không biết gì, chúng tôi tuyển người, các anh lại cứ nhất định giấu người không chịu nhả ra. Mặc dù là chúng tôi gửi lệnh chiêu mộ, quân đội của các anh cũng không thể đẩy hết lý do cho toàn bộ tổ A phải nhận chứ. Hơn nữa, tôi nghe nói các anh gần đây đã thành lập quân đội thần ưng, có phải muốn cùng với tổ APK xem thử, mẹ nó, đúng là đồ lòng lang dạ thú. Cũng không thể ước lượng chính mình có thực lực cỡ nào, không ngờ lại dám khiêu chiến với tổ A. Cái quái gì vậy chứ? Lý Khiếu Phong không kìm nổi, đập bàn, miệng không ngừng nói những lời thô tục này đến lời thô tục khác. Tưởng Đại Hải vừa nhìn thấy, không dám lên tiếng trả lời, chỉ sợ bị mọi người trách mắng. Bởi vì, hơi thở quái dị đang tràn ngập bên trong, đại tá tướng quân của tổ A này, ánh mắt đã sớm đỏ ngầu lên rồi. Đoán chừng, giờ phút này dám đối đầu với bọn họ, chuyện giết người bọn họ đều làm được. Đồng chí Tưởng không muốn cái chết không minh bạch ở trong tổ A này, đến lúc đó bị lãnh đạo tổ A kết tội là phản cách mạng thì ngay cái mác liệt sĩ cũng bị thiệt. Việc này ai nói được rõ ràng, tập thể lãnh đạo tổ A sẽ gán cho anh ta tội danh, như vậy không phải là chơi đùa sao? Mặc dù là lãnh đạo quân đội, cũng sẽ không mạo hiểm tự mình đi giải oan mà đắc tội với tập thể tổ A. Cho nên, anh Tưởng rất biết điều, rõ ràng giả câm điếc. Giết! Giọng Diệp Phàm khàn khàn hô, phi đao bay ra không giống như bình thường. Bọn chó kia, nổ cho chúng mày chết đi. Tiếng hô phẫn nộ kia của đồng chí Khâu Phong Phong đột nhiên truyền đến thia một tiếng nổ long trời nổ đất. Diệp Phàm nhìn lại, lập tức đau lòng. Bởi vì đồng chí Khâu Phong Phong đánh không lại cao thủ tổ thần đạo, vì đồng chí Khâu Phong mới ở cấp bậc khai nguyên tứ đẳng, tên kia tuyệt đối là cấp ngũ đẳng. Cho nên, đồng chí Khâu Phong không ngờ lại làm theo đội cảm tử thần đạo, mang trên người 5 quả lựu đạn cùng chết chung với cao thủ của tổ thần đạo. Anh Khâu! Diệp Phàm phẫn nộ phun ra một ngụm máu tươi, một loạt đạn lao tới trước mặt Khâu Phong, máu tươi tung tóe, thịt nát xương tan. Diệp Phàm không quan tâm, đem một ít máu thịt kia cho vào ba lô. Bởi vì, Diệp Phàm muốn an táng Khâu Phong ở nghĩa trang quốc gia. Đúng lúc này, truyền đến âm thanh điên cuồng của Nghiêm Thế Kiệt. Mọi người đi mau, đi mau. Diệp Phàm phát hiện, đồng chí phó thường trực Nghiêm Thế Kiệt bị thương không ngờ để bảo vệ mà đẩy đội viên của anh ta ra. Nhào về phía trước, cướp lấy súng của đội cảm tử, điên cuồng đứng lên bắn về phía đối phương. Bảo vệ anh Nghiêm. Diệp Phàm quính lên, hô to. Tuy nhiên, quá muộn rồi, tuy nói Nghiêm Thế Kiệt giết được mấy người của đội cảm tử, nhưng nhực bị thương chảy ra toàn máu tươi. Anh Nghiêm. Diệp Phàm đá một cước khiến cao thủ Yoshida cửu đẳng của tổ thần đạo lùi ra sau một bước, tay cầm ngân phiến, thoáng qua một cái, nháy mắt với Yoshida đi ra phía trước. Người này phản ứng rất nhanh, sợ tới mức không muốn sống trên mặt đất liền nghĩ ngay đến bỏ trốn, tuy nhiên, răng rắc một tiếng. Chương 1956, tổ A vĩnh viễn bất bại. Toàn bộ cánh tay bên phải của Yoshida vẫn không thể tránh được nhát đao chí mạng kia, máu phun thành dòng xuống đất. Yoshida sợ tới mức nhặt cánh tay lên và chạy thục mạng, chỉ mấy giây là đã không thấy bóng dáng đâu cả. Thuật ninjutsu này dùng để chạy thoát thân, nhưng dùng thật thích hợp. Diệp Phàm đi đến trước mặt Nghiêm Thế Kiệt. Tôi không xong rồi, cậu mau đi đi, mau đi đi, tôi còn có thể chịu được một chút nữa. Nghiêm Thế Kiệt miệng chảy đầy máu vừa nói. Không được, để tôi cõng anh đi. Diệp Phàm nhất quyết giơ tay kéo Nghiêm Thế Kiệt đi. Nếu cậu không đi thì tôi sẽ tự cho nổ đấy. Nghiêm Thế Kiệt đột nhiên rút ra một quả lựu đạn, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thái độ kiên quyết nói. Các người có đi hay không? Nghiêm Thế Kiệt quát lớn. Đi! Diệp Phàm vung tay lên, dẫn đầu chạy về phía trước. Hắn hiểu rằng, Nghiêm Thế Kiệt đã quyết tâm liều mình, bởi vì ông ấy không muốn làm liên lụy đến tổ A. Phỏng chừng lão Nghiêm cũng biết bản thân mình không thể trụ nổi nữa rồi.
Diệp Phàm giống như bị điên lên, lần này tướng vô cùng lợi hại, không ngờ liên tục xuất 5 đao, 5 chiếc đầu bay xuống đống cát. Thành viên tổ thần đạo vừa thấy, liền kêu lớn. Sát thần, sát thần. Tên nào tên nấy lùi lại vài chục mét, giống như một phản xạ theo bản năng. Phải biết rằng, ý chí của những cảm tử viên này cao đến như thế nào, vậy mà cũng bị sự điên cuồng của Diệp Phàm làm cho sợ hãi. Còn Diệp Phàm thì dẫn theo đám thương binh tàn tướng liều chết xông lên. Mà Lão Vương cũng muốn tự nổ giống như Nghiêm Thế Kiệt. Tuy nhiên, lại bị Diệp Phàm dùng một chưởng đánh cho bị hôn mê. Vương Nhân Bàng lưng cõng ông nội nhưng cũng giống như thần tướng, dũng mãnh xông lên, miệng kêu lớn. Tổ A vĩnh viễn bất bại, vĩnh viễn bất bại, vĩnh viễn bất bại. Chạy ra chỗ cách đó khoảng một dặm, mọi người đều nghe thấy những tiếng kêu bi thương của Nghiêm Thế Kiệt cùng với tiếng súng đát đát. Không lâu sau, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng như chiếu rọi lên tận trời xanh. Lão Nghiêm, biết Nghiêm Thế Kiệt và đội viên tổ thần đạo đã đồng quy vu tận rồi. Diệp Phàm rưng rưng nước mắt, tất cả đội viên của tổ A đều rơi lệ, xoay người lại tất cả đều liều mạnh xông lên. Cao thủ của tổ A hợp lại, tay cầm lựu đạn xông lên, đã có liên tiếp hai đội viên đã ngã xuống với đối thủ rồi. Trong tiếng nổ long trời. Trong tiếng hô tổ A vĩnh viễn bất bại, kiên cường, Diệp Phàm dẫn theo một đội đột kích chạy một mạch ra cây M150. Lão Nghiêm, Tiểu Lý, Tiểu Trương. Cung Khai Hà và Lý Khiếu Phong đã rơi lệ, một không khí bi thương bao trùm phòng hội nghị của tổng bộ tổ A. Lão Nghiêm, tôi còn nợ ông một bao thuốc lá. Lý Khiếu Phong như nấc lên, nước mắt tuôn dài trong khóe mắt. Lão Nghiêm, tôi nhẽ ra không nên keo kiệt với ông. Lần họp trước. Nên cho ông thêm một bao thuốc nữa. Đồng chí Kế Vĩnh Viễn cũng kêu lên, một lúc sau, ông quay sang một đại tá đang đứng bên cạnh quát lên. Lấy cho tôi 100 bao thuốc ra đây, đặt lên vị trí của Lão Nghiêm, số thuốc này là của ông ấy. Toàn thể đứng dậy. Giọng nói khàn đặc của Cung Khai Hà vang lên, toàn thể quan tướng đều đứng thẳng tắp, vẻ mặt trang nghiêm, tất cả đều gạt đi nước mắt, tất cả bỏ mũ, tất cả đều bước lên chiến hạm Hồng Giang Hiệu. Lúc này bên ngoài mấy phòng chuyên dụng đều có thượng tá hoặc đại tá đứng gác bên ngoài. Theo lý mà nói, ở trên Hồng Giang Hiệu cần gì phải thận trọng như vậy, trên hạm đều là những quan binh hải quan, nhưng vẫn phải cẩn thận như vậy. Hồng Giang Hiệu là khu trục hạm đạn đạo loại 0361A, ngày 20 tháng 1 năm 2003 hạ thủy tại xưởng đóng tàu Giang Nam, đây là thế hệ đầu tiên có radar ở TQ. Mà Hồng Giang Hiệu có 200 quan binh đang lúc buồn bực thì bỗng nhiên vui hẳn lên. Bởi vì, lần này quân ủy cử ra Hồng Giang Hiệu và Phổ Hải Hiệu dẫn đầu, và 4 hạm tiếp viện nữa đi huấn luyện dã ngoại ở Thái Bình Dương. Mà Hồng Giang Hiệu và Phổ Hải Hiệu là tàu chiến ngang cấp với nhau. Mặc dù cho đến hiện tại, quân ủy cũng chưa quyết định xem đâu là kỳ hạm. Bởi vậy, tuy nói đều là quân hạm Trung Quốc, nhưng quan binh của hai hạm này đều âm thầm phân cao thấp với nhau. Thời đại này, ai là kỳ hạm thì đó là chỉ huy hạm. Lần này đi xa huấn luyện dã ngoại, Tổng bộ Hải quân và quân ủy đều vô cùng coi trọng. Vốn định thiếu tướng phó tư lệnh viên Triệu Phóng Hào làm tổng chỉ huy. Tuy nhiên, về sau Triệu Phóng Hào đến Hồng Giang Hiệu, đang định xuất phát thì nhận được mệnh lệnh của cấp trên. Không lâu sau, Phó Tổng Tham mưu trưởng thứ nhất Trung tướng Dương Chí đi lên Hồng Giang Hiệu. Mà Triệu Phóng Hào nghiễm nhiên trở thành người tiếp khách. Đối với Trung tướng Dương Chí đến, các quan binh ai nấy đều rất hưng phấn. Có thể nhìn thấy nhân vật lớn trong quân giới như vậy thực sự có chút kích thích. Tuy nhiên, cùng lúc bị kích thích, quan binh hải quân cũng cảm giác được một hơi thở ngưng trọng. Hơn nữa, cũng âm thầm cảm nhận được lần huấn luyện dã ngoại lần này không giống với những lần trước đây. Tuy nhiên, khác như thế nào thì bọn họ cũng không tìm ra được nguyên cớ. Mấy tháng rồi, quan binh hải quân đều huấn luyện bình thường. Không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Tuy nhiên, bắt đầu từ cách đây mấy tối đã biến thành không bình thường rồi. Trung tướng Dương Chí và Thiếu tướng Triệu Phóng Hào không ngờ đích thân đứng ở mép thuyền chỉ huy, bí mật nghênh đón đoàn khách đặc biệt. Hơn nữa, lượt khách này sau khi lên quân hạm, Trung tướng Dương Chí lập tức hạ lệnh toàn đội quân hạm mau chóng trở về. Quan binh trên Hồng Giang Hiệu lúc này mới hiểu ra, phỏng chừng, lần huấn luyện dã ngoại này chỉ là để ngụy trang mà thôi. Tiếp đón lượt khách này về nước mới là trọng điểm. Hơn nữa, mấy bác sĩ, y tá quân y lúc này cũng đang bận rộn. Mấy phòng lớn trên Hồng Giang Hiệu đều sớm đã được đổi thành phòng phẫu thuật tạm thời.
Bên ngoài gác đều là cấp bậc thượng tá. Đến cả quan binh trên Hồng Giang Hiệu muốn vào mấy phòng đó đều phải xin chỉ thị của Trung tướng Dương Chí mới được. Mà ngay cả Thiếu tướng Triệu Phóng Hào nếu chưa được cho phép thì cũng không được tùy tiện tiến vào. Chắc chắn là một đại nhân vật. Một trung úy hải quân nhỏ giọng nói. Cái này không phải những lời vô ích, cậu nhìn thấy không, hạm trưởng của chúng ta cũng chỉ là thượng tá. Cậu nhìn bên kia đi, thủ vệ thôi cũng đã là thượng tá rồi. Thủ vệ đã là thượng tá thì người đứng đầu thì là cấp bậc gì? Còn nữa, tư lệnh Triệu muốn vào còn phải xin chỉ thị. Tôi đoán chắc, bên trong phải có một thượng tướng nào đó. Thượng úy ra vẻ hiểu biết nói. Không có thượng tướng thì chắc chắn có trung tướng. Cùng bậc với tổng tham mưu Dương là chắc chắn, thật lợi hại. Trung úy nhỏ giọng nói. Từ sau khi vị khách đó lên đây, mệnh lệnh gấp rút về nước đã được hạ. Hơn nữa, tôi cũng cảm giác được chút gì đó bất thường. Những điều này, liệu có phải sắp xảy ra chuyện lớn gì rồi không? Thượng úy nói. Ừ, em cũng cảm giác được. Trước đây chúng ta đi huấn luyện dã ngoại đều rất bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này làm thế nào vậy? Hình như lúc nào cũng có cảm giác có tàu của nước ngoài đang lượn lờ ở gần đây. Liệu có phải giám sát chúng ta không? Tình hình có chút quái dị rồi đây. Trung úy vẻ mặt nghi ngờ nói. Tuyệt đối phải. Tư lệnh Triệu đã hạ lệnh, nói là nếu như gặp phải công kích, thì phải kiên quyết, quyết đoán phản kích. Toàn bộ quan bịn trên hạm đều phải chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Trước kia ngay cả quân ủy lãnh đạo cũng không dám hạ lệnh như vậy. Cái này, đánh trả nhưng vẫn phải xin chỉ thị của cấp trên. Nếu không, thì chính là tranh chấp quốc tế rồi. Thượng úy vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn lên, nói. Ha ha, đừng căng thẳng. Là quá trình huấn luyện dã ngoại thôi. Lúc này, một giọng nói hiền hòa truyền đến, hai người vội đứng thẳng thân mình. Phát hiện người nói không ngờ là một thanh niên trông khá đẹp trai. Tuyệt đối không phải là quan binh của Hồng Giang Hiệu, bởi vì mọi người ở đây đều quen mặt nhau cả. Xin chào thủ trưởng. Thượng úy và trung úy lập tức chào theo quân lễ. Ha ha, tôi chỉ là một người bình thường, các người cứ tùy ý gọi. Diệp Phàm khoát tay cười nói. Tuy nhiên, hai vị sĩ quan cấp úy không dám sơ suất. Bởi vì người này từ những phòng đặc biệt kia đi ra. Vậy thì cấp bậc, không phải nói ra cũng đủ để dọa người được rồi. Diệp Soái, Lão Vương gọi cậu. Lúc này, Triệu Phóng Hào từ đằng sau đi ra, vẻ mặt tươi cười nói. Tôi đến ngay. Diệp Phàm nói, còn giơ tay vỗ vai hai binh lính đứng bên cạnh rồi mới đi. Diệp Soái, có ý gì vậy? Trung úy vẻ mặt kinh hãi hỏi thượng úy. Trước kia nước ta có cấp nguyên soái, hiện tại hình như đều bỏ rồi. Kỳ lạ thật, tại sao tư lệnh Triệu lại gọi hắn là Diệp soái nhỉ? Chẳng lẽ vì trông hắn đẹp trai? Cái này, hình như không có khả năng này. Đây là một vấn đề nghiêm túc. Thượng úy cũng không hiểu nói. Tư lệnh Triệu gần đây đều nghiêm nghị, anh nhưng gặp người thanh niên này đều mỉm cười. Người này, chắc chắn không phải hạng đơn giản đâu. Trung úy nói, Hồng Giang Hiệu chạy hơn 10 ngày, sau đó phát hiện ở phía sau càng ngày càng nhiều quân hạm đáng nghi. Thế cục dần dần căng thẳng lên, những chiếc tàu giống như tàu chiến của nước ngoài hình như đều tập trung xung quanh tàu của TQ vậy. Ngay cả tư lệnh viên Triệu Phóng Hào và Trung tướng Dương Chí đều phải thay nhau trực ban, một người trực ban ngày, một người trực ban tối. Còn đám quan binh trên hạm càng phải xốc lại tinh thần. Một ngày ngoài thời ăn uống ngủ nghỉ ra thì những hoạt động giải trí khác đều bị hủy bỏ. Mà Phổ Hải Hiệu và ba chiến hạm khác cũng thay đổi phạm vi chạy, tất cả đều đoàn tụ ở xung quanh Hồng Giang Hiệu. Cái này, nghiễm nhiên Hồng Giang Hiệu chính là kỳ hạm. Quan binh trên Hồng Giang Hiệu đang lúc mệt nhọc thì bỗng nhiên trở nên hưng phấn, vì bọn họ thắng Phổ Hải Hiệu. Lại qua hai ngày nữa, Tiền Phương nhận được chỉ thị, bốn chiếc thuyền toàn bộ dừng lại ở vị trí cũ. Không lâu sau, quan binh mới phát hiện, từ bốn chiếc quân hạm từ đằng trước đi đến, mà toàn là những chiến hạm tân tiến nhất, lực chiến đấu rất mạnh. Không lâu sau, bốn chiếc tàu chiến đi đến, chia đôi hai hướng bảo vệ Hồng Giang Hiệu. Mà dưới nước, không ngờ nổi lên một chiếc tàu ngầm siêu cấp. Sau khi lộ diện lại lặng lẽ chìm xuống đáy biển, từ sau khi mấy chiếc chiến hạm lộ diện, hạm đội nước ngoài cuối cùng cũng biết điều mà rời đi. Sau khi tiến vào lãnh hải Trung Quốc, Hồng Giang Hiệu và Phổ Hải Hiệu đều dừng lại. Toàn thể quan binh đều đứng trang nghiêm. Không lâu sau, những vị khách đặc biệt trong phòng cũng đi ra. Xin chào thủ trưởng.
Tư lệnh viên Triệu Phóng Hào dẫn đầu chào theo nghi thức quân đội. Còn hơn 100 quan binh trên hạm cũng hô theo tư lệnh viên Triệu. Chương 1957, vinh quang cao nhất của nước Cộng Hòa. Các đồng chí vất vả rồi. Người trả lời không ngờ chàng thanh niên đẹp trai Diệp Phàm. Vì nhân dân phục vụ, không kêu khổ, không mệt. Chàng thanh niên kia đi đến, nắm tay từ giã với hơn 100 chiến sĩ lính thủy của hạm bộ thượng quan. Nói cảm ơn mọi người ùi lên máy bay, sau đó tất cả hành khách cũng đều lên máy bay trực thăng cất cánh bay lên không trung. Binh lính hạm bộ thượng quan nhìn thật lâu lên trời xanh. Các đồng chí, mọi người thật là may mắn, bởi vì, đời này mọi người có thể may mắn gặp được họ. Bởi vì, bọn họ là anh hùng thần bí của nước Cộng Hòa. Lúc này tiếng Triệu Phóng Hào vang lên. Tuy nhiên, sau khi nghe xong tư lệnh viên Triệu nói, các đồng chí đều tỏ vẻ buồn bực. Cũng không rõ chàng trai này rốt cuộc là ai. Đương nhiên, tất cả mọi người đều hiểu được, đây là chuyện cơ mật của quốc gia. Không thể hỏi thì không phải hỏi, không thể phép đoán dứt khoát không nên đoán. Quân cơ an ninh hạ cánh xuống một sân bay quân dụng, lập tức toàn bộ sân bay bị giới nghiêm. Lực lượng bộ đội bao vây toàn bộ sân bay. Tất cả các tướng quân tổ đặc nhiệm A như Cung Khai Hà, Lý Khiếu Phong và Đảng Nhất Can đều xếp thành hàng đứng nghênh đón các chiến sĩ chiến thắng trở về. Mấy xe cứu thương quân y đã sớm đứng ở một bên, các chuyên gia, nhóm y tá đều đứng ở xe cứu thương rất nghiêm túc. Các chiến sĩ, mọi người vất vả rồi. Tiếng của Cung Khai Hà vang rất lâu xung quanh sân bay. Hơn nữa, cùng với âm thanh, lúc Diệp Phàm đợi cho phi cơ Lý hạ cánh, Cung Khai Hà và một loạt tướng quân tổ đặc nhiệm A đi đầu, tất cả các dũng sĩ trên máy bay đều rất trang nghiêm, long trọng chào theo nghi thức quân đội. Thêm cả số quan binh của báo săn, tổng số binh lính hy sinh có 20 mấy đồng chí, mang được trở về, mời ông nhận lấy. Diệp Phàm đau xót nói, nhẹ nhàng đặt ba lô trên lưng xuống đưa cho Cung Khai Hà. Giá trị, bọn họ hy sinh vì đất nước, thật giá trị. Cung Khai Hà đưa hai nhận ba lô, nâng ba lô vào một chiếc quân xe, dưới sự bảo vệ hai bên chiếc quân sự lập tức đi. Tốt lắm. Lý Khiêu Phong nhẹ nhàng cho Diệp Phàm một quyền. Sau đó, có chút nghẹn ngào nói. Đáng tiếc, ôi, lão Nghiêm. Thời gian lặng lẽ qua, đến Tết Nguyên đán năm 2004. Một phòng danh dự đặc biệt của Tổng bộ Tổ đặc nhiệm A. Lãnh đạo và toàn bộ tướng quân của Tổ đặc nhiệm A tới rồi. Diệp Phàm mặc một bộ trang phục thiếu tướng đứng nghiêm trong hàng ngũ. Ở phía sau hắn, tất cả đều là các đội viên của Tổ đặc nhiệm A tham gia chiến dịch phá thiên. Hai người phía sau chính là Lưu Vĩ và Trần Quân. Tuy nhiên, vì bọn họ không phải là quân nhân, trên người mặc một bộ quần áo phẳng phiu màu đen kiểu Tôn Trung Sơn. Trông giống như hai tên du côn. Có tiếng bước chân vang lên. Chủ tịch Đường Hạo Đông thâm trầm bước vào cùng với vài sĩ quan cao cấp. Kính chào chủ tịch. Toàn thể tướng lĩnh đồng loạt hô. Các đồng chí vất vả rồi. Đường chủ tịch tràn đầy trung khí hô. Chú ý, chủ tịch hô chứ không phải, nói. Vì nhân dân phục vụ. Toàn thể tướng lĩnh đều hô. Về sau, chủ tịch Đường bắt tay từng chiến sĩ, không bỏ qua một ai. Ai là Trần Quân? Lúc này, chủ tịch Đường bắt tay xong đột nhiên hỏi. Là tôi ạ. Trần Quân hô rõ ràng lưu loát, tiến lên phía trước. Bản lĩnh của cậu rất cao, tuổi trẻ như vậy mà đã đạt đến lục đẳng, tốt lắm. Chủ tịch Đường vỗ vỗ lên bả vai Trần Quân, sau đó nói. Tôi mời cậu gia nhập tổ đặc nhiệm A có được không? Trần Quân ngạc nhiên, nhìn nhìn chủ tịch Đường lại nhìn nhìn Diệp Phàm. Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Chủ tịch Đường cũng nhận ra điều đó, hướng nhìn Diệp Phàm cười nói. Có phải cậu muốn nhờ Diệp Phàm quyết định thay? Việc này của đồng chí Trần Quân, tôi không có khả năng quyết định, việc này. Diệp Phàm nói nửa chừng rồi dừng lại. Tôi nghe anh Diệp ạ. Đột nhiên Trần Quân nói, không ngờ kêu là anh Diệp. Đường chủ tịch hơi hơi ngạc nhiên, đột nhiên mỉm cười. Liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Xem ra, anh Diệp cậu rất có danh tiếng nhé. Không dám, cái đó, là bọn họ kêu lung tung thôi. Trên mặt Diệp Phàm suýt chút nữa toát mồ hôi. Đồng chí Diệp Phàm, cậu còn không trả lời sao? Đường chủ tịch đột nhiên nghiêm giọng nói. Trần Quân, cậu xem thế nào chứ? Diệp Phàm liếc mắt nhìn Trần Quân một cái, thật sự là cảm thấy mình bị lâm nạn. Không ngờ Trần Quân đem chuyện phiền toái này đổ lên đầu mình.
Thực ra trong lòng, Diệp Phàm không hy vọng Trần Quân gia nhập tổ đặc nhiệm A. Tuy nhiên, hiện tại Đường Hạo Đông rõ ràng là có chuẩn bị mới tới. Hôm nay, không có biện pháp nào khác cả. Kỳ thật, Chủ tịch Đường cũng không có biện pháp khác. Lần này tổ đặc nhiệm A đem gần một nửa đội viện chính thức đi. Tất nhiên là hy sinh 10 đồng chí, mà trọng thương trở về làm bộ đội bình thường có tới hơn 10 đồng chí. Tổ đặc nhiệm A đã đến lúc sụp đổ. Mỗi năm có đến vài sự kiện lớn, quốc gia tuyệt đối không thể thiếu tổ đặc nhiệm A. Hơn nữa, lực lượng tổ đặc nhiệm A còn phải tăng mạnh. Càng cần được chú ý. Tối qua, Đường Hạo Đông và Cung Khai Hà cùng với Lý Khiếu Phong bàn bạc riêng rất lâu. Bàn bạc vấn đề nan giải này. Tôi nghe anh Diệp. Hóa ra Trần Quân muốn làm khó Diệp Phàm. Không cần nói nữa, hai đồng chí là cậu và Lô Vĩ đều phải gia nhập. Đồng chí Diệp Phàm, cậu là một đồng chí tốt, luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, tôi tin tưởng cậu sẽ nghĩ thông suốt. Đường Hạo Đông không ngờ nói những lời này ra, trên mặt rất ngưng trọng, hơn nữa, khí phách chủ tịch cũng hiện ra. Đó là bắt Diệp Phàm đi tới Lương Sơn. Vậy được rồi, Trần Quân, cậu gia nhập cũng được. Về phần Lô Vĩ, chủ tịch Đường, như vậy, Thủy Châu của Lô gia có thể cống hiến một vị cao thủ tứ đẳng gia nhập tổ đặc nhiệm A. Theo tôi, Lô Vĩ thích công tác ở địa phương, nếu trong lòng không muốn, chẳng bằng tha cho cậu ta. Hơn nữa, đều là vì quốc gia thôi, chủ tịch, đồng chí xem như vậy có được không? Diệp Phàm bình tĩnh lại, nói. Được được được. Chủ tịch Đường liền nói ba từ được, xoay người ra đằng sau liếc mắt nhìn một vị đại tá nói. Cấp cho Trần Quân quân phục, vì cậu ta là cao thủ lục đẳng, tạm thời đeo quân hàm thượng tá. Bổ nhiệm làm phó sư trưởng sư đoàn báo săn. Về phần đồng chí họ Lô kia vẫn chưa tới, tứ đẳng, phong quân hàm thiếu tá. Ngày mai đồng chí Lý Khiêu Phong đi Thủy Châu đón người. Còn các chức vụ khác, vẫn giữ nguyên như trước. Diệp Phàm nhìn mấy người này, hiểu ngay sự tình. Rõ ràng là chuyện này là do ba đồng chí chủ tịch Đường cùng Lý Khiếu Phong, Cung Khai Hà sắp xếp. Đồng chí Diệp Phàm, xét thấy trong chiến dịch phá thiên lần này, cậu thể hiện rất xuất sắc. Toàn thể hội nghị thường vụ bộ chính trị thông qua, quyết định trao huân chương cho cậu. Chủ tịch Đường nói, một đại tá mang tới một đĩa bạc đi tới, bên trong có rất nhiều đồ vật. Chủ tịch Đường cầm chiếc huân chương bằng vàng có khắc hình con rồng bay lên, nói. Đồng chí Diệp Phàm. Đây là huân chương long kim cao quý nhất của quốc gia. Là vinh dự lớn nhất mà nước Cộng Hòa dành cho cậu. Đương nhiên, đó cũng là điều cậu xứng đáng được nhận. Hy vọng lúc nào cậu cũng nhớ đến vinh quang này mà vì nước vì dân, cho dù ở bất kỳ cương vị nào đều có thể một lòng nghĩ tới quốc gia và nhân dân. Vâng. Diệp Phàm giơ tay chào theo nghi thức quân đội, trả lời rất vang, chủ tịch Đường tự mình đeo huân chương cho Diệp Phàm. Mẹ nó! Đây là đồ chơi chứ không phải là làm từ vàng ròng. Mắt Diệp Phàm mở to mắt nhìn chiếc huân chương có chút giống huy chương vàng Thế vận hội đang đeo trước ngực mình, trong bụng thầm cười. Không cần nhìn đâu, 10 phần là vàng đấy. Lúc này, Lý Khiêu Phong đứng bên cạnh nhẹ giọng đùa giỡn Diệp Phàm. Tốt lắm, về nhà sẽ tặng cho Viên Viên làm vòng đeo cổ. Diệp Phàm nhẹ giọng cười cười. Tên tiểu tử này. Lý Khiếu Phong vừa nói vừa trừng mắt. Còn Tề Thiên, sau khi bị thương, được Diệp Phàm dùng thủ pháp mở ám, nhìn qua cũng chẳng khác gì phế nhân. Cho nên, Tề Thiên xin chuyển công tác đến làm bộ đội địa phương. Đồng chí Cung Khai Hà đã xem xét nguyện vọng của Tề Thiên. Buổi tối thứ ba, Diệp Phàm vào phòng họp của tổ đặc nhiệm A. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm lấy thân phận là tổ phó tổ đặc nhiệm A tham gia bộ máy hội nghị đảng ủy. Thấy trong phòng hội nghị có vài đồng chí. Tổ trưởng kiêm bí thư đảng ủy đồng chí Cung Khai Hà. Tổ phó thường trực đồng chí Nghiêm Thế Kiệt đã hy sinh, vị trí đó vẫn để trống. Phía dưới chính là các tổ phó lần lượt là Trung tướng Lâm Đống Quốc, Trung tướng Thôi Kim Đồng, Trung tướng Kế Vĩnh Viễn, Thiếu tướng Diệp Phàm, chủ nhiệm giám sát bộ chính trị Thiếu tướng Đới Thành, đối diện là quân ủy phòng liên lạc quân đội tổ đặc nhiệm A Tương Đại Hải bị điều đi mới trở về, bởi vì, đồng chí Tương Đại Hải bị hù dọa cho sợ. Bị Diệp Phàm xử lý hai chiếc răng cửa ngoài ra còn cả cái đầu chọc, thiếu chút nữa còn bị rớt răng hàm. Mà Tương Đại Hải còn không dám nói là Diệp Phàm làm, chỉ có thể nuốt nỗi đau trong bụng. Tương Đại Hải hiểu được, nếu nói ra chắc cũng chẳng tốt hơn được. Diệp Phàm tỏa sáng như nửa bầu trời thời đại ở tổ đặc nhiệm A, đồng chí Tương Đại Hải cũng không muốn gây chiến với tổ đặc nhiệm A. Hơn nữa,
còn có vẻ chính mình là không có chí khí. Cho nên, Tương Đại Hải chỉ có thể nói bởi vì lúc đi cầu thang không cẩn thận nên bị ngã đập răng xuống. Đương nhiên, nhóm đồng nghiệp cười đau bụng. Hiện tại tiếp nhận đồng chí Tương Đại Hải chính là Trung tướng Lan Viễn Kim. Hóa ra người này là quân đoàn trưởng tập đoàn quân, sau đó trở lại giúp đỡ công tác ở quân ủy. Nên đồng chí cũng mới được thăng chức trung tướng, đã bị quân ủy điều tới tổ đặc nhiệm A tiếp nhận bộ phận của đồng chí Tương Đại Hải. Lần này cấp bậc chủ nhiệm phòng liên lạc cũng không được đề cao, xem xét từ phương diện thái độ quân ngũ, tổ đặc nhiệm A cũng đẩy mạnh việc liên lạc và giám sát. Đương nhiên, với tổ đặc nhiệm A đồng chí Lan Viễn Kim vẫn còn chưa quen. Tuy nhiên, lúc trước anh ta cũng đã bỏ ra khá nhiều thời gian tìm hiểu trước. Chỉ có điều, trong quân ủy đều là loại cáo già. Không ai muốn đi làm những việc mất sức mà chẳng được lợi cho ai này, cuối cùng liền là rơi vào đầu Lan Viễn Kim. Lan Viễn Kim không biết được trong đó đang gay gắt, anh ta tự tin đi vào phòng họp. Còn một vị cuối cùng trong số 9 ủy viên đảng ủy của ban nòng cốt tổ đặc nhiệm A chính là Lý Khiếu Phong, ủy viên thường vụ dự bị này. Tuy nhiên, Nghiêm Thế Kiệt hy sinh, vị trí tổ phó thường trực đang trở thành tiêu điểm. Mọi người chỉ cần hiểu là tinh thần của việc này đều là triển khai hoạt động giải quyết các vấn đề. Ba vị tổ phó Thôi Kim Đồng, Kế Vĩnh Viễn cùng với Lâm Đống Quốc đương nhiên đều chăm chú vào vị trí đó, còn Diệp Phàm, một chút ý định cũng không có. Căn bản là trong lòng không muốn ở chỗ này, hôm nay có thể đến cuộc họp là mong muốn gặp gỡ mọi người. Còn Đới Trung Thành tuy cũng có suy nghĩ như vậy, chỉ là anh ta tự thấy mình quá nhỏ bé, năng lực còn ít, không thể tranh đấu với cáo giả được. Tuy nhiên, chắc 9 người trong ủy viên đảng ủy thì phải có đến 8 người để ý tới. Bởi vì Diệp Phàm thường vắng trong các cuộc hội nghị, đến lúc phải bỏ phiếu thì tạo thành thế cục 4-4, vậy là có thể gây nhiều mâu thuẫn. Vốn Diệp Phàm xếp hạng thấp nhất trong đảng ủy, nhưng, bởi vì công lao của hắn lớn, tên tuổi vang dội, cho nên được ngồi trước Trung tướng Lan Viễn Kim cùng Thiếu tướng Đới Thành. Chương 1958, Diệp Phàm tiến vào trung tâm quyền lực của tổ đặc nhiệm A. Chiến trường vô cùng ác liệt, có 45 đội viên chính thức thì thương vong tới 20 người. Hiện tại chỉ còn lại 20 đội viên. Cho dù tính cả người mới gia nhập là Trần Quân và hai vị con cháu Lô Gia cũng không đến 30 đội viên chính thức. Còn tổ thứ 8 bộ đội bên ngoài, báo săn cũng gần mất đi một nửa. Cao thủ tam đẳng cũng khó tìm. Những cao thủ tổ đặc nhiệm A bồi dưỡng thành tứ đẳng chính thức trở thành đội viên cơ sở. Đã không còn nền tảng vững chắc nữa. Làm gì để xây dựng lại tổ đặc nhiệm A, khôi phục lại nguyên khí mới là tối trọng yếu trong thời điểm hiện nay. Nếu không, tổ đặc nhiệm A làm sao còn được gọi là tổ đặc nhiệm A nữa. Tổ đặc nhiệm A chúng ta đúng như đồng chí Nghiêm Thế Kiệt hô, là vĩnh viễn bất bại. Đồng chí Cung Khai hà ho khan một tiếng, toàn thế yên lặng, anh ta mới lên tiếng. Nhiệm vụ của Trịnh Phương rất gian khổ, tuy nhiên, tôi tin tưởng sau khi đồng chí Trần Quân đi, sẽ tăng cường thêm thực lực cho tổ thứ 8 và báo săn. Chỉ có điều, trong khoảng thời gian ngắn muốn khôi phục nguyên khí của tổ thứ 8, thì quá khó khăn. Việc này không phải chỉ múa mép khua môi là có thể khôi phục được. Lâm Đống Quốc nhìn Cung Khai Hà, nói. Chắc chắn Trịnh Phương buồn, tổ thứ 8 là bộ đội chủ lực, tổ tấn công của tổ đặc nhiệm A. Trong nhiệm vụ lần này, 10 phần đội viên đã mất đi 8 phần. Còn lại mấy người giữ thể diện. Mà nhiệm vụ xây dựng báo săn trở lại đang đặt ra trước mặt Trịnh Phương, làm thế nào để phát triển tiềm lực của các đồng chí, mặc kệ dùng biện pháp gì, việc cấp bách là phải chiêu mộ người cho báo săn và tổ đặc nhiệm A. Bằng không, vừa rồi tổ trưởng Cung có nói, tổ đặc nhiệm A còn gọi là tổ đặc nhiệm A sao? Nếu có tình huống bất ngờ xảy ra, chúng ta làm sao có thể chống đỡ được bây giờ? Thôi Kim Đồng nói, mặt mày đều nhăn lại thành những nếp nhăn. Nghe nói bố của Trần Quân xuất thân từ Thái Cực Môn, tôi nghĩ, có thể hay không? Kế Vĩnh Viễn nói đến đây, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Không nói, bởi vì, Kế Vĩnh Viễn biết tình cảm của Diệp Phàm và Trần Quân rất sâu sắc. Chỉ sợ làm cho Diệp Phàm nổi nóng. Trần Lão đã cắt đứt quan hệ với Thái Cực Môn, chẳng lẽ còn yêu cầu Trần Lão cúi đầu đi xin xỏ bọn họ? Nếu muốn vời người, đem quân đội trực tiếp tới Thái Cực Môn ở thủ đô hỏi người là được. Tôi nghĩ, không cần nói nhiều, vẫn phải đưa tới một vài đệ tử tứ đẳng. Tôi cũng đã từng tới Thái Cực Môn, phát hiện đệ tử tứ đẳng trở lên ít nhất cũng phải một bàn tay. Ở chỗ bọn họ, đệ tử tam đẳng cũng không ít. Tôi nghĩ,
đệ tử tam đẳng của các môn phái lớn cũng không phải ít. Có thể xem để bổ sung cho báo săn. Diệp Phàm khẩn trương nói. Có thể nói với Vương Lão một tiếng, cho hai đệ tử phái La Phù vào tổ đặc nhiệm A. Tin rằng Vương Lão sẽ hiểu chúng ta. La Phù là môn phái thần bí. Cho đến hiện tại, chúng ta cũng chưa thể làm rõ phái La Phù có tất cả bao nhiêu đệ tử. Có bao nhiêu vị cao thủ. Lúc này, đồng chí Lan Viễn Kim mới được điều tới nói. Như thế này nhé, chúng ta sẽ phân công mỗi người phụ trách đi một chỗ. Ví dụ như, tôi đi Thanh Thành, Lão Kế đi Thiếu Lâm, Lão Lan đi Thanh Thành. Cho dù thế nào, nhiệm vụ của mỗi người là phải tuyển được hai vị cao thủ tứ đẳng trở lên. Nhưng ít nhất cũng phải là tứ đẳng. Nếu thành công, ít nhất cũng có hơn 10 vị. Đội ngũ của chúng ta sẽ phát triển nhanh lên rất nhiều. Không còn cách nào, cho dù phải mặt dày mày dạn cầu xin ông nội bà nội các đồng chí cũng phải làm. Môn phái Hoa Hạ chúng ta và gia tộc cũng không ít. Hơn nữa, thời gian không đợi người. Các tổ viên chính thức của Hải Lang nước Mỹ so với chúng ta nhiều hơn rất nhiều. Cho dù lần này tổn thất 20 người, bọn họ vẫn còn 7-80 đội viên chính thức. Cung Khai Hà nói. Bọn họ có tiền, có thể tìm cao thủ qua Inte. Chúng ta không có cách nào để bắt chước làm theo họ. Chút kinh phí của chúng ta, chỉ đáng cho bọn họ nhét hàm răng. Tuy nhiên, tổ trưởng Cung, nhiệm vụ lần này cũng đừng đặt hết lên trên đầu tôi. Tôi còn phải về Đông Cống xử lý rất nhiều sự vụ. Tôi đã đi 2 tháng rồi, không biết bây giờ Đông Cống ra sao nữa. Cũng sắp đến lễ mừng năm mới, cũng có nhiều việc hơn nhơn. Hơn nữa, trước kia tôi cũng nói qua, bất luận tổ đặc nhiệm A có sự vụ gì tôi cũng không nhúng tay vào. Sau này, mọi người cứ coi như không có tôi là được. Diệp Phàm khẩn trương từ chối. Cái việc tuyển người này thật ra là một củ khoai phỏng tay, vừa phí công lại tốn thời gian, lại còn đặc biệt phiền toái. Cho nên nếu có thể không nhận thì đương nhiên sẽ không nhận. Làm sao có thể như vậy được? Đồng chí Diệp Phàm, các mối quan hệ của cậu so với tôi còn rộng hơn nhiều. Tôi mới từ bộ đội chuyển sang đây, nói thật, nhiệm vụ này đối với tôi mà nói là quá khó khăn. Đối với việc của môn phái võ lâm không thể nào quen thuộc được. Muốn tôi đi tuyển người. Thật sự là rất khó. Tuy nhiên, nếu vì quốc gia, dù thế nào tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Lúc này, Lan Viễn Kim liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hừ nói. Người này Diệp Phàm không quen lắm, hơn nữa cũng có chút thâm niên. Lúc trước tôi đã nói qua việc này, lần này có thể tới họp chắc cũng sẽ là lần cuối cùng. Cho nên, tôi hy vọng tổ trưởng Cung cũng không nên làm khó tôi. Diệp Phàm không hướng về phía Lan Viễn Kim. Mà là hướng về phía Cung Khai Hà nói. Chàng trai trẻ, thái độ này của cậu thật chẳng ra sao. Đang là thanh niên cần làm thêm chút công tác, sau này mới càng có cơ hội thăng tiến đúng không? Sao lại nói chuyện như vậy, đây là thái độ của người thanh niên sao? Lan Viễn Kim vừa nói ra, các đồng chí ngồi đấy đều hô to, hỏng bét. Thật kỳ lạ lần này không ngờ Diệp Phàm không tức giận, mà lại liếc mắt nhìn Lan Viễn Kim một cái. Ngược lại vẻ mặt điềm đạm cười cười nói. Vậy đi, bây giờ tôi sẽ nói một lần nữa, chỉ lần này thôi. Như này nhé, chủ nhiệm Lan có thể mời được mấy người thì Diệp Phàm tôi sẽ mời được ngần đó. Tôi vẫn còn trẻ dù sao cũng phải theo gương các đồng chí lão thành có đúng không? Bằng không, mọi người lại nói tôi là chẳng ra gì cả. Thấy hai người có vẻ căng thẳng, trong lòng Cung Khai Hà đương nhiên cười trộm. Với cục diện, đối mão, này đồng chí Cung Khai Hà chắc rất vui mừng. Vài vị lãnh đạo khác cũng đang mỉm cười nhưng không nói ra. Ha ha, như thế này nhé đồng chí Diệp Phàm, tuổi tác của tôi so với cậu nhiều hơn, tôi sẽ nhường một bước. Cậu có thể mời được bao nhiêu người, tôi cũng mời như thế. Lan Viễn Kim trúng kế, không ngờ còn thách đố Diệp Phàm. Thống nhất như vậy nhé. Diệp Phàm thản nhiên cười liếc nhìn Cung Khai Hà một cái nói. Lãnh đạo Cung, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Cậu đã mời được ai rồi mà hoàn thành trước nhiệm vụ? Đồng chí Diệp Phàm, các vị đại biểu ngồi trong phòng họp này đều là những người có quyền lực cao nhất trong tổ đặc nhiệm A. Mỗi câu nói đều được ghi chép trong biên bản, nói chuyện ở đây là phải nghiêm túc, không thể nói lung tung được. Đồng chí Lan Viễn Kim cảm thấy Diệp Phàm đang cười, như đang đùa cợt mình, nên cảm thấy có chút tức giận, mắt trừng to lên nhìn. Diệp Phàm tôi nói lung tung khi nào, đồng chí Lan Viễn Kim, tôi hy vọng anh suy nghĩ kỹ trước rồi sau đó hãy nói.
ở đây đang diễn ra hội nghị của bộ máy lãnh đạo tổ đặc nhiệm A, lời của anh sẽ có trong hồ sơ. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, cảm thấy có chút khó chịu. Cảm thấy lão già Lan Viễn Kim này cậy mình nhiều tuổi nên có phần lên mặt. Rõ ràng là muốn ức hiếp người trẻ tuổi như hắn thôi. Cậu nói vậy là có ý gì? Hôm nay tổ trưởng cung vừa mới phân công nhiệm vụ mà cậu đã nói là hoàn thành trước thời hạn, chuyện này không đáng cười sao? Lan Viễn Kim liếc nhìn Diệp Phàm một cái, cũng hiểu được người thanh niên này quá kiêu ngạo. Không ngờ hắn lại nói chuyện với người có thâm niên trong quân đội với giọng điệu như thế. Rõ ràng cũng ỷ vào thế của mình, ức hiếp một người mới vào tổ đặc nhiệm A. Tôi muốn hỏi thủ trưởng cung, đồng chí Ngưu Thông ở phân khu Đông Cống, vệ sĩ Trương Vũ và Lý Thăng mời tới từ phái La Phù của Tô gia, ba đồng chí ấy có phải tôi mời đến hay không? Diệp Phàm không để ý đến Lan Viễn Kim, hỏi thẳng cung Khai Hà. Ba đồng chí đó không tính, tuyển dụng bọn họ là nhiệm vụ tổ trưởng cung phân công từ trước. Hơn nữa, lấy danh nghĩa quân ủy mời tới, việc này tuyệt đối không thể tính được. Sao lại có thể tính là công của cậu? Lan Viễn Kim nghe xong, có chút nóng nảy, thiếu chút nữa kêu lên. Sao lại không được tính, vừa rồi có nói là nhiệm vụ phân trước hay là phân sau đâu? Hơn nữa, ba đồng chí này đều là do tôi và nhờ sự giúp đỡ của anh Lý để mời vào mà. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này cũng không có nhiều thời gian. Huống chi, lúc đó chính tổ trưởng cung khoe với tôi, còn nói phải cảm tạ tôi vì đã cống hiến cho tổ đặc nhiệm A, cung thủ trưởng, có phải anh đã nói với tôi như vậy không? Diệp Phàm nói, ừ, tôi đã nhận được công văn chiêu được người của Diệp Phàm. Công lao lần này đương nhiên có thể coi là của Diệp Phàm. Lý Khiếu Phong giành nói trước, tổ trưởng cung, việc này không thể tính như vậy được đúng không? Lan Viễn Kim kiên trì nói, ha ha, tổ trưởng cung, anh nói gì đi? Diệp Phàm bắt bẻ, đồng chí cung Khai Hà thấy hơi nhức đầu, một người là con át chủ bài trẻ tuổi nhất. Sau này tổ đặc nhiệm A còn hy vọng dùng cậu ta để làm nhiều việc. Khẳng định là không thể tùy tiện đắc tội được. Hơn nữa, tổ đặc nhiệm A đang hết sức dùng người, nên tiền đồ của cậu ta là rất rộng mở, cũng không phải dễ đối phó. Hơn nữa, chuyện của Lộ Tiến, cung Khai Hà cũng đã sớm nghe nói qua. Diệp Phàm đã sớm cảnh giác, nghe nói người thanh niên này có ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng tương đối sâu sắc trong tổ đặc nhiệm A. Hiện nay, trong số 29 đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A, thì những người như Trương Cường, Trương Hùng, Lang Phá Thiên, Trần Quân đều là anh em của hắn. Đắc tội với hắn, tức là đắc tội với một số người khác. Cung Khai Hà mới đến tổ đặc nhiệm A, vị trí ngồi còn chưa chắc. Mà cho dù đã ngồi chắc chắn rồi tuyệt đối cũng không dám tái phạm sai lầm của Lỗ Tiến. Nếu dám làm ầm ĩ cái chuyện liên danh lên lớp đảo cung, phỏng chừng, lập tức Đường Hạo Đông sẽ cân nhắc thay đổi người. Cho nên, đối với Diệp Phàm, đồng chí cung Khai Hà quyết định là mở một mắt nhắm một mắt. Chỉ cần hắn không làm ầm ĩ quá mức thì cứ mặc kệ. Hơn nữa, vẫn phải lấy việc chung sống hòa bình làm chính. Cho nên, ngay từ đầu đồng chí tổ trưởng cung Khai Hà cũng không dám tự cao tự đại trước mặt Diệp Phàm. Trước mặt các đồng chí khác, cung Khai Hà còn có thể lên mặt. Chung quy lại là lãnh đạo của tổ đặc nhiệm A vẫn có uy tín và khí phách. Huống chi, đồng chí cung Khai Hà cũng là một cao thủ thần bí. Cao thủ đều nóng tính. Tuy nhiên, vừa qua quan hệ của tổ đặc nhiệm A và quân đội có vẻ không hài hòa. Hình như là hai bên có mâu thuẫn đối lập nhau. Vừa ủng hộ, sống nhờ vào nhau, lại vừa giám sát đối lập lẫn nhau. Chủ yếu là quân đội tăng cường giám sát đối với tổ đặc nhiệm A. Trước kia, phái Tương Đại Hải chỉ có cấp bậc thiếu tướng, lần này gọi Lam Viễn Kim phong cấp bậc trung tướng. Nói rõ ra là, quân đội chú ý tới quyền lực của mình. Đồng chí cung Khai Hà đương nhiên cũng không sợ quân đội đối với ông ta như thế nào. Tuy nhiên, thời đại này, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Thực ra quan hệ cương quá cũng khiến cho công tác phát triển của tổ đặc nhiệm A không có lợi. Hơn nữa, cấp trên có quy định, tổ đặc nhiệm A chỉ là bộ đội bí mật thuộc quân ủy thôi. Chương 1959, đồng chí cung Khai Hà rất giảo hoạt. Chỉ có điều, thân phận của tổ đặc nhiệm A có phần phức tạp. Bề ngoài thì thuộc về quân đội, mà cũng có một phần tài chính là do quân đội cấp cho. Nhưng phần lớn tài chính là do nhà nước trực tiếp cấp. Mà mức độ tiếp xúc của tổ đặc nhiệm A so với quân đội xa và sâu hơn, bất kể là chuyện quốc phòng hay là chuyện đại sự trong nước có liên quan đến an toàn quốc gia kiểu gì cũng phải có mặt của tổ đặc nhiệm A.
Tổ đặc nhiệm A không hoàn toàn thuộc quyền quản lý của quân đội. Hiện tại, cũng không xác định rõ được thân phận và vị trí trong nhà nước, khiến cho có phần mập mờ thế nào cũng được. Cho nên, đồng chí Cung Khai Hà cũng không muốn đắc tội với chủ nhiệm phòng liên lạc quân đội Lan Viễn Kim, nếu đắc tội với lão già này, về sau luôn luôn gặp phiền toái. Tuy nói là quân đội không có khả năng trực tiếp chỉ đạo tổ đặc nhiệm A nhưng cũng có tư cách đứng bên cạnh nói ra nói vào, kiếm chuyện làm khó dễ anh. Thế này nhé, lần trước Diệp Phàm mời người vẫn tính cho cậu ta. Tuy nhiên, ba người nhưng chỉ được tính là hai. Cung Khai Hà thật là giảo hoạt, vừa giữ thể diện cho Diệp Phàm, lại vừa có một chút nể mặt Lan Viễn Kim. Chỉ có thể tính là một người thôi. Lan Viễn Kim liếc mắt nhìn Cung Khai Hà một cái, bất mãn nói Cung Khai Hà có chút thiên vị. Rõ ràng là bênh vực Diệp Phàm. Ba người mà chỉ tính một người, như vậy mà chủ nhiệm Lan có thể nói ra được sao? Vậy chẳng phải Diệp Phàm tôi đây làm không công sao? Nếu thủ trưởng cung nói tính hai, vậy thì hai đi. Tôi lúc nào cũng kính trọng lãnh đạo đúng không? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Tuy nhiên, khi Diệp Phàm nói như vậy một số đồng chí ngồi đấy có phần cảm thấy xấu hổ bởi vì thấy mặt Diệp Phàm thật dày. Không được, tuyệt đối không được. Lan Viễn Kim lạnh lùng hừ nói, hình như có chút nóng nảy. Nếu không thì như thế này, ở đây chúng ta có 8 đồng chí. Sẽ giơ tay biểu quyết. Thủ trưởng cung, anh thấy thế nào? Tuy nhiên, tôi cũng nói rõ, tôi ủng hộ tính hai người cho Diệp Phàm. Lý Khiếu Phong mỉm cười nói. Cứ như vậy đi, giơ tay biểu quyết theo lời anh Lý nói. Cung Khai Hà có chút lưỡng lự nói. Tôi ủng hộ tính hai người. Đới Thành không hề nghĩ ngợi, giơ tay ủng hộ Diệp Phàm. Tính hai là được rồi. Thôi Kim Đồng bị Diệp Phàm đánh cho sợ. Không hề nghĩ ngợi, mở miệng ngay sau Đới Thành. Vậy tính là hai người đi. Phó Tổ trưởng Lâm Đống Quốc nói. Hơn nữa còn phiếu của Lý Khiếu Phong thêm cả Diệp Phàm, tất cả là 5 người đồng ý. Sắc mặt đồng chí Lan Viễn Kim có chút khó coi, liếc nhìn Cung Khai Hà một cái. Ha ha, việc này, còn ai nói gì nữa không, thông qua là tính hai người nhé, tôi sẽ không nói thêm nữa. Cung Khai Hà thản nhiên cười cười nói. Lão già này, không phải, gian, bình thường. Diệp Phàm liếc mắt một cái trong lòng thầm mắng đồng chí Cung Khai Hà. Hừ, hai thì hai, Lan Viễn Kim tôi cũng có thể mời được hai người. Mặt Lan Viễn Kim trầm xuống hừ nói. Ha ha, chưa dừng ở đây được, Trần Quân là người Diệp gia, có tính là tôi mời vào không? Còn có con cháu của gia tộc họ Lô ở Thủy Châu, có tính là Diệp Phàm tôi chiêu vào không? Như vậy tổng cộng lại là 4 người. Diệp Phàm lại thản nhiên cười. Tên này đã sớm quyết định, hôm nay, sẽ hung hăng, dẫm lên, Lan Viễn Kim, làm giảm một chút uy phong của lão già này, trung tướng là Hoành Tráng Á, ông đây là thiếu tướng có thể dẫm lên trung tướng ngươi thì đã sao? Hơn nữa, nhìn từ một phương diện khác, mình xem như là đã chính thức tiến vào trung tâm quyền lực của tổ đặc nhiệm A. Đương nhiên cũng phải tạo uy tín của mình mới được, bằng không, bất kỳ một đồng chí nào cũng có thể dẫm lên mình. Tuy nói Diệp Phàm không hề muốn tập trung lăn lộn ở tổ đặc nhiệm A, nhưng cần thiết phải bảo vệ uy tín của mình đã tạo lên. Hai người đó, nhưng mà tôi nghe nói là chủ tịch Đường đích thân mở miệng. Việc này coi như là của cậu, vậy chủ tịch Đường tính là cái gì? Lan Viễn Kim cũng không phải người lợi hại bình thường, lập tức lôi chủ tịch Đường ra áp chế Diệp Phàm. Nói xong lão già này còn phải liếc nhìn mọi người một cái, chẳng qua là muốn lấy lại chút thể diện. Ha ha! Là chủ tịch Đường mở miệng, điều này đúng. Tuy nhiên, tôi xin hỏi là Trần Quân có đồng ý hay không? Mà chủ tịch Đường giữ thể diện cho tôi, cũng trưng cầu ý kiến của tôi, lúc đó có rất nhiều đồng chí đều có mặt ở đó. Có phải như vậy hay không mọi người đều biết? Diệp Phàm thản nhiên cười, liếc mắt nhìn Lan Viễn Kim một cái, lại nói. Ha ha, không phải Diệp Phàm tôi khoác lác, quan hệ của hai đồng chí này với tôi là rất tốt. Bằng không? Đồng chí Lan Viễn Kim cứ thử xem có thể mời hai người họ vào hay không. Cậu! Lan Viễn Kim tức giận, đập mạnh chén trà lên trên bàn. Ha ha, cứ tính đi tính lại, tính một, tính thêm hai người lúc trước, vậy thành ba. Như vậy đi, đồng chí Lan nói là đồng chí Diệp Phàm mời được mấy người thì đồng chí cũng mời bấy nhiêu người, vậy nhiệm vụ của đồng chí Lan là mời 3 người. Hy vọng là các đồng chí có thể cùng nhau hợp tác, mỗi người đóng góp một chút sức lực. Cùng gây dựng tổ đặc nhiệm A chúng ta lớn mạnh, mau chóng khôi phục thực lực.
Cung Khai Hà vừa cười, vừa nói, vừa giảng hòa vừa tính toán cho Lan Viễn Kim thấy. Phòng trừng trong lòng lão già này đang phát điên. Ba người, cũng hơi nhiều đúng không? Cuối cùng Lan Viễn Kim mặt dày mày dạn từ chối. Đồng chí Lan Viễn Kim, ba người là nhiều ư. Vừa rồi những lời anh nói đều được ghi chép vào biên bản rồi, có cần phải phát lại bản ghi âm lúc nãy không? Cung Khai Hà có chút mất hứng, mặt nghiêm lại, hướng về phía Lan Viễn Kim hừ nói. Lúc này, rốt cuộc khí phách của thủ trưởng tổ đặc nhiệm A hiện ra. Người ta không lộ ra thì thôi, nhưng một khi lộ ra sẽ làm mọi người kinh ngạc. Vị cao thủ bát đẳng kia khí thế cũng tương đối lợi hại. Diệp Phàm mơ hồ cảm giác thấy, lão già Cung Khai Hà này thực lực chắc ở bậc bát đẳng. Không thể tưởng được ngoài tổ đặc nhiệm A ra còn có cao thủ như vậy làm việc trong nhà nước. Rốt cuộc Hoa Hạ cất giấu bao nhiêu cao thủ công tác trong chính phủ, tuyệt đối không có ai thống kê. Diệp Phàm luôn tự cảnh giác, tự cao tự đại chính là sẽ bị lật thuyền trong mương. Thậm chí Diệp Phàm hoài nghi, ở trong các cơ quan của nhà nước liệu còn giấu vị cao thủ thập đẳng nào không? Hoa Hạ, là quốc gia thần bí, đương nhiên cao nhân cũng thần bí. Hôm nay xuất hiện một vương lão, không chừng ngày mai sẽ xuất hiện một trương lão. Ai mà dám chắc, ai có thể chứng minh là con át chủ bài cao nhất của tổ đặc nhiệm A là cửu đẳng. Diệp Phàm cho rằng không chỉ dừng ở cấp độ đó. Thủ trưởng cung, nghe nói sư trưởng sư đoàn dã chiến số 1 thành phố Mạc Hương còn khuyết một vị trí sư trưởng chưa được quyết định đúng không? Diệp Phàm hỏi. Cái này tôi cũng không rõ cho lắm. Cung Khai Hà lắc lắc đầu, đó là lời nói thật, ông ta liếc nhìn sang Lan Viễn Kim trên mặt đang có chút giận dữ một cái, nói. Việc này chắc cậu phải hỏi chủ nhiệm Lan, anh ta ở trong quân đội cũng mấy chục năm, hơn nữa, nhân sự trong quân đội vẫn giữ nguyên. Bình thường, thay đổi vị trí cán bộ cũng là việc lớn. Khả năng sẽ biết, tôi cũng nghe nói là có chức vị trống. Lan Viễn Kim thản nhiên hừ nói. Thủ trưởng cung, anh xem. Tề Thiên lập công lao hiển hách cho tổ đặc nhiệm A. Liền một lúc mình anh ta diệt được ba cao thủ. Hơn nữa, khi tiến vào mê cung anh ta rất dũng cảm. Phải biết rằng, anh ta là đội viên đã gia nhập đội thứ nhất. Chiến đấu ở Saha mấy tháng vẫn kiên trì giữ vững kế sách không chịu rời trận tuyến. Đồng chí hy sinh vì quốc gia như vậy, cuối cùng bị trọng thương, hiện tại thân thủ chỉ ở mức độ nhị đẳng. Hơn nữa, chuyên gia tổ khoa học năng lượng cũng kiểm tra qua. Anh ta không có khả năng khôi phục được. Chúng ta không thể ghẻ lạnh với các đồng chí có tâm phục vụ tổ quốc đúng không? Diệp Phàm nói, thực ra, khi tiến vào mê cung tử vong lúc đó, Tề Thiên căn bản không tiến vào tới tận cùng mê cung. Cái này đương nhiên là Diệp Phàm nói bừa. Ừ, đồng chí Tề Thiên đúng là không tồi, là một đồng chí tốt. Lý Khiêu Phong cũng gật đầu khen. Ôi, thật là đáng tiếc. Ý của cậu là như thế nào, nói thẳng ra đi. Cung Khai Hà hỏi Diệp Phàm. Tề Thiên đã đeo quân hàm thượng tá, theo quy tắc đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A, nếu do bị thương mà phải đi đến quân đội địa phương hoặc đến công tác ở các cơ quan trong chính phủ, thành viên chính thức tổ đặc nhiệm A sẽ được thăng một bậc khi rút khỏi. Như vậy, Tề Thiên được thăng một bậc chính đại tá, hoàn toàn có năng lực và tư cách đảm nhiệm chức sư trưởng sư đoàn dã chiến số 1 thành phố Mạc Hương. Diệp Phàm nói, nên thăng một bậc. Chúng ta sẽ thăng cấp cho anh ta lên đại tá rồi chuyển anh ta đến công tác ở địa phương. Tuy nhiên, về chuyện nơi anh ta đến, nếu anh ta chịu tới làm việc ở cơ quan bộ đội địa phương, chúng ta cũng ủng hộ. Chỉ có điều, nếu muốn đảm nhiệm chức sư trưởng sư đoàn dã chiến số 1 thành phố Mạc Hương, thì chúng ta không quyết định được. Đồng chí Diệp Phàm, có những mặt chúng tôi có thể chiếu cố, ví như, chúng tôi có tăng mức phí nghỉ bộ đội của anh ta. Có thể cho anh ta công lao và vinh quang. Nhưng, muốn đảm nhiệm một chức vụ trong quân đội, đó là chuyện của lãnh đạo quân đội. Tổ đặc nhiệm A không thể can thiệp vào việc bổ nhiệm nhân sự trong quân đội. Vẻ mặt đồng chí Cung Khai Hà nghiêm túc nói. Đúng vậy, bằng không người ta sẽ lại nói chúng ta mò tay quá xa. Chúng ta vốn có quyền yêu cầu cơ quan an ninh quốc gia, cảnh sát, thậm chí một số đơn vị quân đội phối hợp chấp hành nhiệm vụ bảo vệ quốc gia. Lãnh đạo trong quân đội đã cho rằng quyền lực của tổ đặc nhiệm A chúng ta quá lớn. Nếu chúng ta lại yêu cầu việc này, không biết người ta sẽ nói gì. Chúng ta không thể để bọn họ nắm tóc được. Lâm Đống Quốc gật gật đầu nói. Diệp Phàm, việc này cậu có thể đi tìm lãnh đạo quân đội có liên quan nói một chút. Tôi biết cậu vì muốn Tề Thiên được tốt hơn, nên mới đề nghị vậy. Nhưng,
không thể yêu cầu Tổ đặc nhiệm ra mặt được. Lúc này, vẻ mặt Lý Khiếu Phong cũng nghiêm túc nói. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm, nếu vừa rồi cậu chịu giảm bớt một người trong ba đồng chí ghi danh, thật ra tôi có thể suy nghĩ một chút những gì cậu nói. Không dám khẳng định nắm chắc 8 phần, nhưng dù sao cũng phải được 5 phần. Lúc này, lão già Lan Viễn Kim có vẻ tự đắc nói. Đồng chí Viễn Kim, chuyện vừa rồi đã quyết định, làm sao anh có thể thất hứa được? Việc này không phải trò đùa. Có thể cung khai hà có chút nóng nảy, Diệp Phàm tính bớt đi một người cũng không sao cả, dù sao mọi người cũng vào rồi. Chỉ có điều, nếu Diệp Phàm bớt đi một người, nhiệm vụ của Lan Viễn Kim liền ít đi, từ 3 người chỉ còn 2 người. Nếu vậy, Tổ đặc nhiệm A sẽ tổn thất. Đương nhiên đồng chí cung khai hà không đáp ứng. Ha ha, thủ trưởng cung, đây là chuyện của tôi và Diệp Phàm, người ta tự nguyện tính ít đi một, chẳng lẽ mọi người cũng có ý kiến, dù sao cũng phải để cho người ta có một chút quyền tự chủ chứ đúng không? Lan Viễn Kim không âm không dương nói. Cung khai hà cũng ở đó, sắc mặt cứng đờ, theo dõi Diệp Phàm. Ha ha, việc này, tôi tin tưởng có thể tự làm được, không nhọc đến chủ nhiệm Lan. Anh cứ từ từ đi tìm ba cao thủ gia nhập Tổ đặc nhiệm A chúng ta đi. Hơn nữa, tôi tin tưởng, thủ trưởng cung, ha ha, cũng sẽ, ha ha. Diệp Phàm cười gượng một tiếng, nói có vẻ mơ hồ.